Chương 3640, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Ha ha, cũng không tồi, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, miệng lúc nào cũng giống nhau, cháu định hù ai hả? Với chức vụ thứ trưởng đi xuống là không thích hợp, cho dù cháu mang quân hàm tướng, chẳng lẽ với thân phận cố vấn quân sự đặc biệt của chủ tịch là có thể sắp xếp? Chẳng lẽ cố vấn quân sự cùng với chức trung tướng là đẹp, cũng không thuộc về hệ thống quân đội có phải không? Dường như pháo của Kiều Hoành Sơn không ngừng đánh lại đây, Diệp Phàm cũng nghẹn lại một chút. Hi hi, bác không nói thân phận thực sự cháu cũng quên. Chỉ là hư danh thôi, chủ yếu là chế độ đãi ngộ. Bác nói xem, cháu làm được gì chứ? Diệp Phàm cười gượng nói. Đừng có đùa giỡn trước mặt bác, cháu có đi hay không, nói một câu. Kiều Hoành Sơn đùa giỡn. Đi, đương nhiên lấy được có phải hay không? Chúng ta là người trong nhà, không đi cổ vũ thì ai đi có phải không? Diệp Phàm cười nói. Như thế còn tạm được, đến lúc đó có thể kéo vài đồng chí cùng đi cũng rất tốt. Đại viện Kiều gia chúng ta cũng không phải bé, phải nói to một chút. Thế khí Kiều Hoành Sơn hơi quá, có vẻ như nhớ tới thời làm tư lệnh viên quân khu. Việc này, bác đi cùng không dễ dàng sao? Chỉ cần bộ trưởng Kiều nói, cấp phó của quân khu còn không mừng như điên sao? Diệp Phàm nói, bác ra mặt không tiện lắm, dễ khiến cho người ta nói ra nói vào, chuyện lần này, cháu tự làm đi. Kiều Hoành Sơn khoát tay áo. Lại là cháu. Thiếu chút nữa Diệp Phàm kêu lên. Không phải cháu thì còn có ai, người có thể làm được việc của đại viện Kiều gia chỉ có cháu. Chẳng lẽ bảo Viễn Sơn đi, đó là điều không thể. Bảo Kiều báo quốc đi, cháu nói xem nó có thể quen biết được mấy quân quan. Chẳng có tác dụng chó gì cả. Kiều Hoành Sơn nói mấy câu lỗ mãng sau đó đứng lên đi. Khi nào nhậm chức? Diệp Phàm vội vã hỏi. Chắc là ngày kia. Tiếng Kiều Hoành Sơn truyền vào từ ngoài cửa lớn. Bây giờ điều ngu ngốc này thực sự đã đến mà kéo người đi. Kéo được sư đoàn trưởng thì có tác dụng chó gì? Diệp Phàm tức giận tự nói. Kéo sư đoàn trưởng kiểu gì? Kiều Viên Viên cười đi từ trên tầng xuống. Còn không phải do chuyện của nhà em, bác của em cứ muốn anh kéo thêm mấy tướng quân nên nhận chức, nói phải cao giọng lên một chút. Em nói thêm một chút đi, anh chưa biết mấy tướng quân đó là ai. Có người có nói cũng chưa chắc đã chịu đi, bởi vì, rất mất giá. Diệp Phàm nói. Không phải anh vẫn nói anh biết một nửa người của ủy ban quân giới sao? Còn nói Diệp Phàm anh có thể đi ngang trong quân đội. Kiều Viên Viên cười cười nói. Em cũng thổi phồng như vậy sao? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Em biết được anh là người khoác lác, và lại, ai bắt anh phải thổi phồng lên chứ? Thời gian trước khi về nhà nói chuyện phiếm với bác, em sẽ đem chuyện anh nói khoác nói ra. Kiều Viên Viên nói. Những lời này em cũng dám nói ra, đau chết người đi được. Xong đời rồi, nhiệm vụ chính làm không được rồi. Diệp Phàm có chút buồn rầu. Không phải tư lệnh viên Triệu Quát rất tốt với anh sao? Hơn nữa, anh ta coi anh như là anh, cũng không thể nhìn anh khó xử có phải không? Kiều Viên Viên nói. Ý kiến như vậy mà em cũng dám nói, người ta là tư lệnh viên của đại quân khu đó. Gọi anh ta đi lại bổ nhiệm Kiều Thế Hào chẳng phải là đánh vào mặt của anh sao? Thiếu chút nữa Diệp Phàm nghẹn lại. Có gì mà mất mặt chứ, không phải anh vẫn ở một chỗ sao? Kiều Viên Viên nói. Đàn bà đừng nói linh tinh. Diệp Phàm khoát tay áo. Được rồi, chuyện của anh em cũng chẳng muốn tham gia. Mời người là chuyện của anh, mời ai cũng là chuyện của anh. Anh cần thể diện thì anh đi mà mời, nếu như không mời thì bác cả sẽ đích thân đến đấy. Có thể thấy được bác cả rất coi trong việc này. Bác cả cũng khó, đường đường là một tư lệnh viên đại quân khu bây giờ cũng chỉ làm đến chức thứ trưởng. Cũng khó cho bác cả. Tất cả bây giờ chỉ còn hy vọng gửi gắm vào đời Kiều Thế Hào, anh nói xem làm sao bác cả lại không coi trọng được chứ. Và lại, đại viện Kiều gia còn có anh có chút quyền lực. Anh của em cũng không được. Kiều Viên Viên nói. Được rồi, không nói nữa. Để anh nghĩ biện pháp là được. Tuy nhiên, cấp bậc phải thấp một chút. Chỉ có biện pháp điều chỉnh vài vị thiếu tướng đi. Được dịp, đem thành tích ra để chọn người. Diệp Phàm nói. Ngoài Trương Cường gia còn có. Chẳng phải Phượng gia cũng có tướng quân sao? Cho dù là người đó là như thế nào với em Phượng? Kiều Viên Viên nói. Cho dù là ai đều có thể đi, nếu người ta không đối phó với Kiều gia các em, người ta sẽ chịu sao? Có một số việc không thể ép buộc, cho nên, có mời thì cũng phải cân nhắc cẩn thận,
nếu không sẽ khiến cho người khác khó xử phải không? Diệp Phàm nói. Lúc này, giọng nói của Kiều Hoành Sơn truyền đến. Thật đúng là vì chuyện của Thế Hào mà quýnh hết cả lên, thiếu chút nữa quên mất việc chính sự. Nói xong liền đi vào. Còn có chuyện chính sự gì nữa hả bác cả? Diệp Phàm hỏi. Chúng ta đi tới thư phòng nói chuyện đi. Kiều Hoành Sơn nói, biết chuyện này là bí mật, Kiều Viên Viên cũng không nghe, hai người đi thẳng đến thư phòng. Lần này bác cả thực sự cầu xin cháu làm một chuyện. Kiều Hoành Sơn đặt mông ngồi xuống rồi nói. Bác cả, bác muốn cháu làm việc gì? Cháu nào dám, việc này ngay cả bác cũng không có cách nào để hoàn thành có phải không ạ? Diệp Phàm nói. Cháu có thể làm được, nhưng bác thì không. Kiều Hoành Sơn lắc lắc đầu. Ồ, Diệp Phàm nhìn Kiều Hoành Sơn, thật là có chút cảm giác kỳ lạ. Thân phận của cháu bác hiểu rõ, tuy nói cháu đeo quân hàm trung tướng. Thật ra đó là địa vị của cháu được đãi ngộ ở tổ đặc nhiệm A. Mà trước đây bác còn đảm nhiệm chức tư lệnh viên đại quân lĩnh Nam, cho nên, tổ đặc nhiệm A có bí mật đối với bác cũng không phải là bí mật gì. Còn săn báo là bộ đội không thuộc tổ đặc nhiệm A, các cháu có tổ công kích bên trong báo săn. Trịnh Phương cũng có không ít thâm niên trong đội săn báo, cũng đã 5-6 năm rồi. Cho nên, cũng nên đổi chỗ ngồi có phải không? Kiều Hoành Sơn nói. Anh ta muốn đi chỗ nào? Diệp Phàm giả bộ ngu hỏi. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa bác, chuyện của cậu ta cháu rõ nhất mà. Kiều Hoành Sơn nói. Chỉ sợ chuyện này rất khó khăn, hơn nữa, cháu cũng vừa mới thăng chức. Chuyện của anh ta phải thảo luận trong thường vụ của tổ để thông qua mới được. Bác cả nói một chút xem, nếu bác vừa đến đây, hai tay mới vừa nắm vào cánh cửa, bác có thể giới thiệu người trong hội nghị thường ủy thành công không? Đương nhiên khó khăn càng tăng hơn với Diệp Phàm. Cho dù như thế nào chính mình cũng nợ Kiều Hoành Sơn một đại ân. Sau này có chuyện gì nhờ đến bọn họ cũng sẽ nói đến chuyện này. Tuy nói là thân thích, nhưng thân thích cũng không có khả năng làm việc này giúp bác vô điều kiện. Việc này quả thật rất khó, là một người quản lý nhân sự. Mà cụ thể là mới quản lý. Tuy nhiên, quan hệ của cháu với Cung Khai Hà cũng không tệ. Dù sao anh ta cũng phải để cho cháu chút thể diện có phải hay không. Chỉ cần giải quyết công bằng là chuyện này có 8 phần hy vọng rồi. Kiều Hoành Sơn cũng lý giải việc này, đoán chừng Diệp Phàm và Cung Khai Hà sớm thông qua tức giận. Căn bản là người ta đang đùa anh ta. Quan hệ không tồi, đó chỉ là trước kia thôi. Trước kia cháu và anh ta không có sự cạnh tranh. Hiện tại cháu là nhị bả thủ, vô hình chung địa vị và quyền lực đối đầu với anh ta nhất định sẽ khiêu chiến có phải hay không. Trước kia cơ bản là không xuất hiện tình huống này. Ví dụ như, chuyện trong tổ đặc nhiệm A sau này cũng không có khả năng cả hai người chúng cháu sẽ cùng nhất trí. Đến lúc đó có khi còn xảy ra tranh cãi. Huống chỉ, trong tổ đặc nhiệm A có mấy thành viên lão thành, hơn nữa ai nấy đều rất ghê gớm. Căn bản là bọn họ không phục cháu. Nếu cháu vừa mới lên nhậm chức đã đẩy các nhân vật quan trọng lên, hơn nữa lại đề cử vào là thành viên bên trong tổ đặc nhiệm A. Chắc chắn người ta sẽ cảnh giác, bởi vì, đề cử một đồng chí vào tương đương với kéo một người đồng minh của mình ra. Chắc chắn trong lòng các thành viên khác trong bộ máy sẽ khó chịu. Diệp Phàm nói, việc này bác đều hiểu rõ, nói thật với cháu là bác cũng không còn cách nào cả. Lần trước vì chuyện của Thế Hào cuối cùng cháu cho rằng bác là một thứ trưởng có thể xử lý được ủy ban quân giới của quân đội sao? Nếu như trước kia còn dễ nói một chút, hiện tại thì không được. Các vị đồng chí ấy còn xem xét bác một chút. Huống chi, chỉ là một chức vụ phó trưởng quân sẽ có không ít đồng chí nhìn chằm chằm. Kiều Hoành Sơn mặt nhăn nhó thở dài. Ý của bác cả nói là đã có ân tình riêng. Diệp Phàm hỏi. Cũng có thể nói là như vậy, người ta là học trò đến cầu xin. Cháu nói tôi có thể không biết sao. Hơn nữa, lai lịch của cháu chắc chắn là do Trịnh Phương nói cho đối phương hoặc là đối phương cơ bản biết rõ. Biết việc giới thiệu của cháu rất có trọng lượng, mà quan hệ của cháu và bác bọn họ đều biết rõ. Kiều Hoành Sơn gật gật đầu. Không biết đối phương là ai sao? Diệp Phàm hỏi, cũng thấy hứng thú, trong lòng cũng đánh giá chắc là Trịnh Phương. Thực vẫn có thể là hệ thống quân đội. Đối với tổ đặc nhiệm A mà nói. Cho dù là quan lớn trong hệ thống quân đội cũng rất khó có thể quyết định được việc xung quanh của tổ đặc nhiệm A. Chương 3641, nhất định sẽ giúp. Không cần nói nữa bác cả, việc này nhất định cháu sẽ giúp. Cháu sẽ làm hết sức để giúp đỡ, tất nhiên, một số việc không phải chúng ta muốn là được. Giúp được đến đâu bác cũng đừng trách cháu. Diệp Phàm nói.
Cậu nhóc, cháu đúng là con rể của đại viện Kiều gia. Kiều Hoành Sơn vỗ đùi, nở nụ cười. Ha ha, chẳng qua là bác cả đã yêu mến sẵn nên cảm động thôi. Diệp Phàm cười nói. Đối với cháu bác cần gì phải đánh bài tình cảm, cậu nhóc, đây là bác cả giao cho cháu nhiệm vụ quang vinh. Đúng vậy, cháu kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm gật gật đầu, quay đầu cười nói. Bác cả, bác nói xem cháu vừa mới ngồi vào vị trí quan trọng như vậy có phải hay không, hơn nữa cháu còn rất trẻ tuổi, người khác đều nhìn cháu với cặp kính màu đen. Việc này, bác cũng rất hiểu, cháu mới có 34 tuổi đã đảm đương chức vụ như vậy có chút làm cho người ta lo lắng. Không phải các đồng chí khác dùng thành kiến để nhìn cháu, đây là ánh mắt hình thành từ bên trong quan điểm thể chế. Cho dù là bác cả cũng đào không ra ánh mắt này. Kiều Hoành Sơn nói thật. Cho nên, bác cả, bác cho rằng cháu nên làm thế nào để chứng minh được mình? Diệp Phàm hỏi, tư thế khiêm tốn thỉnh giáo. Dùng năng lực, dùng thực lực để chứng minh cháu ngồi ở vị trí này là thích hợp nhất. Hơn nữa, còn thích hợp ngồi trên vị trí này hơn so với các lão đồng chí khác. Kiều Hoành Sơn nói, chỉ nói mồm ai chẳng nói được, cái chính là làm thế nào để chứng minh được chính mình. Bác cả phải nói cụ thể các kinh nghiệm cho cháu, cháu không cần nghe những lời nói khách sáo, không có tác dụng chút nào. Diệp Phàm nói, trong lòng bác cả cũng phải nhường cậu ta mới được. Việc này dễ thôi, ví dụ như, nâng cao năng lực của tổ đặc nhiệm A. Ví dụ như, năng lực tấn công, năng lực xử lý công việc. Tăng cường xây dựng tổ đặc nhiệm A. Hoàn thiện xây dựng bộ máy. Hoàn thiện được tổ đặc nhiệm A chính là nền móng để xây dựng các thứ khác. Ví dụ, lúc trước đã nói về năng lực mềm, sau đó muốn xây dựng, phải xây dựng phần cứng đó là trang bị vũ khí. Ví dụ, tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng nhân viên để cải thiện công việc. Hai tay phải nắm được cả phần mềm và cứng, cả mềm và cứng cùng tiến lên mới được. Kiều Hoành Sơn bắt đầu chậm rãi nói, về mặt này ông ta khá có kinh nghiệm. Đúng vậy, bác cả nói rất đúng. Diệp Phàm vỗ đùi, Kiều Hoành Sơn cũng thoải mái gật đầu, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, cười nói. Thấy không, gừng càng già càng cay, vì sao trên cơ bản quan lớn đều là lão già? Bởi vì bọn họ đều có kinh nghiệm lớn, không đến cái tuổi như vậy cháu sẽ không ngộ ra được nhiều đạo lý như vậy. Hơn nữa, trải qua nhiều năm quan trường, bọn họ đều hình thành phong cách làm việc ổn định. Bằng không, làm sao có thể làm tốt công việc được? Rất đúng, tuy nhiên, bác cả, về phương diện con người này bản thân cháu nghĩ, phỏng chừng bác cũng không giúp được cái gì. Còn về phần thiết bị tất cả đều đã thực, muốn xây dựng trang bị hoàn thiện cần phải có một khoản tiền lớn. Không cần nói xa xôi, chỉ cần đầu tư vào sân huấn luyện của báo săn chúng ta cũng phải bỏ ra trên chục tỷ. Hiện tại tổ đặc nhiệm A cần phải tăng cường kinh phí. Cháu muốn tổ chức một lớp huấn luyện ngắn hạn và huấn luyện dài hạn để căn cứ tìm ra nhân tài. Cho nên, chỉ xây dựng một cái sân thì không thể đủ được. Diệp Phàm nói, còn cần bao nhiêu tiền để đầu tư? Kiều Hoành Sơn hỏi, ít nhất phải cần này nữa. Diệp Phàm đưa ba đầu ngón tay ra. 30 triệu, cũng không nhiều lắm, bác có thể nghĩ biện pháp cho cháu chuẩn bị. Kiều Hoành Sơn sờ sờ cằm. 30 triệu, phải đi xin đúng không? Diệp Phàm nói, 300 triệu này là con số không nhỏ, tuy nhiên... Cháu giúp bác thì bác cũng phải chuẩn bị cho cháu một chút. 100 triệu. Kiều Hoành Sơn nói. Bác cả, ý bác là cho cháu 1/3. Diệp Phàm cười gượng một tiếng hỏi. Tiểu tử cậu cười cái gì, nghĩ rằng 1/3 này bác không có phải không? Đừng xem thường bác cả của cậu, 10 triệu bác có thể điều chỉnh được. Kiều Hoành Sơn cảm thấy bị Diệp Phàm coi thường, có chút bất mãn, trừng mắt lên liếc mắt một cái. Được được, không ngờ bác cả lại quan tâm đến cháu. Tuy nhiên, không phải là 30 triệu mà là 300 triệu. Bác cả, 1/3 khoản tiền này bác có thể lo được không? Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói. Gì, 300 triệu, không được không được, bác chỉ có thể chuẩn bị được 10 triệu. Thiếu chút nữa Kiều Hoành Sơn nhảy dựng lên. Cháu nói bác, bản thân bác nói là 1/3 có phải hay không? Chúng ta cần có 300 triệu, nếu bác cả không tin để cháu lấy quyết định quy hoạch cho bác xem. Ở trong ngăn kéo của cháu. Để cháu đi lấy. Diệp Phàm nói xong đứng dậy đi. Được rồi, cháu đang đào hố bác có phải không? Cuối cùng đồng chí Lão Kiều cũng kịp phản ứng, trợn trừng mắt lên nhìn Diệp Phàm. Bác cả, đào hố gì ạ? Bác nói cháu không hiểu ạ. Bộ dạng Diệp Phàm như hòa thượng nhìn Kiều Hoành Sơn.
Còn nói không phải, cháu cố tình cho lão Kiều sập bẫy. Lợi hại thật. Diễn cả với bác của cháu à. Tuy nhiên, mặc kệ tiểu tử cháu dùng thủ đoạn lừa bịp. 1/3 của 3 tỷ là không có khả năng. 1 tỷ là rất lớn, rút ra khoản lớn như vậy chẳng những lên được bộ mà còn vào được Ủy ban Trung ương. Nhưng lại muốn báo cáo với Ủy ban quân giới xin phê chuẩn. Cháu nói, bác có thể thúc đẩy Ủy ban quân giới phê duyệt sao? Bác đã hiểu rồi, tuy nói bề ngoài tổ đặc nhiệm A và Ủy ban quân giới ôn hòa, nhưng trên thực tế lại có chút xung đột. Nếu như ở đại quân khu muốn xây dựng còn có thể thành, còn các cháu tuyệt đối sẽ không có khả năng. Hơn nữa, bác cả cũng không có thể làm gì được. Diệp Phàm, 1 tỷ thật là quá nhiều. Kiều Hoành Sơn nói. Như vậy đi, cũng không phải là cháu muốn gây khó khăn cho bác. Cho 500 triệu là được, kỳ thật, tên tuổi vẫn phải có đúng không? Săn báo chính là một đội bộ đội đặc chủng thuộc hạt quân khu lĩnh Nam quản lý. Sân huấn luyện của săn báo có phải cũng thuộc hệ thống xây dựng của quân đội, 1 tỷ thì khó có thể, nhưng 500 triệu thì dễ hơn nhiều. Bác cả đừng nói là không được có phải không, như đầu vào lính hải quân không ít, xây dựng một cái quân cảng phải mất mấy tỷ. Một con tàu chiến cũng phải vài trăm triệu có phải không? 500 triệu, để bác xem có thể làm được không? Tuy nhiên, điểm mấu chốt chính là Ủy ban quân giới có biết được tình hình thực tế của đội báo săn không? Bên ngoài là đại quân khu lĩnh Nam, trên thực tế quân khu lĩnh Nam có thể quản lý được báo săn. Không chỉ nói quản lý săn báo, cho dù là bộ tổng tham mưu muốn dùng sân huấn luyện của báo săn cũng cần phải được sự đồng ý của các cậu mới được. Đến lúc đó, việc chọn người lên sân khấu sẽ phiền toái rồi. Kiều Hoành Sơn nói, sân huấn luyện của sắc báo đều do tổ đặc nhiệm A xây dựng lên, bên kia các bác cho được bao nhiêu tiền. Cho nên, muốn dùng phải được sự đồng ý là bình thường. Huống chi, sân huấn luyện của báo săn không phải là sân huấn luyện bình thường. Đó là những điều bí mật và không hoàn toàn mở cửa cho quân đội. Cho họ thời gian huấn luyện chính xác đã là không tồi rồi. Diệp Phàm nói, việc này chúng ta cũng hiểu rõ, nhưng mà người ta mượn việc này để xem cháu có biện pháp gì. Đương nhiên, việc này bác sẽ đi làm việc một chút. Cần xử lý chuyện Trịnh Phương trước, nếu như có thể xử lý chắc chắn bên kia người ta cũng sẽ chiếu cố cháu một chút. Để cho cháu chút thể diện thì tính chắc chắn sẽ lớn hơn có đúng không? Kiều Hoành Sơn nói, xem ra người đứng sau Trịnh Phương phải là người có vị trí trong quân giới. Diệp Phàm dường như hiểu được gật gật đầu nói. Ha ha, bác cũng không biết, cháu đừng có hổ đoán. Kiều Hoành Sơn cười thần bí. Bác nói người nọ có tiếng nói hơn. Diệp Phàm hỏi, không dám nói là nhiều hơn, nhưng ít nhất cũng có thể tăng thêm sự chắc chắn. Kiều Hoành Sơn nói, để được việc, Trịnh Phương liền cho 1 tỷ vào phong bì đưa cho cháu. Đột nhiên Diệp Phàm đầy khí phách. 1 tỷ, nhiều lắm, nếu người nọ lên tiếng cũng chỉ có thể tăng thêm được 1/2. Kiều Hoành Sơn nói, 1/2 thì 1/2, cứ thử một phen, nếu như có thể đem về 1 tỷ thì đúng là chiến tích của ta. Diệp Phàm nói, được, chí khí của cháu cũng cao, bác sẽ thử một phen. Tuy nhiên, nhiều quá cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, bởi vì khả năng đi qua sẽ nhỏ hơn. Đến lúc đó một chút tiền cũng không được, cháu đừng trách bác. Kiều Hoành Sơn cười gượng một tiếng. Muốn thành công, bây giờ cháu đánh đổi bằng 1 canh bạc. Diệp Phàm hừ một tiếng. Rất có khí phách, bác cả và cháu sẽ cùng chơi một phen. Tuy nhiên, trước hết cháu đem chuyện này trình bày với quân khu lĩnh Nam thông qua phỏng chừng cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Trước tiên báo săn đề cử, sau đó báo cáo tới căn cứ Vịnh Nguyệt Loan. Dù sao căn cứ huấn luyện cũng ở Vịnh Lam Nguyệt. Hẳn là người phục vụ trong nhà không có người ngăn đón. Cho nên thời điểm báo cáo quân khu lĩnh Nam còn bế tắc. Bởi vì, việc này còn có thể liên lụy đến lợi ích của quân khu lĩnh Nam. Kiều Hoành Sơn nói, việc này có gì liên quan đến quân khu lĩnh Nam, trên danh nghĩa bọn họ vẫn là báo săn có phải hay không? Đến lúc đó bọn họ làm việc tốt chẳng phải là vì mình, bọn họ sẽ không dừng lại. Diệp Phàm có chút không hiểu. Cháu vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm, nếu rút số tiền đó ra sẽ cho quân khu lĩnh Nam. Cháu nghĩ xem, hàng năm quân khu rút một khoản tiền cũng chỉ có hạn mức của nó. Không thể ít hơn nhiều. Đến lúc đó, các cậu muốn mở rộng sân huấn luyện sẽ lấy ra từ bát cơm của lĩnh Nam. Mà cuối cùng cũng không có quyền quản lý sân huấn luyện, cháu nói xem, như vậy các đồng chí trong quân khu có thể thoải mái sao? Cho nên, đoán chắc rằng bọn họ sẽ là một trở ngại thực sự. Nếu bọn họ không chịu,
chắc chắn người này không đùa giỡn. Bởi vì, không có tên, nếu báo cáo trực tiếp xuống bộ xin, chắc chắn lãnh đạo bộ sẽ không đồng ý. Rất đơn giản thôi, dù sao bộ cũng phải chiếu cố đến ý kiến của quân khu lĩnh Nam. Nếu như bộ rút của quân khu lĩnh Nam cho săn báo, chẳng phải sẽ không coi những người lãnh đạo của quân khu ra gì. Cho nên, lãnh đạo bộ tuyệt đối sẽ không làm những việc ngốc nghếch như vậy. Kiều Hoành Sơn nói, chương 3642, không phải nhà nghèo không biết củi gạo quý. Vẫn là bác cả lợi hại, một chút liền hiểu, không thể tưởng tượng được bên trong đó còn có nhiều loan nhiễu như vậy. Diệp Phàm cảm thán nói, tuy nhiên, bác cả, bác là thủ trưởng của quân khu lĩnh Nam. Hẳn là không thiếu người quen. Lần này bác không ra mặt, bởi vì chuyện như vậy bác đã ra mặt một lần rồi. Lại ra mặt thêm sẽ khiến cho người ta cảm thấy không biết phân biệt. Cái mặt già này phải bán đi một lần là đủ rồi, bán thêm một lần nữa sẽ mất giá. Chuyện trong bộ bác sẽ chịu trách nhiệm, còn cháu cứ nghĩ biện pháp khác đi. Kiều Hoành Sơn lắc lắc đầu. Quân đội điều chỉnh người ngựa đến tổ đặc nhiệm A rất nhanh. Ngày 28 tháng 1 năm 2008. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Tổ đặc nhiệm A trang nghiêm đứng trong phòng hội nghị nghênh đón đoàn người của Ủy ban Quân giới dưới sự hướng dẫn của đồng chí Cung Khai Hà. Dẫn đầu đoàn là Phó Chủ tịch Lâm Giang Trung, đi cùng còn có đồng chí phụ trách quản lý nhân sự. Hai đồng chí mới điều đi là Lan Viễn Kim cùng với Dương Quốc Đào, người mới đến từ Bộ Tổng Tham mưu là Đồng Lâm Trung cùng với Trung tướng Bộ Chính trị Trần Trường Minh. Hai đồng chí Đồng Lâm Trung và Trần Trường Minh đều đã từng làm phó tư lệnh dưới quân khu, thời gian vào bộ tổng tư lệnh cũng không phải dài. Tuổi của hai vị đồng chí này cũng không cao, chỉ gần 50 tuổi, so với các tướng quân cao cấp khác là người trẻ tuổi. Đương nhiên, phải ngoại trừ các đồng chí ở tổ đặc nhiệm A có nhiều tướng quân, hơn nữa, số thiếu tướng nhiều, tuổi của các đồng chí này cũng không nhiều, chỉ 40 tuổi thôi. Thiếu tướng ở tuổi 35-36 cũng không ít. Bình thường nếu như ở trong quân đội thì tốc độ thăng cấp quá nhanh. Bởi vì nhiệm vụ của tổ đặc nhiệm A có tính nguy hiểm cao, hơn nữa, nhiệm vụ cũng rất nhiều. Cho nên, thời gian để thăng cấp cũng ít hơn, đây là điều mà quân đội không thể so sánh được. Lâm Giang Trung nói vài câu đơn giản rồi dẫn người đi. Vừa mới xuống còn rất nhiều thời gian, đồng chí Cung Khai Hà chủ trì một buổi gặp mặt ngắn gọn. Sau đó mời hai vị đồng chí đến trụ sở của tổ đặc nhiệm A ăn bữa cơm rau dưa. Sau đó Diệp Phàm vào trong phòng làm việc ngủ một chút. 2 giờ chiều đi thẳng đến văn phòng của Cung Khai Hà. Việc đề cử 3 đồng chí Trịnh Phương, Mang Thành, Trần Quân sẽ được thảo luận sau khi bắt đầu. Cung Khai Hà vừa mời Diệp Phàm ngồi xuống đã trực tiếp nói. Việc này có cần phải trưng cầu ý kiến của mọi người trước khi đưa ra kế hoạch hay không? Sau đó mỗi đồng chí đều được đề cử một người mình muốn đề cử. Cuối cùng tổ nhân sự sẽ bắt đầu tiến hành tuyển chọn. Cuối cùng sẽ chọn ra mấy vị đồng chí đưa ra thảo luận trước cuộc họp của tổ. Có phải trình tự trước kia như vậy không? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, đại thể là như vậy. Đây là vấn đề thủ tục, trước đây là phải do bộ, ví dụ như, lãnh đạo tổ nói ra việc này. Có mấy vị trí trống, cần những đồng chí như thế nào, sau đó sẽ lựa chọn các đồng chí có điều kiện phù hợp để bắt đầu lựa chọn. Cuối cùng mới thảo luận, sau khi thông qua sẽ báo cáo lên cấp trên phê chuẩn. Cung Khai Hà cười nói. Tổ trưởng Cung, trong tổ của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người đến bây giờ tôi cũng không biết rõ. Nghe nói trước kia đội viên chính thức không đến 40 người. Tình hình cụ thể bây giờ như thế nào, dù sao cũng phải cho tôi một chút tư liệu về các đồng chí đó chứ. Diệp Phàm nói. Cái này nhất định phải đưa cho cậu rồi, chẳng qua 2 ngày nay chẳng phải cậu đang bề bộn với công việc sao. Cậu chưa đến tổ làm sao có thể đưa cho cậu được. Hơn nữa. Thế vận hội Olympic sẽ khai mạc vào cuối năm, đó mới là nhiệm vụ chủ yếu. Cung Khai Hà cười nói. Đương nhiên, tôi hy vọng anh có thể chiếu cố, đem việc này nói ra trong tổ đặc nhiệm A. Tổ trưởng Cung, anh có thể nói tình hình thực tế trước cho tôi nghe. Diệp Phàm nói. Thực ra, tình hình về nhân sự của tổ đặc nhiệm A đồng chí Lâm Đống Quốc rõ ràng nhất, gọi anh ta lại đây chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận một chút. Hơn nữa. Về việc chọn người vào các chức vụ cũng phải thương lượng với anh ta một chút. Cung Khai Hà nói xong, liền gọi điện thoại, không lâu sau đồng chí Lâm Đống Quốc phụ trách về nhân sự của tổ đặc nhiệm A vội vàng đến. Lâm Đống Quốc là phó bí thư đảng ủy của tổ đặc nhiệm A kiêm tổ phó. Phụ trách quản lý nhân sự, tài liệu hồ sơ, là một thư ký của cơ quan chính phủ và đảng.
Trưởng ban Diệp, đây là tài liệu anh cần. Tất cả các hồ sơ của tổ đặc nhiệm A chúng ta đều ở bên trong. Bao gồm cả vùng bên ngoài, hồ sơ của bộ đội đặc chủng đội săn báo cùng với các căn cứ, cơ sở nghiên cứu khoa học của tổ đặc nhiệm đều ở bên trong. Vẻ mặt Lâm Đống Quốc nghiêm túc đưa túi văn kiện cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa hai tay ra cầm lấy, vẻ mặt cung khai hà nghiêm túc. Nói, đồng chí Diệp Phàm, vận mệnh của tổ đặc nhiệm A nằm trong cái túi này. Sở dĩ tổ đặc nhiệm A có thể giữ bí mật được, cũng bởi vì hồ sơ của tất cả các đội viên đều là tuyệt mật. Có thể nói như này, hiện nay chỉ có ba người chúng ta có quyền hạn xem túi hồ sơ này. Ngoài ra còn có chủ tịch đường có quyền này, còn các đồng chí khác đều không được biết. Cho dù là các đồng chí quốc vụ viện, đương nhiên, một số vị lãnh đạo cấp cao cũng có thể biết được một chút tình hình của tổ đặc nhiệm A. Còn chi tiết bọn họ cũng không thể nào hiểu được. Trừ khi là liên quan đến một quyết định hoặc một cái gì đó bọn họ mới biết được một phần nhỏ bí mật. Chỗ tài liệu này tuyệt đối không thể mang ra ngoài bộ tổng tư lệnh, sau khi xem xong tài liệu lập tức phải được cho vào mật thất. Muốn xem lại có thể xem trực tiếp thông qua máy tính tùy thuộc vào quyền hạn truy cập. Tôi hiểu mà. Diệp Phàm ngưng trọng gật đầu nói. Diệp Phàm lật xem trong vòng một giờ, nhất thời trong lòng có chút gợn sóng. Bởi vì Diệp Phàm có đôi mắt ưng cho nên tốc độ xem rất nhanh. Nếu là người bình thường phải mất nửa ngày chỉ để xem một lượt. Ôi, trước đây tôi thật có chút nông cạn. Diệp Phàm thở dài cẩn thận đặt tài liệu lên trên bàn. Ha ha, việc này cũng bình thường. Tài liệu này trước kia cậu không có quyền được xem, cho nên, chỉ có thể thấy một góc của tảng băng. Hơn nữa, vì tổ chúng ta là tổ chức bí mật. Về cơ bản các thành viên chủ chốt trong bộ máy cũng chỉ có thể biết được một số đồng chí. Hơn nữa, phải gặp gỡ khi làm nhiệm vụ mới biết được nhau. Cung Khai Hà cười nói. Đúng vậy, trước kia tôi có mang theo đội làm nhiệm vụ vài lần. Lúc ấy tôi có phối hợp với 2 đến 30 đồng chí. Tôi tưởng rằng trong tổ chúng ta có cần đấy người. Không thể tưởng tượng được con số lại khổng lồ thế này. Thành viên nòng cốt có tới 80 người. Gấp đôi so với con số tôi dự đoán. Còn tổ chức săn báo bên ngoài đạt tới 6 quân. Có một số căn cứ quân sự là nhóm riêng thuộc tổ đặc nhiệm A chúng ta. Cho dù là cảnh sát võ trang cũng là một lực lượng quân đội bên ngoài của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Thống kê đầy đủ không dưới 2 vạn người. Con số chính xác thật là không nhỏ, khó trách hàng năm cấp trên cho tổ hơn 1 tỷ mà vẫn như trứng chọi đá. Nhiều thành viên như vậy, hơn nữa tất cả đều là những người tinh anh của nước Cộng Hòa. Tiền lương của bọn họ phải cao gấp đôi so với bộ đội bình thường. Đặc biệt các thành viên chính thức của chúng ta, tiền lương của bọn họ cao gấp 10 mấy lần so với quân nhân bình thường. Hơn nữa, được trang bị tốt, trợ cấp và ưu đãi cao, những đồng chí hy sinh hoặc những thành viên bị thương nặng sẽ được trợ cấp rất cao, gây khó khăn cho tướng quân kế vĩnh viễn. Nếu như không có tiền sẽ rất khó khăn. Diệp Phàm nói, trên vai nặng trĩu trọng trách. Ừ, tôi hiểu được tình hình của tướng quân kế trong tổ. Tuy nhiên, đôi khi có một vài đồng chí cấp dưới không hiểu. Cho rằng tổ đặc nhiệm A của chúng ta cù nhầy, đồng chí vĩnh viễn keo kiệt, thậm chí có đồng chí nói, không có biện pháp à, nhưng chúng tôi không thể làm được. Bọn họ không hiểu được tình hình thực tế của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Cung Khai Hà thở dài. Tổ đặc nhiệm A là một lực lượng đặc biệt, hàng năm đều có đồng chí hy sinh, đều có đồng chí bị thương nặng. Hơn nữa, sau mỗi một nhiệm vụ các thành viên chính thức đều dùng số tiền đó để tiêu xài. Không cần nói. Một bộ trên người bọn họ bình thường cũng phải 2 đến 3 triệu. Còn có những dụng cụ đặc biệt lên tới chục triệu. Trong tổ sớm đã muốn cải cách, muốn khoách đại quy mô, muốn tăng cường khả năng chiến đấu và khả năng để bảo vệ một nhóm bảo mật an ninh quốc gia, nói thì dễ làm mới khó biết bao. Lâm Đống Quốc có chút buồn rầu. Không sao cả, hãy nhìn vào nguồn nhân lực của tổ đặc nhiệm A chúng ta đối mặt với toàn bộ thế giới trong phạm vi của chúng ta. Quốc gia đều phái người trú ngụ ở nước ngoài, một phân trạm cũng phải có 5-6 vị đồng chí, đội viên chính thức phải có 2 người, cộng với những người ở bên ngoài. Có đồng chí thực hiện nhiệm vụ phải tiêu tốn một khoản tiền. Mỗi một phân trạm như vậy một năm tiêu hết bao nhiêu tiền? Hơn nữa, mỗi một phân trạm có 5-6 người, toàn thế giới có bao nhiêu phân trạm, tất cả phải trên dưới 1.000 người. Riêng đối với các nước như Mỹ, Nga, Pháp, Nhật Bản không dưới chục người. Có căn cứ gì không? Một cái sân huấn luyện của bộ đội săn báo một năm chi tiêu hết 700-800 triệu. Còn kinh phí nghiên cứu khoa học của tổ khoa học.
Ngay cả tàu ngầm Thần Long M215 cũng tiêu hết trên 100 triệu của chúng ta cho chi phí xăng dầu vào bảo dưỡng. Tổng chúng ta có hơn 1 tỷ. Thật ra không đủ, hàng năm đều phải chi các khoản đó, chúng ta phải xin bổ sung thêm. Có vài đồng chí phê bình tổ đặc nhiệm chúng ta như một con quái thú nuốt vàng, bọn họ nói cũng có lý. Sự thực đúng là như thế. Cậu xem, kinh phí cho một trận chiến của đảo Xà Lạp cũng đi tìm chúng ta. Phí tổn nhiều lắm. Cung Khai Hà nói. Tổ trưởng Cung, tôi cảm thấy kinh phí mới là chướng ngại vật lớn nhất kìm hãm sự phát triển của chúng ta. Tình hình này các lãnh đạo cấp cao có nắm được không? Có thể yêu cầu bọn họ tăng kinh phí đầu tư cho tổ đặc nhiệm A chúng ta. Một năm phải có trên 1 tỷ để giải quyết công việc. Cách duy nhất là tăng thêm kinh phí đầu tư. Ví dụ, cho chúng ta 3 tỷ. Cứ như vậy sẽ không phải thêm lần thứ hai nữa. Cũng có thể tránh những lời ong tiếng ve có phải hay không? Diệp Phàm nói. Tăng thêm kinh phí đầu tư, thực ra hàng năm chúng ta đều có kinh phí tăng thêm. Cho dù là tăng thêm nhiều hay ít, một năm đã cho đem hơn 100 triệu. Lập tức các đồng chí khác sẽ dõi theo nhìn chằm chằm vào từng bước đi. Cho dù là bên trong có người đứng đầu cũng không có khả năng thống nhất ý kiến. Thậm chí có đồng chí đưa ra là tổ đặc nhiệm A lãng phí. Hơn nữa, cơ cấu càng ngày càng to lên, không cần thiết nhiều bộ đội ở căn cứ bên ngoài như vậy. Đề nghị cắt bớt một số bộ phận của tổ đặc nhiệm A xác nhập vào ngành an ninh, ví dụ như đội tình báo. Xác nhập một phần vào bên trong hệ thống quân đội. Ví dụ như bộ phận công kích, hoàn toàn có thể xác nhập vào bộ tổng tham mưu. Còn cục bí mật, có thể chia sẻ một chút đến bộ phận tài chính. Lâm Quốc Đống cười lạnh nói. Chương 3643, cuộc họp bí thư của tổ A. Đồng chí này không biết ảnh hưởng thật sự của tổ đặc nhiệm A. Nói lời vô nghĩa thế cũng nói. Thật sự đến nhận chức vụ bảo đồng chí đó là được. Chẳng lẽ anh làm cho cao thủ thập nhị đẳng nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn hưởng lương bình thường? Sao họ có thể chịu? Người ta tùy tiện nhận mấy đệ tử là con nhà giàu cũng có thể kiếm gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần tiền lương. Như vậy tổ đặc nhiệm A chúng ta thật sự bị hủy. An ninh của nước Cộng Hòa ở đâu, chỗ nào, ai bảo vệ? Diệp Phàm hừ nói. Đạo lý này chúng tôi đều hiểu, nhưng nói chuyện tiền chúng ta cũng có lý luận riêng. Chẳng lẽ thiếu tổ đặc nhiệm A trái đất sẽ không quay nữa? Bọn họ cho rằng bảo vệ đất nước là trách nhiệm của quân chủ lực. An ninh bí mật của đất nước là chuyện của cục tình báo. Tổ đặc nhiệm A làm chuyện gì, hơn nữa, gần 2 năm không có nhiệm vụ gì, bọn họ cho rằng tổ đặc nhiệm A có khả năng không? Vấn đề quan trọng là cậu yêu cầu khoản tiền kia, trên cơ bản là trò đùa. Đương nhiên không phải tôi đả kích cậu. Nếu tổ trưởng Diệp có thể có khí thế đi đòi tiền Lâm Đống Quốc tôi sẽ đồng ý hai tay. Tôi không ngại ít tiền. Lâm Đống Quốc giọng có chút châm chọc. Trong lòng Diệp Phàm hiểu được, người này trong lòng không phục. Hắn trẻ tuổi mà lại giữ vị trí thứ hai trong tổ, đây là Lâm Đống Quốc cho rằng hắn đã dùng thủ đoạn để có được vị trí này. Có lẽ sau khi họp anh ta có làm chút động tác hay không cũng khó nói. Tốt lắm, việc này chúng ta không cần phải nói nữa. Trước tiên bàn việc nhân sự đi. Cung Khai Hà khoát tay áo. Vậy được. Lâm Đống Quốc gật gật đầu nhìn Cung Khai Hà. Đồng chí Diệp Phàm thăng chức để chống một vị trí phó tổ trưởng, chúng ta không thể để nó chống lâu, như vậy không có lợi cho việc triển khai công tác của tổ. Vẫn theo quy định của tổ để đề cử người thích hợp vào vị trí này. Việc này giao cho đồng chí Đống Quốc làm đi. Nhưng nếu ba chúng ta đã gặp nhau nếu thấy ai thích hợp có thể nói ra. Về sau chúng ta cùng nghiên cứu. Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Phàm thăng chức xong chẳng những là phó tổ trưởng hơn nữa còn là vị trí ủy viên đảng ủy, vị trí này không phải là nhỏ. Tôi cảm thấy việc chọn người tốt nhất là lựa chọn trong tổ. Nếu bên ngoài đến đây bất lợi cho việc triển khai công tác của tổ. Lâm Đống Quốc nói. Đồng chí Đống Quốc Anh cho rằng phải lựa chọn điều kiện gì? Diệp Phàm hỏi. Điều kiện. Như tổ trưởng các phân tổ đều có quyền vào vòng sơ tuyển. Nhưng vị trí này sau này còn phải đi làm nhiệm vụ. Cho nên, công lực quá thấp sẽ không được vào vòng sơ tuyển. Lâm Đống Quốc nói. Mấy đẳng là cơ bản. Cung Khai Hà hỏi. Mấy đẳng tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Nhưng nếu có thể làm phó tổ trưởng có thể xuất kích làm nhiệm vụ, ít nhất cũng phải bát đẳng có phải không? Như Ngô Quang Bảo tuy nói là tổ trưởng tổ khoa học nhưng thân thủ anh ta quá thấp không thích hợp vị trí này. Lâm Đống Quốc nói, ôi, bát đẳng có phải là vẫn quá thấp hay không? Diệp Phàm hỏi,
nếu nhắc đến cao thủ thập nhị đẳng là điều kiện lựa chọn thì chỉ sợ rất nhiều đồng chí mất cơ hội, đây là không công bằng đối với bọn họ. Lâm Đống Quốc nói, như vị trí đặc thù của tôi không có thân thủ tốt sao có thể xuất hành đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa, làm tổ phó tổ A vẫn là ủy viên thường vụ, thân thủ thấp người ta không phục có phải không? Tổ chúng ta không giống như các cơ quan chính quyền khác, tổ chúng ta công lực tôn trọng đẳng cấp. Không giống như bên chính quyền, chỉ cần là có tài trí và có chỗ dựa vững chắc có thể thăng chức. Chúng ta ở đây không được. Nếu anh chỉ là cao thủ ngũ lục đẳng vừa ra nhận nhiệm vụ đã mất mạng sao có thể làm được lãnh đạo? Không có lãnh đạo thì đội ngũ mất đi trung tâm, một phân đội nhỏ mất đầu còn có sức chiến đấu sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Đúng vậy, giống như tướng quân Kế Vĩnh Viễn tuy nói là ủy viên đảng ủy là một thành viên trong bộ máy nhưng bởi vì thân thủ thấp nên không có cơ hội xuất kích đi làm nhiệm vụ. Tổ đặc nhiệm A chúng ta muốn thực hiện cải cách, tình hình như vậy sau này sẽ không xuất hiện nữa. Đương nhiên, cũng không phải nói đồng chí Kế Vĩnh Viễn không làm việc, anh ấy chỉ có thể phụ trách một số công tác hậu cần của tổ. Sau này mặc dù là lãnh đạo phụ trách hậu cần cũng phải có thân thủ tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, người xưa dùng binh mã để vận chuyển lương thảo. Tình hình quốc tế biến đổi rất lớn, công tác hậu cần ngày càng quan trọng, nếu đồng chí phục vụ hậu cần có việc gì phải tự thân đưa lương thảo đi. Cho nên, đề cao tố chất tự thân, đề cao công lực của tổ viên cũng là vấn đề rất cấp bách. Cung Khai Hà nói có vẻ ủng hộ quan điểm của Diệp Phàm. Vậy tạm thời lấy cửu đoạn làm điều kiện lựa chọn căn bản. Lâm Đống Quốc nói. Ôi, các đồng chí bổ nhiệm trước kia không cần nói, nhưng làm ủy viên thường vụ tổ A, phó tổ trưởng, cửu đẳng là bắt buộc. Đây là yêu cầu đối với các lãnh đạo mới của tổ đặc nhiệm A. Tổ A không cần một đồng chí tài trí bình thường. Không có lãnh đạo dẫn quân xuất hành đi làm nhiệm vụ, không có được sức mạnh của người dẫn đầu, sẽ không thể hiện được tác dụng của lãnh đạo. Nếu không, chúng ta chỉ có thể có được người ngồi ở văn phòng trước màn hình lớn chỉ huy. Chúng ta cần một chỉ huy toàn năng. Cung Khai Hà nói. Đúng rồi, tôi có đề nghị, nếu cứ nhắc là cửu đoạn hình như là hơi giống thời xưa một chút, chỉ sợ đến lúc đó đồng chí phù hợp với điều kiện cũng không nhiều. Cứ làm như vậy các đồng chí đang mong thăng chức lại từng trải chắc chắn có ý kiến. Cho nên, chúng ta sẽ làm một cuộc tuyển chọn thì sao? Diệp Phàm nói. Sao lại phải làm như vậy? Lâm Đống Quốc nhìn Diệp Phàm hừ lạnh một cái. Đem tất cả các đồng chí thích hợp với điều kiện tập trung cùng một chỗ để luận võ công. Cứ theo thứ tự phân, chọn người đạt thành tích cao nhất. Nếu lần này chúng ta khảo hạch là 100%, thì vũ lực là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Đương nhiên, cao hơn những giá trị khác, ví dụ như vũ lực chiếm một nửa, 50%. Tên thứ hai cũng chỉ có thể nắm 45%. Những vấn đề khác như thành tích gì đó chiếm 30 hoặc 40%. Còn lại chính là năng lực phản ứng của anh trong trận đấu. Ngoài ra còn có năng lực vận dụng vũ khí và lãnh đạo đội. Đúng rồi, năng lực này cũng không thể quá ít. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, làm công khai như vậy cũng làm cho các đồng tâm phục, không tồi, không tồi. Cung Khai Hà nói. Về phương diện võ công còn có thể thông qua trận đấu để xác định. Năng lực chỉ huy làm thế nào để thể hiện ai cao ai thấp? Lâm Đống Quốc hỏi. Đây là một năng lực trừu tượng, có thể cho mỗi vị đồng chí 5 đội viên như đội viên của báo săn. Sau đó chọn một chỗ giống như Nguyên Thủy tiến vào, làm nhiệm vụ giống như là luyện tập vậy. Sân huấn luyện của báo săn hoàn toàn có thể đảm bảo điều này. Sau một hồi hỗn chiến, cuối cùng đội nào ra nhanh hơn sẽ có tiêu chuẩn để bình chọn. Đương nhiên. Quy định cụ thể còn cần phải tổ chức một số đồng chí để đưa ra. Tôi nghĩ, báo săn có nhân tài về vấn đề này. Tôi nói chỉ là đại khái thôi. Diệp Phàm nói, nếu như các đồng chí được đề bạt đi lên có hoạt động như vậy thì sẽ có đồng chí tiếp nhận vị trí ban đầu của đồng chí Diệp Phàm. Hoặc là có đồng chí của tổ đặc nhiệm A đi lên, sẽ để lại một vị trí trống, cứ như vậy chỉ sợ phải liên tục làm. Nhưng theo đề nghị của đồng chí Diệp Phàm có thể giải quyết mấy vấn đề. Chỉ để khảo hạch sắp xếp vị trí này. Đương nhiên, còn phải đưa ra một tỷ lệ thích hợp. Ví dụ như võ công chiếm 45%, đương nhiên chỉ là luận võ chiếm 45%. Mà đảng ủy thảo luận cũng chiếm một tỷ lệ nhất định. Nói cách khác sẽ không thể không có quan điểm của đảng ủy có phải không? Huống chi, chỉ là cứng nhắc phê chuẩn quá cũ, còn phải linh hoạt một chút. Dù sao, chúng ta tuyển người chỉ huy, cũng không phải chỉ là có nắm tay lớn. Cung Khai Hà nói, ôi,
ý kiến của tổ trưởng cung rất tốt, nếu chúng ta không hoàn thiện chế độ khảo hạch, giống như là cuộc thi của nhân viên công vụ thi viết và thi vấn đáp vậy. Ý kiến của đảng ủy không thể ít hơn 30%. Những phương diện khác có điều chỉnh thích hợp. Nhưng vũ lực ít nhất cũng phải 45%. Nếu không sẽ không thể hiện được tổ đặc nhiệm A chúng ta coi khảo hạch võ công là hàng đầu. Mà chúng ta xuất quân làm nhiệm vụ võ công cũng là một vấn đề tối quan trọng. Đây chính là đường số mệnh, tuyệt đối không thể thay đổi tùy tiện. Vậy sẽ mất đi đặc sắc của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Diệp Phàm nói, cắn chặt về vấn đề võ công không thả, bởi vì có thể giúp những người thân của hắn có võ công cao được thông qua. Những chỉ tiêu khác Diệp Phàm muốn nhúng tay cũng khó. Ôi, vậy quyết định 45% đi, mà giá trị lãnh đạo đề cử là 30%, còn 25% là năng lực phản ứng, dẫn đội và xử lý tình huống đột xuất cùng với năng lực sử dụng súng và vũ khí hiện đại cũng như những trang thiết bị khác. Cung Khai Hà có vẻ là đã quyết định. Tôi cảm thấy những năng lực khác có phải quá ít không? Nhiều hạng mục như vậy chỉ chiếm 25%. Có phải là nên giảm võ công không? Ví dụ như là 35%, giá trị lãnh đạo đề cử không thay đổi, vẫn là 30%. Năng lực tổng hợp có thể 35%, bởi vì đây là tổ lựa chọn lãnh đạo, người dẫn đầu. Cho nên, năng lực lãnh đạo cũng không thể quá thấp có phải không? Nếu không, tại sao có thể thể hiện tác dụng của người lãnh đạo này? Cũng chính là tác dụng lãnh đạo khi dẫn đội xuất kích làm nhiệm vụ. Một tướng quân tốt đối với binh lính mà nói là rất quan trọng. Lâm Đống Quốc không có cùng quan điểm. Anh ta cũng nghĩ đến người mà anh ta lựa chọn công lực kém một ít. Chịu thiệt ở vấn đề võ công mà những vấn đề khác muốn trở mình cũng khó cho nên cực lực phản đối. Chương 3644, tác dụng trung tâm. Ha ha, tác dụng lãnh đạo đương nhiên quan trọng. Vừa rồi đồng chí Đống Quốc cũng đã nói qua khi xuất quân làm nhiệm vụ phải thể hiện được tác dụng của lãnh đạo. Nhưng tôi muốn hỏi đồng chí Đống Quốc một chút. Nếu một đồng chí có năng lực lãnh đạo nhưng công lực rất thấp vừa dẫn đội ra trận đã hy sinh còn có thể thể hiện tác dụng lãnh đạo sao? Nói thí dụ như cho anh ta dẫn một phân đội gồm 10 đội viên ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ bí mật. Vừa ra chưa thực hiện được nhiệm vụ đã hy sinh vậy thì nguy hiểm cho tính mạng của 10 đồng chí khác. Đã không có lãnh đạo thì đội ngũ đương nhiên nguy hiểm. Đó là năm bè bảy mảng. Nếu như một người công lực cao một chút dẫn đội tuy nói năng lực chỉ huy kém một chút nhưng còn sống còn thể hiện được tác dụng lãnh đạo. So với đội ngũ không có lãnh đạo vì hy sinh có phải mạnh hơn nhiều không? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Năng lực chỉ huy kém có lẽ dẫn 10 đội viên vào vòng nguy hiểm còn có thể nói là có năng lực sao? Nếu bị bao vây toàn bộ dù có võ công cao cũng khó mà thắng được, kết quả cuối cùng còn không phải là bị tiêu diệt hết sao? Cho nên tác dụng của năng lực chỉ huy phải cao hơn võ công một chút. Lâm Đống Quốc hừ nói, có vẻ đã tức giận. Ha ha, năng lực chỉ huy cao hơn võ công một chút đây chẳng phải là thay đổi điều kiện lựa chọn nhân tài của tổ đặc nhiệm A lấy võ công làm điều kiện cơ bản nhất sao? Anh xem, lựa chọn nhân viên đầu tiên phải xem võ công được mấy đoạn. Không có thân thủ mà có năng lực chỉ huy cũng vô dụng. Những người có năng lực chỉ huy trong quân đội và chính quyền không ít. Nhưng những đồng chí này đều không thể tuyển vào đội, bởi vì họ không có thân thủ, bởi vì công tác của tổ đặc nhiệm A cần người có thân thủ cao. Nói đơn giản, khi đi làm nhiệm vụ gặp khó khăn những đồng chí bình thường sẽ không thể đi, vậy căn bản là không làm được nhiệm vụ. Diệp Phàm nói, tôi chỉ so sánh là thấp hơn võ công một ít cũng phải nói là vứt bỏ võ công. Hơn nữa, võ công chiếm 35% cũng không nhẹ. Chúng ta đang lựa chọn người chỉ huy. Cũng không phải là lựa chọn một quân nhân. Lâm Đống Quốc hừ lạnh nói. Ha ha, muốn nói là quân nhân thì tất cả chúng ta đều là quân nhân. Tổ đặc nhiệm A là tổ chức quân đội được nhà nước cấp phép. Diệp Phàm cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, tôi thấy anh lại nói ra ngoài đề tài này rồi. Thường xuyên chuyển đề tài như vậy là không tốt, như vậy bất lợi cho việc thảo luận vấn đề. Chúng ta cũng không thể hoàn thành có phải không? Lâm Đống Quốc lên giọng. Chuyển đề tài. Tôi chuyển đề tài sao? Chúng ta đang thảo luận về vấn đề quân nhân không phải sao? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Đối với người lên giọng bề trên Diệp Phàm chưa bao giờ có tình cảm. Được rồi, mỗi người lui một bước. Võ công chiếm 405, thành viên bộ máy đề cử chiếm 30%. Còn những năng lực khác chiếm 30%. Cung Khai Hà lên tiếng. Ôi, như vậy cũng được. Diệp Phàm gật đầu nói. Tôi đồng ý với đề nghị của đồng chí Cung Khai Hà. Lâm Đống Quốc gật đầu.
việc này giao cho đồng chí Diệp Phàm sắp xếp bài khảo hạch cụ thể, danh sách sơ tuyển do đồng chí Lâm Quốc Đống đề cử. Khuyến khích họ đăng ký, đương nhiên, có một số đồng chí không có ý chí tiến thủ chúng ta cũng không cần ép. Còn nữa, nếu phải thông qua kiểm tra đánh giá tổng hợp, vậy thì đẳng cấp thấp nhất quyết định là bát đẳng đi. Cung Khai Hà nói, chúng ta chủ yếu là phải xem năng lực tổng hợp của họ. Hiện giờ xuất hiện một số tình hình ngoài ý muốn, có một số đồng chí đẳng cấp cao, nhưng khi đi làm nhiệm vụ kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Cho nên, trong trận đấu võ có thể thất bại so với người đẳng cấp thấp hơn. Tình huống này cũng là hồi chuông báo động cho chúng ta. Lý luận phải kết hợp với thực tiến, mà đẳng cấp phải đi cùng với thực chiến mới được. Chỉ có như vậy mới có thể thúc giục các đồng chí của chúng ta không có tâm lý nhàn hạ. Phải luôn thúc giục mình tiến bộ, chỉ có thực tiến mới là tiêu chuẩn kiểm nghiệm năng lực duy nhất. Nếu không, lời nói suông thì có tác dụng gì? Cung Khai Hà nói. Tổ trưởng Cung, tôi thấy chúng ta cũng không thể đề bạt khi kiểm tra đánh giá. Kiểm tra đánh giá này cũng phải có quy định. Ví dụ, trong 2 năm hoặc 1 năm kiểm tra đánh giá một lần. Đây là kiểm tra đánh giá với toàn bộ các đồng chí. Có một số đồng chí không có ý chí tiến thủ, năng lực lại thụt lùi thì khi kiểm tra đánh giá cũng làm cho họ nhớ kỹ phải tiến lên mới được. Nếu không, kiểm tra đánh giá không đạt thì phải lui ra để đồng chí có năng lực đi lên mới đúng. Diệp Phàm nói. Ừ, đề nghị này không tồi. Việc này tạm thế sau này bàn tiếp, nhưng có thể làm tốt thì phải nỗ lực. Cung Khai Hà nói. Diệp Phàm biết, đã quyết định rồi nhưng những quy định cũ cung không dễ dàng bỏ qua. Bởi vì sẽ có rất nhiều người có ý kiến. Cung Khai Hà trước mắt còn không muốn lập tức chạm đến những vấn đề cũ này. Đó đối với tổ đặc nhiệm A là một thay đổi mở ra thời đại mới. Trước mắt phải duy trì ổn định của tổ mới là quan trọng. Lâm Đống Quốc kích động trở về chuẩn bị tài liệu. Tổ trưởng Cung, có chuyện tôi muốn bàn với anh một chút. Hay là gọi tướng quân Kế Viễn đến. Diệp Phàm nói. Có phải chuyện liên quan đến vấn đề hậu cần không? Cung Khai Hà vừa nghe đã hiểu được. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, Cung Khai Hà gọi điện thoại không lâu Kế Viễn vội vàng đến. Diệp Phàm nói qua về ý tưởng xây dựng sân huấn luyện của báo săn thành căn cứ huấn luyện. Xin một tỷ liệu có thể không? Kế Viễn vừa nghe nhất thời giật mình. Ừ, các đồng chí ở quân khu lĩnh Nam chắc chắn không chịu. Cho báo săn một tỷ còn phải tính trên đầu của bọn họ. Mà sân huấn luyện của báo săn bọn họ không có quyền quản. Đồng chí Diệp Phàm, ý tưởng này của cậu có vẻ không thực tiễn. Cung Khai Hà nói. Tôi nghĩ một tỷ kia tính trên đầu bọn họ chưa chắc. Cho nên, tôi luôn cân nhắc vấn đề này. Chỉ bằng phân thành hai. Phân ra 500 triệu tính trên đầu họ đi sau đó sẽ làm. Mà sân huấn luyện của báo săn cũng có thể cho quân khu nhiều thời gian sử dụng để huấn luyện hơn. Còn có thể thông qua hình thức tiến hành hợp tác, ví dụ như, chúng ta huấn luyện cho họ những huấn luyện viên trình độ cao. Cứ như vậy chắc chắn quân khu họ sẽ có những bước đi trước những quân khu khác. Đến lúc đó, thấy lợi thế lớn như vậy bọn họ sẽ gật đầu đồng ý. Còn 500 triệu khác lấy từ tổng bộ tổ A là được. Kinh phí hoạt động của tổ A chúng ta nghe nói đa số đều trực tiếp cấp. Cũng có một số ít thông qua hệ thống quân đội. Chủ tịch Đường cũng đã đề cập qua việc mở rộng quy mô của tổ đặc nhiệm A. Không có tiền thì làm sao mở rộng, tổ chúng ta lại không thể mở công ty kinh doanh kiếm tiền có phải không? Hơn nữa, thủ trưởng vẫn phản đối việc quân đội kinh doanh kiếm tiền. Đó thật sự là vấn đề, mặc dù là lãnh đạo nói nhưng ông vẫn phải đưa ra củi gạo. Diệp Phàm nói, ôi! 500 triệu có lẽ bạn họ cũng có thể suy nghĩ. Cung Khai Hà gật gật đầu. Bắt đầu chúng ta đưa ra 1 tỷ, bọn họ nếu có cùng ý tưởng tất sẽ muốn bàn, lúc đó chúng ta giảm xuống 500 triệu không phải tốt hơn sao? Diệp Phàm cười nói. Ừ, ý tưởng này không tồi. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Một vấn đề lớn nhất chính là phải báo cáo đúng theo trình tự. Việc này do báo săn đưa ra đầu tiên, sau đó báo cáo đến căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Về căn cứ hẳn không vấn đề gì. Phía bộ có bộ trưởng Kiều cũng chỉ là báo cáo, quan trọng của vấn đề chính là quân khu lĩnh Nam. Tổ trưởng Cung, quan hệ của anh với quân khu lĩnh Nam như thế nào? Việc này có lẽ tổ trưởng Cung ra tay mới được. Bởi vì, tôi căn bản không quen biết gì họ. Diệp Phàm nói. Ôi, việc này thật khó làm. Nói thật tôi cũng không quen biết nhiều với họ. Tuy nói cũng đã từng gặp mặt qua nhưng gần như là chỉ gật đầu thoáng qua. Chút giao tình đó căn bản là không dùng được, việc này nếu tôi ra mặt bàn thì tính chất sẽ thay đổi.
sẽ có người đàm tiếu, sẽ nói một ủy viên như tôi ép họ, như vậy không tốt. Hơn nữa, tôi dù có dùng chức ủy viên có lẽ cũng không thể nào dùng được. Cũng không phải nhiệm vụ cứng nhắc, nếu trong nhiệm vụ tôi có thể yêu cầu họ phối hợp. Đương nhiên, cũng phải thông qua ủy ban quân giới. Chính là vì chuyện này chúng ta căn bản không có lý do. Hơn nữa, các đồng chí ủy viên trong lòng sẽ suy nghĩ như thế nào. Cho nên, cấp trên không thể cứng rắn ép xuống. Việc này, còn phải cậu tự nghĩ cách. Hơn nữa, người này đề nghị tốt lắm. Tôi cũng đã có suy nghĩ này. Nếu như có thể cậu đứng đầu thực hiện thì là tốt nhất cho tổ đặc nhiệm A chúng ta. Cung Khai Hà đã phong kín đường lui của Diệp Phàm. Cáo già. Diệp Phàm không nhịn được chửi thầm một câu. Gì, cáo già, ha ha, tôi không thể như hồ linh tinh. Cung Khai Hà cười nói, Kế Vĩnh Viễn bên cạnh khó chịu, che miệng cười. Nếu tổ trưởng cung không để ý tới chuyện này thì có thể giúp đỡ trong chuyện khác. Diệp Phàm nói sang chuyện khác. Việc gì, cậu nói nghe trước một chút. Cung Khai Hà trước tiên muốn hỏi chuyện này. Chuyện này có chút liên quan đến đồng chí Trịnh Phương. Chuyện này lại do bác cả Kiều Hoành Sơn của tôi dẫn dắt. Nói như thế nào, tôi trực tiếp đã nói, chính là chuyện quan hệ thôi. Diệp Phàm nói ra hơi ngượng, nhìn Kế Vĩnh Viễn một cái. Ý của cậu có phải là giúp đồng chí Trịnh Phương không? Hơn nữa chuyện lần này là một giao dịch nhỏ. Nếu chuyện đồng chí Trịnh Phương có thể thành bọn họ sẽ giúp chúng ta tiền có phải không? Kế Vĩnh Viễn cũng ngầm hiểu, cũng đánh trúng suy nghĩ của Diệp Phàm. Chương 3645 Pháo đánh Diệp Phàm. Ha ha, đồng chí Trịnh Phương cũng không sai, tôi nghĩ lần kiểm tra sát hạch này anh ta cũng báo danh. Võ công là chỉ tiêu cứng nhắc, nắm tay mềm chúng ta không có cách nào. Cung Khai Hà cười nói, có vẻ sẽ ra tay giúp. Ha ha, nắm tay sẽ không giúp, giúp cũng không được. Nhưng trong đề cử của ban lãnh đạo tổ cũng chiếm 30% có phải không? Diệp Phàm cười nói, với biểu hiện của đồng chí Trịnh Phương, tin tưởng thành viên trong bộ máy đều tán thành. Kế Vĩnh Viễn cười nói, đối với việc có thể kiếm tiền lão Kế rất nhiệt tâm. Ai bảo anh ta quản lý hậu cần đâu, hơn nữa, có thể có tiền thì quản lý tiền như anh ta cũng có công lao. Cậu yên tâm làm tốt chuyện sân huấn luyện của báo săn là được. Chuyện lớn như vậy còn phải chú ý nhiều một chút mới được. Cung Khai Hà nói miệng cũng không nói gì đến Trịnh Phương, lại bảo Diệp Phàm đi làm, thật ra là đồng ý ủng hộ. Chẳng qua làm lãnh đạo cũng không thể nói trắng ra, nếu không rất hạ giá bản thân. Tướng quân Kế, ngày mốt cùng tôi đến căn cứ Vịnh Lam Nguyệt thì sao? Việc này nếu chuẩn bị tiến vào giai đoạn quy hoạch chúng ta cũng phải đi thực địa khảo sát cẩn thận một chút. Diệp Phàm nói. Được, ngày mốt tôi đi cùng cậu là được. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Đừng quên mang theo chuyên gia về quy hoạch, đỡ phải chạy tới chạy lui phiền toái. Còn nữa, nghe ý kiến của chuyên gia. Cung Khai Hà nói. Được. Diệp Phàm gật đầu nói, trong lòng thầm suy nghĩ. Ngày mốt phải dẫn Kiều Thế Hào đến nhận nhiệm vụ ở Vịnh Lam Nguyệt. Kế Vĩnh Viễn là tướng quân mà hắn kéo đến, nếu biết như vậy không biết đồng chí Kế Vĩnh Viễn có tức giận đến hộc máu không? Kế Vĩnh Viễn dù ở Bộ Quốc phòng chỉ là chức quan nhàn tản, có vấn gì đó. Những người ta dù gì cũng là trung tướng, phân lượng không phải là nhẹ. Buổi trưa tổ chức hội nghị thường vụ. Trong phòng đều là đầy sau. Toàn tướng quân, thiếu tướng ở đây cũng thấy ngại. Ngoài thư ký làm công tác ghi biên bản là đại tá, các đồng chí khác đều là cấp tướng cả. Bởi vì vị trí của Diệp Phàm chưa có người thay thế, cho nên thành viên bộ máy chỉ còn lại 8 người. Các đồng chí đều đến đông đủ vậy chúng ta họp đi. Hội nghị hôm nay do đồng chí Diệp Phàm chủ trì. Cung Khai Hà nói, nhưng làm mọi người kinh hãi. Bởi vì quyền chủ trì thật ra chính là tượng trưng cho quyền lực. Cung Khai Hà đã ngồi ở đó sao lại giao quyền chủ trì cho Diệp Phàm? Việc này cũng rất lạ. Chẳng lẽ đồng chí Cung Khai Hà bỏ quyền sao? Trong lòng mọi người đều thắc mắc. Ha ha, các đồng chí đừng hiểu lầm. Ý của tổ trưởng cung là hôm nay chủ yếu thảo luận một ít đề nghị của tôi, cho nên giao cho tôi chủ trì hội nghị. Diệp Phàm cười nói. Hôm nay đồng chí Diệp Phàm cũng là người chủ trì danh chính ngôn thuận thôi. Không ngờ vừa lên tiếng đã nghe được một tiếng nói không hài hòa. Tất nhiên là của vị béo vừa đến trung tướng Đồng Lâm. Ha ha, nghe nói tổ đặc nhiệm A là bộ đội đặc thù. Ở đồng chí Diệp Phàm chủ trì thì trước tiên là cấp dưới tôi kính đồng chí Diệp Phàm một ly trà. Người thứ hai nã pháp không ngờ cũng mới đến trung tướng Trần Trường Minh. Câu nói này có chút ý vị khảo sát, quả nhiên Trần Trường Minh vừa dứt lời,
đẩy nhẹ tay, chén trà đầy trà long tỉnh nóng hổi trước mặt xoay tròn đến Diệp Phàm đang ngồi bên cạnh Cung Khai Hà. Mọi người cũng sửng sốt nhưng thật ra cũng chỉ nhìn, bởi vì mấy đồng chí được quân đội cử đến cho đến bây giờ cũng không có võ công, có cũng chỉ có thể đi mấy quyền. Cho nên thường bị các thành viên trong bộ máy châm chọc. Nhưng hôm nay vị trung tướng Trần này xem ra công lực không kém. Chén trà nóng như vậy vững vàng xoay tròn trên không trung cũng không rớt một giọt nào. Chiêu thức đó thì những người ngồi ở đây ngoài Diệp Phàm không ai có thể làm được. Mắt thấy chén trà đầy nước cách chóp mũi Diệp Phàm chừng một mét. Ha ha, trung tướng Trần đã mời trà Diệp Phàm tôi đương nhiên không thể lãng phí. Ngại quá, vì thể hiện tác dụng lãnh đạo thôi, tôi chỉ tức cười. Diệp Phàm ra vẻ không cảm giác dường như hơi động miệng, giống như hút nước vậy. Nước ấm trong chén trà hình thành một dòng màu xanh biếc to như sợi len chảy vào miệng Diệp Phàm. Hơn nữa, cái chén giống như không hề gì bất động trên không trung. Hơn nữa, cũng không tiến thêm. Trần Trường Minh vừa thấy, nhất thời mặt đỏ hơn. Lão già này ép ra toàn bộ kinh khí muốn thúc giục chén trà. Nhưng chén trà vẫn vững như núi, không chút sứt mẻ. Cuối cùng trơ mắt nhìn chén trà bị Diệp Phàm cười cười uống sạch. Đã nhận mà không mời lại là bất lịch sự, tôi đáp lễ một ly. Diệp Phàm nhẹ nhàng cười, đưa tay về phía chén trà trước mặt mình, chén trà giống như viên đạn bắn về phía Trần Trường Minh. Nháy mắt đa đi đến trước mặt Trần Trường Minh, anh ta nhanh chóng dùng hai tay ra sức đẩy muốn đẩy chén trà ra. Nhưng, chén trà giống như mọc rễ chậm rãi nghiêng lại. Hơn nữa, lúc này cảm giác bị ai đó nhấn trên đầu một cái, Trần Trường Minh mặt đỏ bừng không ngờ cúi đầu. Nhưng vẫn không thể nào chống lại, đầu bị một luồng lực kỳ lạ sẽ bị ép xuống, mà chén trà vừa vặn đến miệng Trần Trường Minh. Có vẻ như Diệp Phàm đang ép chén trà vậy, nước trà giống như núi phun bình thường chen vào miệng Trần Trường Minh, cuối cùng không một giọt không dư thừa xoay tròn trở lại trước mặt Diệp Phàm. Ba ba ba. Nhất thời trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, tất cả những tên giảo hoạt ở đây đều vỗ tay. Trần Trường Minh phát hiện, một đám đều vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa. Trần Trường Minh mặt cũng rất khó xử, cười nói. Trà của tổ trưởng Diệp không tồi, rất thơm, vẫn là lãnh đạo uống trà ngon. Ha ha ha, rốt cuộc mọi người cười vang. Ha ha, anh Trần đều kính trọng lãnh đạo như vậy cũng không thể rơi xuống, chén trà này tôi mời tổ trưởng cung. Vừa mới bình ổn xong, Diệp Phàm cảm thấy buồn tiểu nên đi vào buồng vệ sinh, không thể tưởng tượng được Đồng Lâm cũng hai tay đẩy chén trà. Chén trà kia giống như một quả pháo cỡ nhỏ đang quay chậm đi thẳng đến trước mặt Cung Khai Hà. Chén trà bay đến không trung thì Lâm Đống Quốc hừ lạnh một tiếng tay hứng không trung vỗ một chén đẩy chén trà đi. Nhưng, chén trà không ngờ vẫn thẳng tắp mà đi, bên cạnh Thôi Kim Đồng và Thành Nhất vừa thấy vội muốn xuất trưởng muốn đấy chén trà. Nhưng ba lực mạnh mẽ đi xuống chén trà không ngờ vẫn thẳng tắp, rõ ràng Đồng Lâm công lực cao hơn ba người hợp lực. Hơn nữa, ba người đều run cả người một lúc mới vững vàng ngồi xuống trên ghế. May mắn ghế này là đặc chế nếu không đã gãy luôn rồi. Mắt thấy chén trà đã đến trước mặt Cung Khai Hà, lúc này Cung Khai Hà động, hướng lên trên muốn đẩy chén trà lên không trung. Ba, hai cỗ lực mạnh mẽ chạm với nhau, nhưng Cung Khai Hà vẻ mặt cảm giác như đụng phải vách tường vậy. Cả người ngược lại chấn động cả người theo ghế dựa đều lui hơn 10 mét, đập vào quốc kỳ phía sau làm cho vách tường cũng bị méo đi. Tất cả những việc này Diệp Phàm đều bị Diệp Phàm nhìn thấy hết. Tuy nói ở phòng vệ sinh Diệp Phàm cũng nhìn thấy, nhưng hắn cũng không muốn lộ diện, hắn cảm thấy Cung Khai Hà vẫn bí mật nên muốn xem thực lực của anh ta. Cái này cũng cảm giác được, Cung Khai Hà có lẽ có thân thủ 11 đẳng, mà điều làm Diệp Phàm khiếp sợ chính là Đồng Lâm chắc chắn là cao thủ tiên thiên. Tuy nói chỉ là sơ giai nhưng Cung Khai Hà không phải là đối thủ. Ha ha, tổ trưởng cung không chịu nhận rồi, chén trà này tôi tự mình uống vậy. Đồng Lâm vẻ mặt đắc ý kéo chén trà trở lại. Hôm nay đã được kiểm chứng ánh mắt uy phong của tổ đặc nhiệm A, hết giận rồi. Hừ, nếu đã mời thì lấy về làm gì? Đồng chí Đồng Lâm không thể một ly trà cũng luyến tiếc chứ. Diệp Phàm thay mặt tổ trưởng cung nhận. Diệp Phàm bước mấy bước trở lại chỗ ngồi kéo một cái. Chén trà nhất thời bị lực kéo hai phía đứng yên trên không trung. Đồng Lâm tăng thêm nội khí muốn xoay tròn chén trà nhưng chén trà giống như là một tảng đá vậy, bất động. Đồng Lâm mặt đỏ lên, vội đến mức đứng lên, hai tay đẩy về phía chén trà. Đến. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng nước trà lại như dòng nước xanh bị Diệp Phàm hút vào miệng. Uống mà không mời lại cũng vô lễ, tôi mời đồng chí Đồng Lâm một ly.
Diệp Phàm tức giận bởi vì Đồng Lâm rất không nể tình không ngờ động thủ với Cung Khai Hà. Chén trà xoay tròn phi về giữa bàn hội nghị thì ngừng lại. Diệp Phàm phất tay, thi triển ra thủy công, không lâu hơi nước trên không trung ngưng tụ thành giọt nước mưa, không lâu đầy hết chén trà. Nội tức đánh ra, không lâu nước trong chén trà sôi lên, xoay tròn đến trước mặt Đồng Lâm. Lão già này mặt đỏ như mông khỉ, hai tay giơ ra nghĩ đỡ không muốn uống chén trà này. Không uống có thể được không? Uống đi, trà ngon. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, một bàn tay ấn một cái từ xa xuống, Đồng Lâm giãy giụa, nhưng không lâu cả người bị ép đi xuống. Nếu không lâu Đồng Lâm giãy giụa, một chân bị Diệp Phàm ép đến mức quỳ dưới đất, một chân còn lại vẫn đứng. Nhưng, không lâu cũng phải quỳ xuống đất, không quỳ không được, hình như có một bàn tay vô hình đè nặng bắt phải quỳ vậy. Đồng Lâm mặt đỏ như cà chua chín, hốc mắt không ngờ rơi lệ. Tuyệt đối là lăng nhục, rất lăng nhục. Đồng Lâm là cao thủ tiên thiên vốn không có ai bì nối, không nghĩ hôm nay lại quỳ trước mặt người trẻ tuổi như vậy. So với Cung Khai Hà còn thảm gấp bội. Cuối cùng chén trà của Diệp Phàm run lên, nước trà rót đầy đầu và người Đồng Lâm. Tổ trưởng cung là thủ trưởng số 2 của tổ đặc nhiệm A, không ai có thể bất kính với ông ấy. Ai không kính Diệp Phàm tôi đánh cho răng rơi đầy đất. Tổ đặc nhiệm A mãi mãi không bị thua. Đồng chí Đồng Lâm, chuyện này lần này dừng ở đây, lần sau không được viện dẫn việc này nữa. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc rầm một tiếng, bàn bị hắn vỗ nhẹ một chút, chén trà trở lại trước bàn Đồng Lâm. Đồng Lâm cảm thấy áp lực nhẹ đi, người như lên đạn. Chương 3646, phản kích. Được, được. Đúng lúc này không ngờ nghe được tiếng của Cung Khai Hà vẻ mặt vui vẻ chụp bàn tay. Đồng Lâm và Trần Trường Minh mặt đỏ lên. Đồng chí Đồng Lâm, đồng chí Trường Minh, tổ đặc nhiệm A chào đón những cao thủ như các anh gia nhập. Ha ha ha, trước kia Cung Khai Hà tôi cũng quá coi thường quân đội các anh. Cho là bọn họ chỉ biết phung tay múa chân, khi làm nhiệm vụ cũng không được. Không thể tưởng tượng được trong quân đội cũng có ngọa hổ tàng long. Kế tướng quân lấy bình rượu ngũ lương, chúng ta uống một ly. Cung Khai Hà không ngờ không có chút tức giận nhanh chóng đến bắt tay Đồng Lâm và Trần Trường Minh. Ngay cả Diệp Phàm cũng âm thầm bội phục tấm lòng rộng lượng của lão cung. Tổ trưởng cung, chúng tôi hổ thẹn, chúng tôi xem thường tổ đặc nhiệm A. Trước kia cho rằng tổ đặc nhiệm A chỉ là một đơn vị bài trí, tất cả chỉ là mấy người có mấy động tác võ thuật đẹp mắt. Hôm nay làm cho chúng tôi thấy được thực lực chân chính của tổ đặc nhiệm A, chúng tôi rất vui. Vừa rồi Đồng Lâm tôi không đúng, xin nhận lỗi với tổ trưởng cung. Đồng Lâm hai tay ôm quyền thái độ có vẻ chân thành. Ha ha ha, mọi người vừa cười vui vẻ. Tổ trưởng Diệp, Đồng Lâm bội phục. Đồng Lâm lại nhìn Diệp Phàm hai tay ôm quyền. Ha ha, tôi càng bội phục các anh. Không tồi, không tồi, hiện giờ có hai vị gia nhập quân đội đã đưa đến cho chúng tôi tinh anh thật sự. Diệp Phàm cũng vui cười hớn hở. Thật hổ thẹn. Trần Trường Minh cùng Đồng Lâm đều hai tay ôm quyền vẻ mặt ngượng ngùng. Uống. Mùi rượu phiêu phiêu, cùng uống một chén sau đó cùng ngồi xuống họp. Đề tài thảo luận đầu tiên chính là nâng cao tiêu chuẩn gia nhập tổ đặc nhiệm A. Trước kia tứ đẳng đã có thể vào tổ đặc nhiệm A. Theo tình hình thế giới có nhiều thay đổi mới, các quốc gia đều đang tăng cường xây dựng đội ngũ đặc nhiệm. Tứ đẳng đã không thể thích ứng với xu thế phát triển của thế giới. Cho nên, tôi đề nghị tăng lên đến ngũ đẳng khai nguyên chi giai. Mà đồng chí tứ đẳng trước hết nhét vào báo săn. Một khi đột phá có thể trở thành đội viên chính thức. Diệp Phàm nói, nâng cao tiêu chuẩn gia nhập đương nhiên là tốt, đây là tăng thực lực tổng thể của tổ đặc nhiệm A. Nhưng quan trọng là người ở đâu đến. Không chỉ nói ngũ đẳng, hiện giờ tứ đẳng chúng ta cũng mất rất nhiều công sức. Tuy nói tình hình quốc tế phức tạp, nhưng cũng khó làm. Nếu nâng cao tiêu chuẩn đầu vào, đến lúc đó chỉ sợ không mời được người, đội viên chính thức của chúng ta sẽ thiếu hụt nghiêm trọng. Ngay cả công việc thường xuyên của tổ cũng không thể triển khai. Lâm Đống Quốc lên tiếng đầu tiên. Việc này thật ra là mô tôi vấn đề thật sự, nâng cao tiêu chuẩn đầu vào tất cả mọi người đều muốn. Nhưng, cũng phải để tổ có thể triển khai công việc bình thường mới có thể thông qua. Giống như đồng chí Lâm Đống Quốc nói, không thể triển khai công tác bình thường thì tiêu chuẩn đầu vào cao đến đâu trên thực tế ngược lại là cản trở triển khai công tác. Thôi Kim Đồng cũng nghiêm túc nói. Bao năm qua nhận người đều là vấn đề lớn, đây là bệnh cũ của tổ đặc nhiệm A rồi, nhưng nhìn chung vài năm nay các đồng chí có thấy không? Trên thực tế vài năm gần đây nhân viên mới của chúng ta đa số đều là ngũ đẳng.
tứ đẳng hình như cũng không nhiều. Điểm này đồng chí Đống Quốc quản lý hồ sơ nắm rõ nhất đúng không? Từ đó có thể thấy được, kỳ thực tiêu chuẩn tứ đẳng đã mất đi tác dụng. Mà tăng lên ngũ đẳng có thể thúc giục các đồng chí càng thêm cố gắng. Diệp Phàm nói, tuy nói nhân viên mới đại đa số đều ngũ đăng nhưng những đồng chí tứ đẳng cũng còn có một ít. Các đồng chí này đều là đội viên chính thức, đều đảm nhiệm những cương vị quan trọng. Nếu một khi có nhiệm vụ lớn sẽ bị thương. Nếu nhân viên bổ sung chúng ta không tìm thấy cao thủ ngũ đẳng thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tổ đặc nhiệm A không triển khai công tác? Lâm Đống Quốc nói. Quan trọng là vấn đề nguồn cung cấp. Đồng Lâm nói. Cho nên, vấn đề này lại đề cấp tới đề tài thứ hai tôi đề nghị thảo luận. Tôi dự định xây dựng ở sân huấn luyện của báo săn. Diệp Phàm tung ra đề tài thảo luận thứ hai. 1 tỷ, ha ha, đó cũng không phải là mấy đồng. Quân khu lĩnh Nam lại không ngốc, không thể thông qua việc này. Thôi Kim Đồng nói. Dù là 1 tỷ cũng không thể xây dựng được một căn cứ huấn luyện. Lạc quan nhất có lẽ không có 10 tỷ là không thể làm ra. Chu kỳ huấn luyện cao thủ đặc biệt dài. Nói cách khác, không cần nói bao nhiêu, chỉ bồi dưỡng một cao thủ lục đẳng thì đập trên người anh ta cũng không dưới 10 triệu thậm chí nhiều hơn. Lựa chọn một đứa trẻ có tố chất học võ, thì phí giáo dục, hơn nữa còn thường xuyên phải dùng những thứ bổ dưỡng. Còn là một chu kỳ dài, rèn luyện một cao thủ căn bản là dùng vàng đắp nên. Hơn nữa, có những đứa trẻ tuy nói cốt tốt nhưng chắc gì đã có thể đột phá. Không cần nói những cái khác, chúng ta căn bản là thất bại không dậy nổi. Hiện giờ các môn phái lớn vì sao đều phải kiêm kinh doanh, cũng là do tài lực mà thế. Lâm Đống Quốc nói, đương nhiên là khó khăn nhiều nhưng nếu việc này được thực hiện sớm. Diệp Phàm nói, chúng ta không thể đi lại đường cũ. Không có căn cứ xây dựng nhân tài cho mình sẽ khó đảm bảo cho sự đầy đủ của đội ngũ. Nếu một năm có mấy nhiệm vụ lớn, thương vong mấy chục đội viên. Đến lúc đó chẳng lẽ bảo chúng ta ngừng toàn bộ công việc sao? Chẳng lẽ an ninh quốc gia cũng kệ? Điểm này tuyệt đối không thể được, đến các môn phái lớn để mời người cũng không làm được. Hiện giờ chúng ta đã đào mấy môn phái, đến một lần chẳng lẽ lại đến thêm lần thứ hai? Như vậy mãi mãi không giải quyết được vấn đề khó khăn của tổ. Huống hồ, môn phái người ta bồi dưỡng một cao thủ không dễ dàng, chúng ta lấy đi thật ra là bắt chẹt. Trong lòng người ta chịu phục sao? Thực cần những môn phái này xuất động đến lúc đó người ta không gật đầu chúng ta làm sao? Ừ, chắc chắn không thể đi đường cũ. Hai, lần nào cũng mất mặt cả, chúng ta cũng phải noi theo phong cách của những môn phái ca, bồi dưỡng người của mình. Như một cao thủ thập đẳng bồi dưỡng ra đã khó nhưng cơ bản vẫn có thể bồi dưỡng từ một cao thủ lục đẳng. Hiện giờ đơn giản chỉ là vấn đề tiền, tôi thấy có thể từng bước hoàn thiện. Năm nay đầu tư 1 tỷ, sang năm lại đầu tư thêm 1 tỷ nữa. Một ngày nào đó sẽ hoàn thiện. Hơn nữa, sân huấn luyện báo săn vốn là sân huấn luyện tốt nhất trên thế giới. Chúng ta cải tiến một chút là được. Có lẽ thế hệ chúng ta không nhìn thấy cao thủ được bồi dưỡng ra, nhưng tôi tin tưởng con cháu chúng ta tuyệt đối có thể nhìn thấy. Đến lúc đó không cần phụ thuộc. Kế Viễn nói, sinh sôi không ngừng mới là lý của nhân tài, tổ trưởng Diệp có quyết tâm này tôi đồng ý hai tay. Chuyện này có lẽ mọi người đã sớm nghĩ tới, vì sao không dám nêu ra. Chỉ bởi vì rất phiền toái và quá khó khăn. Chúng ta phải vượt khó, tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm được. Mang Thành kiên quyết tỏ thái độ ủng hộ. Tổ trưởng Diệp làm tôi cũng không phản đối nhưng nâng cao tiêu chuẩn vào tổ đặc nhiệm A tôi thấy thời cơ còn chưa đủ. Lâm Đống Quốc nói đến đây ngừng lại, nhìn mọi người một cái nói. Đương nhiên, nếu tổ trưởng Diệp có thể giải quyết vấn đề biên chế đội viên chính thức của tổ tôi cũng không phản đối. Nói cách khác thiếu người phải bổ sung. Nếu thiếu người không bổ sung thì một người làm việc của hai người thì tất cả mọi người không chịu nổi, đến lúc đó sẽ nảy sinh ra rất nhiều phiền toái. Yên tâm, vấn đề bổ sung mọi người chúng ta cùng nhau cố gắng. Nâng cao tiêu chuẩn đầu vào của tổ là đúng, huống chi cao thủ tứ đẳng chúng ta cũng có thể mời gia nhập báo săn. Lúc thật sự không được sẽ đưa lên thay thế bổ sung. Diệp Phàm nói, ha ha, đồng chí Diệp Phàm, cậu có thể nghĩ sẽ có một vấn đề khó giải quyết. Phải biết rằng tất cả các đội viên của chúng ta đều là người tiên tiến. So sánh với đội viên của báo săn hoàn toàn khác, cậu bảo một cao thủ tứ đẳng đến báo săn để nhận lương thấp hơn một quân nhân 2 đến 3 lần người ta chịu sao? Tiền lương đội viên chính thức của tổ sẽ gấp 15 lần lương của một quân nhân ở ngoài. Chính như vậy cũng rất khó giữ người. Bởi vì cao thủ kiếm tiền rất dễ dàng,
mở võ quán cũng đã kiếm được nhiều một ít. Nhưng lại có nguy hiểm đến tính mạng, mở võ quán an toàn hơn nhiều lắm. Lâm Đống Quốc nói, ừ, đây thật đúng là một vấn đề, tiền lương quá thấp đúng là không giữ được người, tiền lương của một đội viên báo săn so sánh với tiền lương của đội viên của tổ kém hơn nhiều. Nếu như nói phải nâng cao toàn bộ tiền lương của tổ thì không có nhiều tiền như vậy. Kế Viễn lại quan tâm đến túi tiền của mình. Có thể thực hiện chế độ tiền lương theo năng lực, ví dụ như đội viên báo săn có thể thực hiện chế độ này. Tam đẳng gấp đôi lương của nhị đẳng, tứ đẳng là gấp đôi thậm chí gấp 3 gấp 4 tiền lương của tam đẳng. Cứ như vậy có thể kích thích các đội viên có ý thức đột phá mãnh liệt. Như vậy đội viên tứ đẳng sẽ không kém tiền lương của đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Thứ hai cũng có thể ổn định lại đội viên. Đương nhiên, cứ như vậy vô hình chung chắc chắn gia tăng kinh phí của tổ. Đó cũng là chuyện chẳng đừng. Nếu đều đã xin tiền của nhà nước thì cũng rất khó khăn, muốn được cấp trong thời gian ngắn thì là chuyện không thể. Tôi cũng đang lo lắng vấn đề này. Tôi nghĩ có thể nghĩ một con đường khác để kiếm cho tổ ít tiền không? Diệp Phàm nói. Con đường khác, ha ha, cũng không thể nào bảo tổ chúng ta thành lập công ty để kiếm tiền. Hoặc là giống cảnh sát giao thông ra ngoài ghi hóa đơn phạt. Hay giống đồn công an đi bắt lấy trích phần trăm, tổ A chúng ta sẽ như thế nào? Thôi Kim Đồng cười nói. Sao lại không thể thành lập công ty, hoàn toàn được? Khi kinh tế đất nước còn chưa giàu, không thể cho chúng ta nhiều tiền, chúng ta có thể ra nước ngoài tìm được khoản lợi nhuận kếch xù cũng được. Hiện giờ có một số công ty lớn chính là hơn tỷ hai. Nếu như có thể làm thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề chi phí. Tổ chúng ta không ít nhân tài trong kinh doanh, ví dụ như có thể chọn trong đội ngũ của báo săn những nhân tài để làm việc này. Tổ có thể đi trước đầu tư, chỉ cần có thể kiếm tiền là tốt rồi. Đương nhiên, việc này tốt nhất là không làm trong nước, ra nước ngoài thì tốt hơn, nếu không ảnh hưởng không tốt. Diệp Phàm nói, chương 3647, tổ đặc nhiệm A muốn kiếm tiền. Ha ha ha, đồng chí Diệp Phàm, cậu cũng dám nghĩ đến như vậy sao? Chúng ta như vậy không bị đâm sao? Chẳng lẽ các cơ quan chính quyền không có tiền cũng đi thành lập công ty để kiếm tiền? Vậy có còn là chính quyền nữa không? Tổ đặc nhiệm A không giống tổ đặc nhiệm A. Tất cả đều đi kiếm tiền thì thành cái gì? Như vậy thứ nhất ảnh hưởng đến công việc quan trọng của tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa, lãnh đạo quân đội sẽ phải đối. Lâm Đống Quốc châm chọc cười nói. Thật ra tôi thấy cũng không có gì lạ, đây là để giải quyết tình hình trước mặt của tổ. Như nhà nước, không phải có rất nhiều công ty thuộc trung ương sao, hơn nữa còn có vốn riêng. Việc này, thật ra chính là nhà nước đang kiếm tiền thôi. Chính là nhà nước xây dựng công ty, chúng ta chỉ cần đầu tư và cử một số nhân viên đến quản lý công ty là được. Không liên quan đến công tác của tổ chúng ta, tại sao lại ảnh hưởng đến công tác của tổ? Ngược lại mà nói, nếu thật sự có thể kiếm tiền đến lúc đó tổ có tiền thì tiền lương của mọi người được tăng cao, phúc lợi đãi ngộ cũng nhờ thế mà được nâng lên. Mà mọi người cũng có phần, huống chi, nếu như có thể đem số tiền đầu tư vào xây dựng căn cứ, chẳng phải là thực hiện chúng ta vẫn không dám nghĩ. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A chúng ta kỳ thật là một tổ chức giống như một môn phái giang hồ, khác nhau so với quân đội chính quy. Đới Thành nói, chỉ sợ tiền chúng ta không kiếm được đã chọc vào thân. Đồng Lâm nói, Trương Hùng chủ trì khai thác mỏ quặng ở núi Bối Tây, tổ chúng ta có thể đầu tư vào. Chúng ta không cần tiền của nhà nước, lần trước không phải tôi mang về cho tổ một hòm vàng sao? Hay là dùng số tiền này đi đầu tư, cũng không ai nói gì được. Còn nữa, vừa có một mỏ quặng hàm lượng rất cao, chúng ta có thể âm thầm đầu tư. Nhưng, chúng ta cũng phải đầu tư, công ty khai thác mỏ chỉ có thể có lãi. Không cần nói nhiều, chỉ cần hai công ty này một năm chúng ta cũng thể thu về 300-400 triệu. Ít nhất có thể giải quyết một ít tình hình cấp bách, như là căn cứ báo săn có phải không? Diệp Phàm nói, ý tưởng này không tồi, chúng ta không cần dùng tiền của nhà nước, chúng ta dùng thu hoạch mỗi lần làm nhiệm vụ của chúng ta. Nên, đương nhiên, đây chỉ là biến báo, nếu theo quy định thì không thể thực hiện. Kế Vĩnh Viễn nói tiền này không phải tiền của nhà nước, chẳng lẽ đồn công an bắt có thể lấy tiền sao, nhiều nhất là trích lấy phần trăm thôi. Hơn nữa, người ta nói tổ chúng ta muốn làm quy đen, chỉ sợ đến lúc đó mọi người chịu không nổi. Lâm Đống Quốc nói, đúng, tiền này giống như là một quy đen. Thôi Kim Đồng nói, quỹ đen là tiền để sống phóng túng. Số tiền này của chúng ta giống như dao hai lưỡi,
ví dụ như có thể dùng để xây dựng căn cứ chuyên nghiệp. Cái khác không được tham ô, ít nhất bên kia không cần chúng ta đầu tư vào. Hơn nữa, số tiền này có giám sát, cái này còn có gì để nói? Diệp Phàm nói, việc này đồng chí Diệp Phàm có thể nghĩ ra một kế hoạch, sau đó chúng ta đi tìm lãnh đạo sẽ ý của ông ấy rồi mới quyết định. Nhưng chuyện căn cứ huấn luyện của báo săn không thể kéo dài. Có thể từng bước quy hoạch đi lên, còn về vấn đề tài chính có thể giải quyết từng bước. Chúng ta không thể vì sợ hãi không có tiền mà ngay cả quy hoạch cũng không dám làm, đó là suy nghĩ tầm thường. Chúng ta là ai, là tinh anh của quốc gia, có chuyện gì còn có thể làm khó chúng ta. Ngay cả chuyện thành lập công ty, chúng ta là đơn vị bộ đội đặc thù, cũng phải có chiếu cố đặc thù có phải không? Cung Khai Hà nghe xong nói như quyết định. Lâm Đống Quốc tức giận nhìn Diệp Phàm cùng Cung Khai Hà một cái cuối cùng không nói gì nữa. Việc này liền quyết định như vậy. Tiếp đó tướng quân Lâm Đống Quốc công bố kế hoạch bước đầu của lần kiểm tra đánh giá. Lúc sau Diệp Phàm gọi điện thoại cho Vương Nhân Bàng. Nghe xong phương án này gã không ngờ cười đùa. Các anh làm thế làm gì? Ý gì vậy? Cậu em, chẳng lẽ cậu không tham gia? Với thực lực của cậu có thể đi vào ủy viên đảng ủy. Đến lúc đó cậu sẽ là thành viên tổ trung tâm của tổ. Địa vị cùng quyền lực có thể tăng lên. Diệp Phàm nói. Nhà họ Bàng tôi không có hứng thú, chỉ làm phó cục trưởng này đã phiền muốn chết. Nếu kiêm thêm ủy viên chẳng phải là càng vội sao. Hơn nữa, làm ủy viên là thường xuyên họp, phiền lắm. Vương Nhân Bàng nói. Cậu đó, cậu thành ủy viên lúc đó trong tay cũng có một phiếu có thể giúp đỡ tôi có phải không? Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng. Thôi đi, muốn biến tôi thành con rối là không thể nào. Tôi nói rồi tôi không có hứng thú, tuyệt đối không báo danh. Huống chi, ủy viên của các anh không thể lộ ra ngoài, có dám dùng. Còn không bằng vị trí hiện giờ của tôi. Vương Nhân Bàng nói. Ha ha, sớm biết rằng cậu sẽ không đăng ký. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Quái, biết tôi không đăng ký anh còn thông báo cho tôi làm gì? Vương Nhân Bàng có lẽ trong lòng tự hỏi. Rất đơn giản, tôi cần cậu đăng ký. Diệp Phàm cười nói. Sao vậy, anh cần tôi đăng ký, nói rõ xem nào. Vương Nhân Bàng hỏi. Lần này cần ủng hộ Đới Thành và Trịnh Phương Tài lên ngựa. Tôi lo lắng hai người bọn họ không thể giữ ở vị trí thứ ba. Cậu cũng biết, võ công chiếm 40%, tổ chúng ta cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Có trời mới biết các đồng chí đó đẳng cấp thật đến cảnh giới nào. Trước mắt Đới Thành không quá bát đẳng, Trịnh Phương Tài cũng thất đẳng. Thân thủ này khó đảm bảo trong top 3. Diệp Phàm nói. Đúng thế, thân thủ này đúng là kém một chút. Nhưng, tôi đăng ký có liên quan gì? Vương Nhân Bàng nói. Hơn nữa, nếu tôi thật sự đăng ký thì là tai nạn cho hai người bọn họ. Còn không phải là đánh cho hai người bọn họ răng rơi đầy đất sao? Cậu đó, cậu đăng ký mục đích là giữ bọn họ trong top 3. Đến lúc đó nếu hai người có thể đi vào 4 người mạnh nhất là được. Diệp Phàm nói. Tôi hiểu rồi, Diệp lão đại, anh dở trò. Đến lúc đó tôi chắc chắn đứng thứ nhất, vừa vào 4 người mạnh nhất tôi sẽ giúp hai người họ loại một người. Cuối cùng tôi đột nhiên bỏ quyền có phải không? Vương Nhân Bàng không ngốc, hiểu ngay. Ha ha ha, kia chỉ có thể vất vả cho anh em thôi. Dù sao cậu cũng không muốn đăng ký tham gia có phải không? Coi như là cống hiến cho tôi một chút là dược. Hơn nữa quan hệ giữa cậu và Đới Thành cũng không tệ có phải không? Diệp Phàm cười khan vài tiếng. Đới Thành tôi sẽ giúp còn Trịnh Phương Tài thì cút đi. Người này thiếu cân. Vương Nhân Bàng hừ nói. Được rồi, cứ cho là cậu giúp tôi. Đây là cậu còn thiếu tôi ân tình. Hơn nữa Trịnh Phương Tài tên kia hiện giờ thái độ cũng thay đổi rồi. Muốn nói về thực lực thì cũng là lúc người này được đề bạt. Người ta làm nhân vật thứ 8 trong trung tâm của tổ cũng thực vất vả có phải không? Không có công lao cũng có khổ sở và phiền toái. Chúng ta không thể coi như không thấy. Tôi làm phó tổ trưởng thường trực phải giải quyết công bằng mới được. Diệp Phàm nói. Cậu còn nói công bằng, rõ ràng là đi cửa sau thôi. Nhưng, được rồi, xem như là giúp anh. Anh còn nợ tôi một ân tình, nhớ kỹ lần sau có nhiệm vụ lớn nhớ mang tôi đi cùng. Cả ngày đều ở đây sắp bệnh rồi, còn phải đến nơi khác lắc lư một chút. Vương Nhân Bàng nói. Cậu bị thập lục muội quản chặt không muốn có phải không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Cậu thì hay rồi, còn tôi thì đến khổ, ở thủ đô cứ về đến nhà là phải coi sắc mặt của cô ấy, hơn nữa lão gia ở nhà, 4 con mắt này cứ nhìn chằm chằm tôi, thực sự không thoải mái chút nào.
Vương Nhân Bàng nói. Tin tức quả nhiên nhanh. Trịnh Phương cùng Đới Thành không lâu đã gọi điện thoại đến tìm hiểu quy tắc của trò chơi. Tổ trưởng Diệp, làm như vậy tôi chịu thiệt rồi. Các đồng chí khác công lực là không thấp. Đới Thành có chút nóng nảy. Không cần phải gấp gáp, như vậy đi tối nay cậu lặng lẽ đến đây tôi giúp cậu một chút. Diệp Phàm an ủi, cũng an ủi Trịnh Phương như vậy. Đêm lặng lẽ đến. Bóng đen lẻn vào Diệp Hồng Bảo. 2 giờ sau bóng đen lại lẻn ra khỏi Hồng Diệp Bảo. Sau đó không lâu lại một bóng đen không lâu sau lại lẻn ra ngoài. Mà Diệp Phàm cũng cả người đầy mồ hôi ngồi thiền trong rừng cây. Đứng bên cạnh là Lệ Vô Nhai và Hồng Tà. Thiên Đao cũng ngồi trên xe lăn. Liên tục luyện công cho hai người thể lực của cậu đã cạn kiệt. Tuyết Hồng cầm một bát súp đứng bên cạnh chờ. Vận khí cũng không tệ lắm, Đới Thành có bát đẳng đỉnh giai, tôi nghĩ đến có thể đột phá đến cửu đẳng là không sai lầm rồi. Không thể tưởng được hồng huyết đao thuật của Huyễn Ma không tồi, không ngờ tương trợ Đới Thành đột phá đến thập đẳng khai nguyên, coi như ngoài ý muốn. Diệp Phàm mở mắt vừa uống súp vừa cười nói. Với tuổi của Đới Thành cùng với nội khí tích lũy mấy năm đột phá đến thập đẳng coi như là miễn cưỡng. Hồng huyết đao thuật mới là đảm bảo lớn nhất thúc đẩy cậu ta đột phá. Hồng huyết đao thuật thật đúng là thần kỳ. Đương nhiên, hai quả xà bảo cũng là một trong những nguyên nhân. Mà Trịnh Phương từ thất đẳng đỉnh giai đột phá để cửu đẳng cũng không khác gì tình hình của Đới Thành. Nhưng, thứ cậu lấy từ Hồng Đàm Cung về cũng đã tiêu hết. Đáng tiếc là điều này. Hồng ta thở dài, thực sự đau lòng. Tôi cảm thấy rất lạ, ngày tôi đến cung Hồng Đàm đã nhìn thấy nhiều rắn biển như vậy. Theo lý mà nói một rắn biến lớn như vậy hẳn là đều có xà bảo đúng không? Kết quả đa số đều không có, chỉ một phần có xà bảo. Nên có hay không có xà bảo cũng giống nhau thôi. Thiên Đao nói, tôi cũng không hiểu được việc này, nếu không mỗi con đều có chúng ta chẳng phải là đại tài sao? Tôi nghĩ, hai cái đó có phải là có liên quan đến đảo Thủy Tinh không? Tuy nói mặt ngoài nhìn không khác nhau lắm nhưng có lẽ giống rắn không giống nhau. Chắc chắn là có khác nhau. Chẳng qua lúc ấy chúng ta chiến đấu vội vàng cũng không kịp tìm hiểu. Diệp Phàm nói. Ôi, lúc ấy một đoàn hỗn chiến, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến việc này. Hồng ta gật đầu nói. Vừa rồi chúng ta chú ý đến loài chim trên không trung, hình như còn tràn ra nội khí. Sau đó cậu lại bảo chúng tôi không cần quan tâm đến nó, diều hâu này là cái gì? Lệ Vô Nhai hỏi. Chương 3648, vướng mắc trong đó. Con rơi của tôi đã bị pho tượng Tôn Thủy ở đảo Thất Bảo làm hỏng cho nên tôi liền ngưng tụ một con diều hâu. Thật sự mà nói, con diều hâu này cũng không phải là nội khí ngưng tụ lại mà thành mà là từ hồn khí của tôi ngưng tụ lại thành. Lúc đó đại chiến với con chó đen đã tạo ra trong lúc vô ý. Không thể tưởng được vừa rồi thấy Trịnh Phương không thể đột phá trong lòng quính lên lại dẫn nó ra. May mắn còn có thể thu hồi, nếu không sẽ sai lầm. Diệp Phàm nói, cậu đã có thể khống chế nó bay về, đó chứng tỏ cậu có thể khống chế nó bay. Chẳng qua năng lực công kích chưa thử qua. Còn nữa, con rơi của cậu trước kia có cảm giác, giống như là ánh mắt của cậu bay ra ngoài. Nói có thể thay thế cậu đi tuần tra trong một phạm vi nhất định. Con diều hâu này của cậu có công năng này không? Thiên Đao hỏi, cũng rất hiếu kỳ. Còn chưa từng thử qua. Trước kia chưa hề sử dụng, bây giờ có thể sử dụng chứng tỏ là bước tiến nhanh. Nhưng tôi tin tưởng thường xuyên luyện tập sẽ thì công năng của nó sẽ ngày càng nhiều. Diệp Phàm thực sự có niềm tin. Nhưng hắn cũng tự biết, diều hâu này thật ra là mễ tác bỉ khâu tương trợ mới ngưng tụ thành, là đồ chất lượng cao của nhà người ta. Trình tự quá sâu, căn bản là không phải hiện giờ có chút thân thủ có thể khống chế nó. Giống như là một đứa trẻ bắt nó khiêng một túi lớn thì làm sao có thể. Mới vừa về phòng tắm giặt, Diệp Phàm nằm nghiêng trên giường thuận tay cầm tờ báo lên, lúc này Kiều Báo Quốc gọi điện thoại đến cười nói. Phó hiệu trưởng Lưu của trường cậu thật biết điều. Sao vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Hình như rất vội, mời chúng tôi hợp tác nghiên cứu khoa học. Tôi hỏi anh ta có dự án không, anh ta lại không trả lời được. Kết quả là lấy ra một ít lý do căn bản không phải là để sử dụng cho dự án nghiên cứu. Thấy tôi không nhiệt tình anh ta cũng có chút giận. Nói chúng ta không muốn đáp ứng phó hiệu trưởng Diệp muốn nghiên cứu, hơn nữa đã bỏ vốn 100 triệu. Tôi nói là đúng là có việc này, chúng tôi đã đồng ý với phó hiệu trưởng Diệp. Tiền chúng tôi nhất định sẽ chuyển chẳng qua cũng phải có ý nghĩa có phải không? 100 triệu không thể lung tung xuất ra có phải không?
Sau đó anh ta vội vàng nói là muốn làm điều tra ở công ty chúng ta. Xem có tìm ra được dự án nào để hợp tác nghiên cứu không? Tôi đương nhiên không phản đối. Nói thật, lão già này tuy nói có chút nóng nảy. Nhưng, anh ta mang đến các chuyên gia lại là món hàng thật. Nếu như có thể sử dụng tốt có lẽ chúng ta sẽ có được một sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cho nên, tôi bảo Khổng Ý Hùng dẫn anh đến một số công ty cấp dưới. Mấy ngày này lão già này thật đúng là rất bận, có vẻ như không tìm được dự án hợp tác không về. Ha ha, anh ta đang phân cao thấp với tôi. Nhưng, có sức mạnh này cũng tốt, nếu như có thể làm ra được cái gì đó cũng tốt. Đối với các anh mà nói cũng là chuyện tốt. Hơn nữa trường Đại học Bắc Kinh cũng có rất nhiều sản phẩm mới hợp tác với các công ty. Bình thường tập đoàn Hoành không muốn gọi họ xuống hợp tác sản xuất sản phẩm mới chưa chắc họ đã đến. Lần này Phó Hiệu trưởng Lưu đã vật tay với tôi. Nếu không, anh ta sẽ không hăng hái như vậy. Diệp Phàm cười nói. Vật tay với cậu, vậy tôi phải ngáng chân mới được. Kiều Báo Quốc nói. Không cần, chẳng những không thể ngáng chân, mà còn phải thúc đẩy việc này. Diệp Phàm cười nói. Cậu nói vậy là có ý gì? Người ta muốn xuống dưới để chỉnh anh, nếu tôi thúc đẩy việc này không phải là quá không nể mặt cậu sao? Tuy nói cậu đến Đại học Bắc Kinh cũng không phải việc hàng đầu. Nhưng đầu cũng không thể để cho người khác có phải không? Làm cho lão già này khinh rẻ nhà họ Kiều chúng ta không trị nổi lão. Kiều Báo Quốc rất khí phách nói. Có quan hệ gì đến nhà họ Kiều, là chuyện của tôi. Thật ra mặc kệ Phó Hiệu trưởng Lưu gây sức ép thế nào tôi cũng không thua. Phó Hiệu trưởng Lưu cho rằng tôi nói khoác, 100 triệu này căn bản là các cậu cấp cho trường học của chúng tôi. Cho nên anh ta muốn tìm ra một dự án sản xuất sản phẩm mới. Một khi tìm được sau các cậu không phải là sẽ thực hiện lời hứa xuất ra 100 triệu thậm chí nhiều hơn sao. Đến lúc đó các anh không chịu cho, Phó Hiệu trưởng Lưu vừa lúc có thể đánh vào mặt tôi. Hơn nữa rất có lý do để đánh vào mặt tôi. Nhưng, anh nghĩ lại xem, cậu sẽ để cho như vậy sao? Diệp Phàm cười nói. Cũng không hẳn vậy. Kiều Báo Quốc lầm bẩm nói. Ha ha, không cho cũng được thôi. Đó là đánh vào mặt tôi trước mặt nhà họ Kiều. Diệp Phàm cười nói. Được rồi, không nói mấy lời nhàm chán này nữa. Nhưng Phó Hiệu trưởng Lưu nhiệt tình làm tôi thật sự có chút cảm động. 100 triệu không đủ, nếu thật sự được việc chúng tôi sẽ cấp thêm mấy trăm. Không phải thành lập phòng làm việc Diệp Phàm sao? Cho dù là lời chúc mừng của tôi. Không phải cậu thăng chức sao? Kiều Báo Quốc đắc chí nói, có vẻ tâm trạng không tồi. Đúng rồi, chuyện mỏ quặng đồng núi Bối Tây họ đã giao cho anh. Diệp Phàm hỏi. Việc này có chút phiền, bọn họ dặn, bảo chuyện này chúng ta không cần phải lo. Hoàn toàn để công ty bên kia làm. Bên này chúng tôi cho bọn họ cái quyền trực thuộc là được. Ngoài ra chúng tôi còn có một khoản đầu tư. Việc này thật đáng ghét, nghe nói mỏ quặng này hàm lượng đồng rất cao. Khai thác chắc chắn chính là món lãi cách xù. Đến lúc đó kiếm được tiền có phải là phần lớn thuộc về tập đoàn chúng ta không? Nhưng số tiền này trên thực tế chúng ta không được dư còn phải bí mật qua tay cho bọn hắn. Cứ như vậy các đồng chí cấp dưới sẽ không rõ đạo lý trong đó. Còn tưởng rằng tôi đang làm gì, đem nhiều tiền như vậy coi như không có. Đến lúc đó sau lưng có người thống một đao nhỏ tôi liền không có cách giải thích. Không cần nói chuyện kiếm được tiền. Ngay cả hiện giờ đã có đồng chí có ý kiến. Kiều Báo Quốc ra vẻ có chút buồn rầu. Hả, còn chưa bắt đầu đã có người theo dõi. Diệp Phàm hỏi. Không phải lập tức sẽ bắt đầu rồi sao? Có người đưa ra một số vấn đề trong hội nghị thường vụ. Ví dụ vì sao công ty Thanh Viễn không thảo luận trong hội nghị thường vụ. Chỉ trích tôi độc đoán ngang ngược. Chuyện lớn như vậy không ngờ không thảo luận trong hội nghị thường vụ và ban giám đốc của tập đoàn. Tôi nói công ty trực thuộc. Chính là mượn tên tuổi của chúng ta. Nhưng có đồng chí lại đưa ra trực thuộc cũng đúng, vậy phí trực thuộc cho nhiều hay ít, sao không thấy chuyển đến tài khoản của công ty? Hơn nữa, có đồng chí còn nói thẳng trực thuộc vẫn không được phải hùn vốn. Bởi vì núi Bối Tây chắc chắn kiếm được tiền. Cậu bảo tôi phải giải thích thế nào? Chẳng qua tôi nói rõ với các vị đồng chí đó, đây là chuyện cấp trên quyết định không để cho chúng ta nhúng tay. Tôi nào dám? Kiều Báo Quốc giận dữ nói. Có chút phiền phức, không như vậy cũng được. Hiện giờ công ty Thanh Viễn trực thuộc tập đoàn Hoành không đã là một củ khoai lang nóng bỏng tay, chỉ bằng áp đặt tránh cho người ta phiền toái. Diệp Phàm nói. Làm như thế nào? Kiều Báo Quốc hỏi. Hái rơi là được, nếu trực thuộc chúng ta đem nó vòng vo là được.
chuyển cho Lam Tồn Quân phụ trách mỏ quặng của tập đoàn. Đến lúc đó không liên quan gì đến cậu, huống chi lần trước tập đoàn Hoành Không đã xảy ra chuyện công nhân bị bắt cóc khi xây dựng trạm phát điện ở nước ngoài. Tôi tin tưởng rất nhiều đồng chí còn lo lắng khi phát triển kinh doanh ở nước ngoài. Núi Bối Tây càng không yên ổn, nếu anh đưa ra đề nghị này 8 phần không ai phản đối. Ai muốn phản đối có thể vậy bảo anh ta đến núi Bối Tây phối hợp với Trương Hùng là được. Có lẽ các thành viên bộ máy cũng không có người muốn làm việc này. Diệp Phàm cười nói. Cách này hình như không tồi. Nhưng cậu làm vậy Tổng Giám Đốc Lam không phải cũng rơi vào hoàn cảnh của tôi sao? Kiều Báo Quốc hỏi. Ha ha, đến lúc đó chúng tôi lại một lần nữa tổng hợp. Ví dụ một công ty tài chính nước ngoài chiếm 51% cổ phần của công ty Thanh Viễn. Mà tập đoàn mỏ quặng của quốc gia chỉ chiếm trên 30% cổ phần của công ty. Vậy khai thác mỏ quặng sẽ không gặp chuyện gì. Đương nhiên, như vậy tập đoàn mỏ quặng cũng kiếm được khoản lợi nhuận kếch xù. So với tập đoàn Hoành Không thì tập đoàn khai thác mỏ có kinh nghiệm hơn nhiều. Người ta muốn lấy quặng, tập đoàn Hoành Không còn chưa mở rộng nghiệp vụ. Hơn nữa tập đoàn Hoành Không tay cũng quá dài, sạp cũng đủ rộng. Tôi thấy không cần phải nhúng tay vào nghề này. Hiện giờ hãy thu đuôi thật tốt, chờ kiếm tiền là được, tốt nhất là vững vàng một ít cho thỏa đáng. Diệp Phàm nói, ôi, tôi cũng có ý này không phải Kiều Báo Quốc tôi không có chí tiến thủ, trước mặt tình huống này thật sự không thích hợp ra ngoài. Ổn định phát triển sản phẩm mới là việc làm trước mắt của tôi. Việc này quyết định như vậy rồi. Còn nữa, cậu nhanh chóng liên hệ với Tổng Giám Đốc Lam đi, tôi hy vọng có thể giải quyết chuyện này trong năm nay, càng kéo dài càng phiền toái. Hơn nữa, hiện giờ tôi vừa đi lên ngồi cũng chưa vững, không muốn để lãnh đạo các công ty con bàn tán nhiều. Kiều Báo Quốc xem ra cũng nóng nảy muốn rời tay việc này. Diệp Phàm gọi điện thoại trao đổi với Lam Tồn Quân một chút, cậu ta đồng ý. Diệp Phàm lại gọi điện thoại cho Cung Khai Hà bàn chuyện này. Cung Khai Hà cũng lưng chừng nói ngày mai cùng Diệp Phàm đến báo cáo chủ tịch Đường rồi quyết định. 10 giờ sáng hôm sau Diệp Phàm cùng Cung Khai Hà đem công văn đến văn phòng chủ tịch. Trước kia đến đây là đánh gần cầu, hôm nay không giống với. Chính là báo cáo công việc, cho nên tâm trạng Diệp Phàm có chút kích động. Chào xong hai người ngồi xuống ghế đối diện chủ tịch Đường. Nếu việc gấp cứ nói thẳng đi. Chủ tịch Đường nhìn hai người nói. Tổ đặc nhiệm A chúng ta định hùn vốn khai thác mỏ quặng núi Bối Tây. Diệp Phàm trực tiếp nói ra. Tổ đặc nhiệm A khai thác mỏ quặng, ha ha, khi nào thì tổ đặc nhiệm A lại đi kinh doanh vậy? Chủ tịch Đường không ngờ cười cười. Chương 3649, câu trả lời thuyết phục. Trong tổ không có tiền, tuy hàng năm kinh phí mà quốc gia trợ cấp là hơn 1.7, 1.8 tỷ NDT nhưng tình hình thực tế trong tổ thế nào ông thủ trưởng sẽ rõ nhất. Người ngoài không rõ chuyện này cũng là người bình thường. Tổ A là một đơn vị đặc thù tiêu tốn số tiền khá cao. Mỗi lần có nhiệm vụ mới khi xuất kích đều hao phí rất nhiều tiền, có khoản lên đến khoảng 200, 300 triệu NDT. Số lượng mười mấy triệu nghe mà kinh người nhưng nếu gặp hao phí như mấy lần trước hơn nữa tổ A cũng không phải là nhỏ, thành viên chính thức không dưới 2 vạn người. Chia theo đầu người cũng không nhiều, tiền lương thấp nhất hàng năm cũng phải chiếm đến khoảng 8 phần. Đương nhiên, tiền lương của quân lính bên ngoài không nằm trong hạch toán ở trong tổ. Nói cách khá, 1.7, 1.8 tỷ này còn không đủ để trả tiền lương. Nhưng nghiên cứu khoa học của từng tổ hàng năm sẽ phải tiêu tốn của chúng ta 500, 600 triệu NDT thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cứ giảm như vậy, trên thực tế ở nơi khác còn cả 500, 600 triệu. Đây còn là tình huống hàng năm phải thêm khoản tiền mấy triệu nữa. Nếu không, sớm đã rỗng rồi. Cho nên một khi gặp nhiệm vụ thì túi rỗng không. Năm ngoái trong tổ còn đi vay ngân hàng để vượt qua cơn khó khăn. Năm nay tổ A có sự thay đổi lớn. Tập đoàn quốc khoáng hùm vốn 20% đến 30%, còn lại là đầu tư của các xí nghiệp tư nhân. Nếu là độc vốn thì sẽ dễ dàng khiến người khác nghi ngờ. Phải làm thì làm sẽ cần thử một chút. Trên thực tế đó là một công ty tập đoàn thực sự. Còn nếu quản lý lần này là đồng chí Trương Hùng phụ trách. Mặt khác từ đội ngũ báo sắn tin lấy những người phối hợp với quản lý Trương Hùng. Từ mỏ quặng đồng bí mật của núi Bối Tây cũng phải bí mật phái người đi bảo vệ đội ngũ núi Bối Tây của chúng ta phải có cao thủ mới được. Diệp Phàm nói, nếu những lợi nhuận này là chuyên dùng để bồi dưỡng nhân tài thì không phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng giao đoạn đầu núi Bối Tây đã cần đầu tư đến 10 mấy triệu. Các cậu lấy tiền ở đâu mà đầu tư đây?
Chủ tịch Đường hỏi. Lần trước Diệp Phàm vừa mới tự do đi liên minh khai thác lúc đó làm đến mấy thùng vàng. Dưới sự tính toán của tổ có lẽ có khoảng hơn 300 triệu NDT. Bên này lại rút ra 2 triệu cộng vào thành 500 triệu NDT. Vay ngân hàng mấy triệu là đủ rồi. Đến lúc đó sau khi công ty thành công có thể dùng công ty để đi mượn tiền được. Cung Khai Hà nói. Ôi, các đồng chí đều có ý tốt, một lòng vì việc lớn của quốc gia, nhưng có vẻ hơi thiếu thốn một chút. Nhưng đó cũng là việc bất đắc dĩ. Thành lập để bồi dưỡng nhân tài là phải làm như thế. Chúng ta không thể ngày nào cũng nhìn sắc mặt của những đại môn phái kia được. Hơn nữa, từ bí mật của núi Bối Tây xem ra mặt nào các cậu cũng có lợi. Thực ra, các cậu còn quên một khoản lợi nhuận của nơi cần thu về. Đường chủ tịch cười nói. Hả? Diệp Phàm và Cung Khai Hà đều sửng sốt nhìn ông ta. Mục đích của núi Bối Tây là gì? Đường chủ tịch mỉm cười hỏi. Mục đích lớn nhất chính là Hồng Đỉnh, đúng rồi. Tôi lại quên mất, khai thác Hồng Đỉnh này chỉ để dùng cho phương diện binh khí quốc gia. Vậy phải hỏi chi phí sản xuất, không thể lấy không sản phẩm công nghệ của chúng ta được. Diệp Phàm cười nói. Hơn nữa, hàng mẫu đã xuất đi, hiệu quả cũng có rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể hỏi xưởng công binh, phải chi một khoản tiền trước hợp tác có đúng không? Đúng, giải quyết vấn đề mấy triệu bên xưởng công binh sẽ được đúng không? Tổ A vay ngân hàng khoản tiền lớn như vậy là không thích hợp. Thế này đi, chuyện này tôi phải cùng mấy đồng chí chạm trán một chút. Nếu như có thể thông qua lời nói lại thêm, bồi dưỡng nhân tài cho các cậu 500 triệu cũng là một khoản tiền để xây dựng. Bồi dưỡng nhân tài cần một khoản tiền lớn, cần phải gom góp tài chính ở nhiều phương diện. Tuy 500 triệu không phải là nhiều nhưng đây là thái độ của quốc gia để duy trì sự hoạt động của tổ A. Làm tốt lắm, ngày mai của tổ A sẽ ngày càng tươi đẹp hơn. Đặc biệt là đồng chí Diệp Phàm, cậu phải dùng lối suy nghĩ của những người trẻ tuổi làm cho tổ A sôi động lên. Làm cho nó trở thành một đội quân có sức sống đặc biệt. Chủ tịch Đường nói. Đến trưa Lâm Quốc Đống báo cáo là có 10 đồng chí muốn tham gia vào đột phá. Hơn nữa, những đồng chí này đều phù hợp với các điều kiện cạnh tranh. Xem ra, sự nhiệt tình của các đồng chí là rất cao. Cung Khai Hà cười nói. Sắp đế Tết rồi, có nên để trận đấu này để qua Tết rồi nói tiếp không? Lâm Đống Quốc hỏi. Để sau Tết chắc chắn là không kịp nữa rồi. Thời gian đăng ký đã đến hạn rồi. Cung Khai Hà nói, 4 giờ chiều, Diệp Phàm bị Cung Khai Hà vội vàng kéo vào phòng. Có tin tức tốt lành của cấp trên, thủ trưởng rất quan tâm đến chuyện của chúng ta. Chiều nay mở cuộc họp hội ý, tuy vẫn có những đồng chí không đồng ý nhưng phương án của chúng ta vẫn được thông qua. Cho nên, cậu lập tức sắp xếp chờ xây dựng công ty. Chuyện núi Bối Tây không thể bỏ được, tranh thủ qua Tết sẽ khởi động luôn. Vẻ mặt của Cung Khai Hà nghiêm túc. Còn có mấy ngày nữa, sao có thể làm xong chuyện này được đây? Vẻ mặt của Diệp Phàm căng thẳng. Ha ha, mượn xác để thành lập công ty đối với cậu cũng không phải là chuyện khó. Nắm chắc công việc, tôi tin với năng lực của cậu cũng không phải chuyện gì quá lớn. Đương nhiên, nếu gặp vấn đề gì quan trọng có thể báo cáo lên trên để chúng tôi nghĩ cách giải quyết. Tôi biết, hiện tại cần phê duyệt cái gì đó phải qua nhiều ngành, thời gian dài. Công ty như vậy cần chưa đến mấy tháng là có thể xong đúng không? Nhưng, không thể kéo chuyện của chúng tôi vào được, không thể làm theo lẽ thường. Còn nữa, mau đi làm báo cáo đi, báo cáo những tài liệu về những người được bồi dưỡng. Làm chắc chắn vào có lẽ không lâu nữa có thể làm ra tiền đấy. Cung Khai Hà cười nói. Chuyện này tôi đã để cho đồng chí Vĩnh Viễn xử lý rồi. Ông ta là một cái túi tiền lớn, xin báo cáo dù sao cũng phải viết đúng không? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, cậu là thường vụ phó tổ trưởng tổ A chút chuyện nhỏ này không cần báo cáo. Cung Khai Hà nói. Tôi nói này đồng chí lão cung, ông không thể phủi tay ông chủ được có đúng không? Diệp Phàm nói. 2 năm rồi, từ từ sau khi Tây Môn Đông Hồng tướng quân xuất ngũ, tổ A này sẽ không có phó tổ trưởng thường vụ tôi làm bà vừa làm mẹ cũng mệt rồi. Cậu để cho tôi nghỉ ngơi một chút không được sao? Hơn nữa, cậy trở tuổi. Sức khỏe tốt. Nếu không sung sẽ không để cho cậu kiêm tổ chức đâu, cậu là nhân tài hiếm có, không phải đến cả thủ trưởng cũng phải khen ngợi cậu sao? Cậu phải mang ra một đội quân có sức sống, vì cậu còn trẻ mà, đây là tiền vốn. Cung Khai Hà nói. Nhân tài gì chứ, tôi sao có thể làm được? Diệp Phàm hung hăng lường đồng chí lão cung một cái rồi vội vàng bỏ đi. Ha ha,
tôi cũng phải thoải mái một chút chứ. Cung Khai Hà ngồi chuyển động trên ghế xoay một vòng. Kế Vĩnh Viễn bị Diệp Phàm gọi vào văn phòng vừa nghe thất có chuyện tốt như vậy, anh ta lập tức đi cho người xin báo cáo. Lão kế thật là yêu người tài. Mượn xác công ty, rốt cuộc là công ty nào tốt đây? Diệp Phàm suy nghĩ, tất cả các công ty con của tập đoàn Bàn Đế đều không được. Diệp Phàm sẽ không ngốc đến mức để cho người ta tấn công chính mình. Diệp Phàm liền gọi tiểu tử Đường Thành vào. Mượn xác công ty, chuyện này thực ra rất dễ. Ví dụ như, những công ty sắp bị phá sản cũng có thể lọt vào tầm mắt của chúng ta. Hơn nữa, giá của những công ty đó khá rẻ, chúng ta còn có lợi nhuận. Tìm những công ty xí nghiệp đó ở nước ta không phải là khó. Đường Thành nói, loại công ty này giá rẻ nhưng sẽ để lại một dị tật rất lớn. Làm sao để sắp xếp cho công nhân của các công ty đó? Hơn nữa, nếu một xí nghiệp hậu thời kỳ bị phá sản sẽ thực sự bị phiền toái. Đủ các loại chuyện, thậm chí nhóm công nhân gây sức ép cũng không phải là chuyện ít. Chúng ta không có nhiều thời gian để đi làm chuyện này. Hơn nữa, có một số việc sẽ dẫn đến sự chú ý của giới truyền thông, đến lúc đó bí mật sẽ khó mà giữ được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3650, xin ăn cũng là trách nhiệm. Cũng phải, loại công ty này ngoài việc bán đấu giá mới dễ xử lý được. Nếu trực tiếp qua tay, trái quyền phiền toái sẽ không ít. Còn hiện giờ căn bản là chúng ta không có thời gian để đi làm chuyện này. Cách đến Tết có mấy ngày, trong thời gian ngắn ngủi đó đi mượn một cái xác công ty sẽ rất khó. Trừ khi là người thân của chúng ta có công ty cho chúng ta mượn. Chỉ có như vậy mới có thể không có tranh chấp. Đường Thành nói. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Diệp Phàm vang lên. Vừa nhìn dãy số là số của người của nhà họ Phương gọi đến mời Diệp Phàm đi ăn tối. Hắn giật mình nhưng cũng đồng ý rất sảng khoái. Dưới cờ của tập đoàn Giang Lưu cũng có mấy người có công ty con. Vừa rồi Phương Đông Phong gọi điện đến mời đi ăn cơm. Tôi đang nghĩ, có thể từ tập đoàn Giang Lưu rút ra một chút không? Diệp Phàm vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh liền cười nói. Rút thế nào? Đường Thành nói. Phương Đông Phong mời tôi đi ăn cơm nhất định là vì chuyện quặng mỏ Kỳ Sơn ở Thái Lan. Người này luôn theo dõi tôi mà. Hình như lại đi tìm mấy người khai thác mỏ, kết quả là lại chết mất mấy người. Hơn nữa đến cả máy quay cũng để cho người ta đạp vỡ mất. Bây giờ là không trụ được nữa cho nên mới nhớ đến tôi. Tôi nghĩ chưa chắc bọn họ đã nghe đến Quảng Đồng núi Bối Tây. Nếu cho bọn họ 10% cổ phần chưa biết chừng họ sẽ há miệng cười. Đến lúc đó, đầu tư một chút tài chính vào công ty con sẽ thành một công ty mới của chúng ta. Hơn nữa, tập đoàn Giang Lưu của Phương Đông Phong cũng lấy việc khai thác quặng làm chính. Công ty con của chúng ta khai thác quặng cũng là việc danh chính ngôn thuận. Diệp Phàm nói. Chỉ sợ tên kia chào giá tận trời, sau lưng y là Phương Đại Công Tử. Cậu muốn công ty con của người ta lại nói là đi bán đấu giá, đến lúc đó giá trên đầu cậu chịu được sao? Đường Thành hừ nói. Tôi nghĩ chuyện này Phương Đông Phong sẽ là người hiểu cho bọn họ 10% quặng đồng ở núi Bối Tây mà họ còn chào giá lên trời, tôi sẽ đá văng y ta ngoài. Tối nay cậu cùng tôi đi ăn một bữa cơm. Diệp Phàm nói. Bữa cơm này không có ý nghĩa gì. Đường Thành lắc đầu. Cậu cho rằng tôi muốn mượn cái danh của cậu có phải không? Diệp Phàm trừng mắt lườm anh ta một cái. Tôi đây chỉ là một nhân vật bé nhỏ, sao có thể để anh Diệp mượn danh được? Nhưng tin chắc là Phương Đông Phong cũng không biết tôi, cho nên, cái danh này căn bản không thể mượn được. Đường Thành cười gượng. Ha ha, lần này bảo cậu đi ăn cơm cùng tôi là một nhiệm vụ, hiểu chưa? Chứ không phải là tình cảm cá nhân. Diệp Phàm cười gượng. Ăn cơm lại biến thành nhiệm vụ, đây là cái lý gì thế? Đường Thành làm cao. Lẽ nào không đúng sao? Chuyện mỏ quặng núi Bối Tây là nhiệm vụ chính của tổ. Lẽ nào cậu không phải là một thành viên của tổ sao? Bữa cơm mượn xác công ty này cũng là một trong những nhiệm vụ. Việc này giao cho cậu, nếu như có thể hoàn thành tôi sẽ nhớ công lao của cậu. Nếu không hoàn thành sẽ phải đánh đòn. Đừng cho rằng tôi không biết tiểu tử cậu lần này không phải sớm đã đi đăng ký rồi sao? Diệp Phàm nói. Tôi biết chuyện này không lừa được cậu, hơn nữa tôi cũng không định giấu. Danh sách nhân viên dự thi này vẫn chưa tập hợp. Cuối cùng còn chưa vào tay phó tổ trưởng thường trực là cậu. Đường Thành nói. Lạ thật, tiểu tử cậu muốn đi tranh vị trí gì? Hình như vị trí trung tâm có thể nào cũng không đến lượt cậu. Hơn nữa, với khả năng của cậu tôi nhìn không ra.
Diệp Phàm vui như kẻ khác gặp họa. Ha ha, vị trí kia của các cậu tôi đâu dám mơ tới. Nhưng, nếu như Tượng Trịnh Phương bên kia đi rồi có phải là đám săn báo bên kia cũng bám theo cả một tốp đồng chí không? Đến lúc đó, báo săn sư trưởng phó lên rồi chẳng phải là sẽ để lại một vị trí sao? Đường thành tôi có thể là được một phó sư có đúng không? Ở trong quân tôi đường đường cũng là một trưởng phòng. Lên chức phó sư cũng là danh chính ngôn thuận. Đương nhiên tôi lo chính là với khả năng nhỏ của tôi vẫn không đủ. Cho nên, ha ha không có cách nào đành phải đợi lá rụng trên đầu thôi. Đường thành liên tục cười gượng. Ha ha, sư đoàn báo săn cũng không phải là quân đội bình thường. Chức phó sư đoàn bên đó tương đương với một trưởng sư đoàn của quân đội bình thường. Tuổi của tiểu tử cậu vẫn còn chưa đủ. Diệp Phàm cười nói. Ai nói thế, tôi còn lớn hơn cậu một tuổi đấy. Nhưng cậu đã là trung tướng, hưởng sự đãi ngộ của cấp bộ trưởng. Đường thành tôi kém cỏi làm một phó sư cũng không được sao. Đến lúc đó nếu ai lắm mồm tôi sẽ đấm cho bẹp đầu nó. Cho rằng thái tử đường có thể tùy tiện gọi đến được sao. Đường thành tỏ rõ khí phách. Hoa hoa hoa, đường thái tử đại nhân, uy phong quá nhỉ, còn đánh đầu người ta nữa chứ. Chỉ e khả năng nói của cậu còn cao hơn cả võ công, đến lúc đó người có răng rơi đầy đất lại là đường thái tử cậu rồi. Diệp Phàm nói ngoa dụ. Chuyện này cũng có thể. Đương nhiên, tôi phải xem có thể đánh lại được nó hay không. Nhưng, Diệp Phàm lần trước cậu vẫn còn nợ tôi một ân tình lớn. Hơn nữa Mai Xà Bảo ở đảo Thủy Tinh kia tôi vẫn giữ gìn. Nhưng bây giờ phải dùng rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm cậu cũng không thể dương mắt nhìn võ công của người hầu mình lại để người ta ức hiếp đúng không? Đến lúc đó, cậu cũng mất hết cả thể diện. Đường Thành cười nói. Mất thì mất, không sao, da mặt tôi dày lắm. Vẻ mặt của Diệp Phàm lạnh nhạt. Được được, cuối cùng Đường Thành tôi cũng nhận ra con người của Diệp Phàm cậu rồi. Cậu ác ác lắm, bữa cơm này tôi ăn vẫn được không sao. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối cậu phải giúp tôi nâng cao công lực. Hơn nữa ân tình lần đó lần này sẽ không tính nữa, vẫn là nợ. Đường Thành cắn răng. Sao lại không tính, vừa rồi cậu cũng nói bữa cơm này là một nhiệm vụ không phải chuyện riêng. Cho nên, giúp cậu cũng là việc riêng tôi sẽ hoàn thành. Diệp Phàm nói. Riêng thì riêng, xui xẻo. Đường Thành tức đến mức nghiến răng. Đúng rồi, Đường Thành cậu thực sự muốn làm phó sư đoàn báo săn sao? Diệp Phàm hỏi. Thực ra tôi còn thích ở Bắc Kinh nhưng hình như vị trí đó không thích hợp. Đường Thành nói. Tiểu tử cậu đúng là ngốc, đến cả đảo Nguyệt Loan cũng có báo săn. Lẽ nào ở kinh thành báo săn không giống với bên ngoài sao? Cậu nghĩ cho kỹ đi rồi hãy quyết định. Diệp Phàm nhắc nhở. Bắc Kinh có bộ đội cảnh vệ, rời xa Bắc Kinh sẽ không có mấy người nữa đâu. Đúng rồi, tôi có cảm giác dường như chúng ta đóng quân cách Bắc Kinh không xa. Cũng không xa Bát Đại Lĩnh bộ đội đặc chủng Dã Lang liên lạc vẫn còn khá bí mật. Có thể nào Dã Lang và báo săn là một trong những đội thuộc tổ của chúng ta? Đường Thành nhất thời tỉnh ngộ ra. Vì họ hoạt động bí mật. Dù Đường Thành là một thành viên chính thức cũng không có cách nào tiếp xúc được. Nhưng lần này Diệp Phàm đã có ý gọi Đường Thành đến Dã Lang thì không còn gì là bí mật nữa. Nếu không hắn sẽ không nhắc đến. Ha ha, tôi chưa nói gì đâu nhé. Diệp Phàm cười nói. Dã Lang tốt quá mà, vì Dã Lang Đường Thành tôi sẽ phấn đấu lại phấn đấu. Lần này nhất định phải đụng vào Trung Bát Cường. Có lẽ nếu có thể vào được Bái Cường thì chức phó sư trưởng sẽ không thành vấn đề. Ha ha. Hơn nữa, Dã Lang gần Bắc Kinh, mấy chục phút là có thể quay lại được. Đường Thành cười nói. Nếu như tiểu tử cậu vào được thì theo ấn định một tháng mới được về một lần, đừng có nghĩ sẽ về Bắc Kinh để tiêu dao. Diệp Phàm nói. Một tháng, chuyện này lâu quá. Suýt nữa thì Đường Thành kêu lên. Đây là kỷ luật thép, đương nhiên quay về báo cáo với hội sẽ không tính nằm trong đó. Diệp Phàm cười nói. Hiểu rồi, tôi sẽ về báo cáo nhiều lần. Mấy ngày một lần, nhất định phải báo cáo công việc với Diệp Phàm. Đường Thành đứng nghiêm trông rất đứng đắn. Lần này cạnh tranh gay gắt, bây giờ bản lĩnh của cậu mới ở giai đoạn đầu. Lạc quan nhất chính là coi như đỉnh thiên bát đoạn. Trong số 10 người bát đẳng đã đi đăng ký cũng không phải là cao thủ gì. Huống hồ sau đó vẫn còn có đồng chí đăng ký nữa. Hình thức ác liệt quá nhỉ, loại đấu võ này không phải là đen tối, tôi cũng không muốn làm như thế. Dù sao Diệp Phàm tôi cũng là tiềm nhiệm đến chủ trì một chuyện lớn, nhất định phải công chính liêm minh. Diệp Phàm nói,
Yên tâm đi Diệp Phàm cậy nói trước tôi cũng biết là mất mặt. Chúng ta đều là người Đường gia, đều là hảo hán đầy nhiệt huyết. Bằng bản lĩnh thực sự tôi mới là hảo hán. Đây chính là phong cách của người Đường gia, chúng ta không muốn làm việc bất chính. Sắc mặt của Đường Thành có vẻ nghiêm túc. Sau khi uống trà nói chuyện phiếm, một lúc sau đồng chí Triệu Ngọc Thanh được phân công báo cáo việc trong tổ đã mang tài liệu vào. Điều ra rõ chưa? Diệp Phàm hỏi, vừa rồi có Phương Đông Phong gọi điện đến. Diệp Phàm kiền sắp xếp cho Triệu Thanh Ngọc đi thăm dò tình hình. Đã điều ra rõ rồi, tập đoàn Giang Lưu của Phương gia có 4 công ty con. Tôi có tuyển chọn một chút thấy rằng công ty Thiên Kỳ khai thác mỏ rất hợp với chúng ta. Nói về quy mô công ty chỉ có thể tính là loại công ty vừa và nhỏ. Tập tài liệu liên quan cũng chỉ có gần 6.000 trang. Hơn nữa, gần đây việc kinh doanh cũng không tốt lắm. Nghe nói Phương Đông Phong muốn đóng cửa công ty này hoặc là sáp nhập với công ty chung. Vì hiệu quả và lợi nhuận không được tốt cho nên nhân viên cũng đi mất một nửa. Hiện tại chỉ còn mấy chục người. Nhưng, nếu chúng ta rót mấy triệu vốn vào công ty này thậm chí cả 1 tỷ cũng sẽ không khiến người ngoài hoài nghi. Triệu Thanh Ngọc nói, làm tốt lắm, mang quy mô ban đầu sửa lại lớn một chút là được. Tài chính đầu tư sau cũng không có gì là lạ. Diệp Phàm nói, ừ, tôi sẽ nghĩ cách. Triệu Thanh Ngọc gật đầu nhìn Diệp Phàm. Còn chuyện gì nữa không? Diệp Phàm nhìn cô ta và hỏi. Tổ trưởng Diệp, lần này tôi cũng đăng ký tham gia. Công tác một việc nhiều năm tôi cũng muốn thay đổi vị trí. Triệu Thanh Ngọc nói thẳng. Cô mong muốn sẽ được đổi đến đâu? Diệp Phàm hỏi thực sự trong lòng có hơi khó xử. Triệu Thanh Ngọc làm việc nhiều năm làm ở tổ tình báo cũng rất hợp lý. Chỉ là công lực của cô quá thấp, có lẽ bây giờ mới ở ngũ đẳng. Xuất thân trước kia của cô là một nhân viên tạp vụ. Hơn nữa, cơ bản là vị trí quá nhỏ, ngoài việc gặp người trong tổ ra thực sự không ai có thể bảo cô ta đi gánh trách nhiệm. Con gái làm việc rất có trách nhiệm, hơn nữa năm nay chưa đến 40 tuổi tiềm năng còn rất lớn. Hơn nữa lại là đồng chí nữ, quả thực là không dễ dàng. Chương 3651, gánh vác trách nhiệm. Tôi biết lần này đi đăng ký tham gia cơ hội cũng không phải là lớn lắm, có lẽ sẽ bị loại ngay ở vòng đầu. Trong tổ này cần 8 phân tổ chính là, có thể khả năng của tổ trưởng Ngô cao hơn tôi. Hiện tại con số đăng ký tham gia đã hơn 10 người, 10 đồng chí này tôi cũng có thể đấu được. Dù là các cậu chiếu tôi để tôi vào nhưng muốn ngồi ghế thành viên vị trí cao trong bộ máy cũng không phải là không thể. Tôi là nữa, khả năng bẩm sinh đã hạn chế võ công của tôi. Mấy năm nay tôi luôn nghĩ cách, võ công này không phải tôi nói muốn cao là sẽ cao được. Xương cốt bẩm sinh cộng với may mắn thì mới được, tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu như đổi đến là việc ở tổ khác cũng mất hết cả ý nghĩa. Triệu Thanh Ngọc thở dài. Đến một đơn vị bình thường thì sao? Tôi có thể nói để bà cho cô làm thiếu tá, đến một đơn vị bình thường, ví dụ như đến Cục Tình báo quân sự đảm nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Thường vụ. Cô có năng lực này chứ đúng không? Diệp Phàm nói, tổ trưởng Diệp muốn đuổi Thanh Ngọc đi có đúng không? Triệu Thanh Ngọc cúi mặt xuống, hốc mắt như có nước mắt rơi. Cô nói gì thế, cô hiểu lầm rồi. Diệp Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Tổ trưởng Diệp, Thanh Ngọc thích làm việc trong tổ. Cho dù có phải chết trận để hoàn thành nhiệm vụ ở tiền tuyến tôi cũng không hề oán giận nửa lời. Tổ A là thần thánh, Thanh Ngọc vào tổ A đã ra một lời thề cả đời này tuyệt đối sẽ không rời khỏi tổ A, trừ khi là các anh kiên quyết đá tôi ra ngoài. Thanh Ngọc lập tức yêu cầu từ chức. Triệu Thanh Ngọc rất có dũng khí của một người đàn ông. Không nói nữa, tổ trưởng Diệp, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì, xin tổ trưởng Diệp tuyệt đối đừng nghĩ những chuyện đó. Thật là khó xử lý. Diệp Phàm thở dài mang theo cặp sách đến thẳng văn phòng của Cung Khai Hà. Tôi cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, việc này làm rất khó. Võ công quá thấp, căn cứ điều chỉnh xuống dưới hay đi tổ khác cô ấy đều không muốn. Hơn nữa đi cũng chẳng có ý nghĩa gì, nữ đồng chí trong tổ chúng ta không có nhiều. Vì thế, trong trường hợp này có nên bắt tay chiếu cố đặc biệt cho đồng chí nữ một chút hay không? Cung Khai Hà nghe xong liền cau mày nói. Làm việc trong Cục Tình báo. Trên thực tế công việc tình báo đối với chúng ta là rất quan trọng. Nhưng loại công việc này rất trừu tượng, cho nên rất khó nhìn thấy thành tích. Không giống như làm trong tổ xuất kích chỉ cần nhận nhiệm vụ là có thể hoàn thành công việc có một chiến tích viên mãn. Còn nói đến tổ bảo vệ Trung Viên Hải, cậu thường đi theo các lãnh đạo gần thủy lâu cũng có thể có trước được. Tôi đang nghĩ, ý của Triệu Thanh Ngọc vẫn là muốn làm việc trong tổ. Xếp khung xem,
chúng ta có thể nhận cô ấy vào không? Nhưng, có thể làm mấy hư chức cũng có thể để cho một vài đồng chí có hy vọng đúng không nào? Diệp Phàm hỏi. Hư chức gì? Cung Khai Hà nói. Các bộ, ngành của chính phủ đều có chức trợ lý, còn cấp bậc của trợ lý có thể cao, có thể thấp. Ví dụ như, trợ lý của chủ tịch tỉnh, của phó chủ tịch tỉnh. Chuyện này tất cả đều được định đoạt. Trong tổ của chúng ta còn chưa có chức vụ trợ lý này, hoàn toàn có thể xin từ 2 đến 3 chức vị trợ lý tổ trưởng. Đến lúc đó, ví dụ như để cho đồng chí Triệu Thanh Ngọc làm trợ lý cho tổ trưởng Chí Thăng, quân hàm nghĩ cách để lên thiếu tướng. Còn chế độ đãi ngộ cũng có thể được lên đến mức ở cấp bậc phó tổ trưởng đúng không? Diệp Phàm nói. Nói đến quân hàm, chuyện này là theo chỉ tiêu cứng nhắc. Ở trong cơ quan của chúng ta nói đến quân hàm thiếu tướng ít nhất cũng phải trên thất đẳng trở lên. Trước kia đồng chí Ngô Quang Bảo trong khoa cũng vì khả năng quá thấp nên mới mãn vô duyên với quân hàm thiếu tướng. Còn người ta là đồng chí Lão Ngô cũng có những cống hiến to lớn cho tổ. Cho nên, trong trận chiến đảo Thủy Tinh lần trước đồng chí Ngô đã phải đi mạo hiểm tính mạng. Lần đó là do cậu ta may mắn, thập tử nhất sinh cuối cùng cũng đột phá được, bây giờ đã lên đến thiếu tướng rồi. Về phần chức vụ đồng chí Ngô thật ra cũng không có yêu cầu gì. Cậu ta vẫn là tổ trưởng, Triệu Thanh Ngọc làm trợ lý cho tổ trưởng cũng có thể được. Nhưng có một vấn đề, số chức vụ và quân hàm của chúng ta đều rất cao. Hơn nữa, mật độ cũng cao hơn quân đội bình thường. Cậu nhìn xem, tất cả thành viên trong tổ chức của chúng ta đều là tướng quân. Ngay cả số người là thiếu tướng cũng rất ít. Bây giờ, kế tiếp vào vẫn là thiếu tướng, mặt khác tất cả đều là từ trung tướng trở lên. Hiện tại, đồng chí Triệu Thanh Ngọc được hưởng chính sách đãi ngộ của tỉnh, nhắc đến vị trí trợ lý cho tổ trưởng như vậy cũng phải được đãi ngộ ở cấp thứ trưởng rồi. Chuyện này phiền rồi, vậy còn phải tranh thủ cho vào biên chế. Tái thiết vị trí trống rỗng này không hề dễ một chút nào. Vì các chức vụ của chúng ta đã quá nhiều, trên cơ bản tất cả các đội viên chính thức đều là sĩ quan, quân hàm từ trung tá trở lên. Dưới tay của mỗi đồng chí đều giống như bộ đội của báo sắc vậy. Tổ trưởng lớn rồi lại có tổ trưởng, phó tổ trưởng. Tổ trưởng nhỏ rồi lại phó tổ trưởng nhỏ. Sĩ quan trong tổ A của chúng ta như một đội quân vậy. Quân sĩ chưa đến 100 người thì sĩ quan cấp cao đã gần 20 người rồi. Sĩ quan cấp tá thì như một cái sọt lớn. Trong quân khu cũng không tìm ra ở đâu lại có nhiều sĩ quan đến vậy. Lại thiết lập vị trí này e rằng khó khăn không nhỏ. Chuyện này e rằng sẽ không được cấp trên ủng hộ. Người ta sẽ nói thế nào đây? Sẽ nói thành viên trong tổ chúng ta toàn là sĩ quan to. Cung Khai Hà thở dài. Không thể nói như vậy được. Quân đội bên ngoài của chúng ta cũng phải có khoảng hơn 2 vạn người đúng không? Đương nhiên, quân đội bình thường cũng phải kém hơn chúng ta rồi. Nhưng chúng là quân đội đặc biệt, người nào cũng tinh anh. Đến một quân đội bình thường cũng có thể có một vị trí sư trưởng. Như vậy 10 sư trưởng nếu theo chế độ xây dựng tập kết 2 đến 3 quân khu cũng không thể nhiều sư đoàn như vậy được. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, người ta lại không tính như cậu. Đương nhiên, ý tưởng này của cậu cũng không tồi. Lúc có cơ hội tôi sẽ thông báo với cấp trên thông qua xem có được hay không. Hơn nữa, tình hình như đồng chí Triệu Thanh Ngọc cũng không nhiều lắm. Hiện tượng đồng chí này cá biệt chúng ta phải phá lệ đề bạt. Chúng ta phải tôn trọng đồng chí nữa. Đặc biệt là ở trong đội ngũ nam tính như tổ A, một đồng chí làm có thể làm việc được cũng không dễ dàng gì. Cung Khai Hà cười nói. Đúng rồi, chuyện mượn xác công ty đã tìm được chưa? Có đối tượng rồi nhưng có lẽ phải tối mới có kết quả. Diệp Phàm nói. Ừ, nắm chặt lấy. Vẻ mặt của Cung Khai Hà nghiêm túc, ông ta gật đầu. Chuyện này chúng ta không kéo nổi, nếu như tiền cuối năm không giải quyết được có lẽ phải để sang năm. Chuyện này, qua Tết các ngành, các đơn vị làm việc đều phải kéo dài hơn. Chúng ta không tha nổi. Tôi hiểu. Diệp Phàm gật đầu. Nhìn thấy đã đến giờ ăn cơm tối, Diệp Phàm ngồi trong xe đường Thái Tử đi thẳng đến khách sạn lớn Kim Lăng Cổ. Nếu tập đoàn cổ thì có thể theo ý của mình, vậy có thể vậy thì có thể chiếu cố đến việc làm ăn bên ngoài của họ với Diệp Phàm. Bởi vì, vừa rồi Phương Đông Phong có hỏi Diệp Phàm ăn cơm ở đâu, Diệp Phàm nói ở khách sạn. Có lẽ trong lòng Phương Đông Phong đã nghĩ đến điều gì đó, sau này có thể còn đến Kim Đô uống rượu nhiều hơn thế nữa. Xe đứng trong bãi đỗ xe, Diệp Phàm và Đường Thành đi vào đại sảnh của khách sạn. Này, sao bây giờ mới đến? Ở một chỗ không xa có tiếng của một cô gái,
Diệp Phàm vừa ngẩng đầu lên, không phải bạn học của Bảo Nhi, Tuyết Hồng thì là ai? Hôm nay Đường Bảo Nhi có một khăn quàng cổ màu xanh lam vắt ở bả vai. Hơn nữa còn mặc váy ngắn, áo lông màu trắng, cao khoảng 1m70, người thanh tú. Còn có mấy người nữa bên cạnh Đường Bảo Nhi, còn có một người phụ nữ và mấy người khác nữa đi theo cô ta. Có thể là mẹ cô ta, bên cạnh người phụ nữ trung niên đó còn một người phụ nữ trung niên nữa, cách ăn mặc rất lịch sự. Có một người đứng cách Đường Bảo Nhi không xa là một người thanh niên khoảng 30 tuổi. Hơn nữa, còn có một người mặc áo xanh Tôn Trung Sơn nhìn như lão gia khiến Diệp Phàm phải để ý. Hắn thấy ông ta như một quân nhân, hơn nữa còn là một vị quân nhân tai to mặt lớn. Đường Bảo Nhi vội chạy tới đút tay vào túi quần của Diệp Phàm cười khanh khách với vẻ thân thiết. Nói là 5 giờ gặp nhau ở cửa, anh xem anh đến muộn 3 phút, bảo người ta phải chờ. Ông nội ghét nhất là người không đúng giờ. Chuyện này, kia, Diệp Phàm chưa kịp phản ứng gì thì đã phải ngây người ra. Nhưng, phản ứng của người này cũng rất nhanh, vội rút tay ra. Nhưng lại bị Đường Bảo Nhi hung hăng lôi kéo. Bình thường, tôi thấy anh ở bên ngoài còn can đảm một chút. Sao thế, hôm nay nhìn thấy ông nội tôi thì nhát gan rồi hả? Tôi thấy cũng cần phải thổi phồng lá gan của anh lên một chút nhỉ. Còn khoác lác rằng gặp ông nội tôi cũng không ngại. Hôm nay, tôi thấy anh đúng là nhát gan thật rồi. Đường Bảo Nhi nói xong thì nhẹ nhàng nghiêng bên cạnh Diệp Phàm. Tư thế này hoàn toàn như một đôi nam nữ vậy. Một luồng sát khí truyền đến. Diệp Phàm dùng ưng nhãn đảo qua phát hiện có ánh mắt của người cách Bảo Nhi không xa nhìn đến. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được hôm nay là thế nào. Ra vẻ thân cận với người của Đường gia chính mình sẽ bị chết oan. Đương nhiên là bị Đường Bảo Nhi cầm trách nhiệm đi rồi. Chuyện này Diệp Phàm cũng không muốn xen vào. Có lẽ cuộc gặp vỡ của Phương Đông Phong tối nay sẽ thất bại. Hơn nữa nếu cơ hội này rơi vào tay Kiều gia thì chẳng phải mình sẽ rơi vào cả biển giấm chua hay sao? Cho nên, hắn muốn nhanh chóng lôi tay của Đường Bảo Nhi ra. Nhưng trong ưng nhãn lại phát hiện trong hốc mắt của Đường Bảo Nhi ẩn chứa giọt lệ. Hơn nữa, Diệp Phàm còn phát hiện trên mặt của Đường Bảo Nhi. Nhìn cô có vẻ rất đáng thương. Hơn nữa nhón tay của cô vẫn còn ở trên cánh tay của mình. Đây đương nhiên là một loại ám chỉ, thế nào hôm nay cũng phải cho tên này vào hang. Trái lại có lẽ Đường Thành cũng nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt của anh ta vui như nhìn thấy người khác gặp họa. Biết tất cả những thứ này là cuộc hôn nhân chính trị. Đó cũng là một loại bi ai của thiên kim thái tử của ta. Ha ha, ai nói tôi không can đảm, không phải chỉ là gặp Đường lão gia thôi sao? Diệp Phàm cười, nhìn về phía Đường lão gia. Chương 3651, gánh vác trách nhiệm. Tôi biết lần này đi đăng ký tham gia cơ hội cũng không phải là lớn lắm. Có lẽ sẽ bị loại ngay ở vòng đầu. Trong tổ này cần 8 phân tổ chính là, có thể khả năng của tổ trưởng Ngô cao hơn tôi. Hiện tại con số đăng ký tham gia đã hơn 10 người, 10 đồng chí này tôi cũng có thể đấu được. Dù là các cậu chiếu tôi để tôi vào nhưng muốn ngồi ghế thành viên vị trí cao trong bộ máy cũng không phải là không thể. Tôi là nữa, khả năng bẩm sinh đã hạn chế võ công của tôi. Mấy năm nay tôi luôn nghĩ cách, võ công này không phải tôi nói muốn cao là sẽ cao được. Xương cốt bẩm sinh cộng với may mắn thì mới được. Ôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu như đổi đến là việc ở tổ khác cũng mất hết cả ý nghĩa. Triệu Thanh Ngọc thở dài. Đến một đơn vị bình thường thì sao? Tôi có thể nói để bạt cho cô làm thiếu tá. Đến một đơn vị bình thường, ví dụ như đến Cục Tình báo quân sự đảm nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Thường vụ. Cô có năng lực này chứ đúng không? Diệp Phàm nói. Tổ trưởng Diệp muốn đuổi Thanh Ngọc đi có đúng không? Triệu Thanh Ngọc cúi mặt xuống, hốc mắt như có nước mắt rơi. Cô nói gì thế, cô hiểu lầm rồi. Diệp Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Tổ trưởng Diệp, Thanh Ngọc thích làm việc trong tổ. Cho dù có phải chết trận để hoàn thành nhiệm vụ ở tiền tuyến tôi cũng không hề oán giận nửa lời. Tổ A là thần thánh, Thanh Ngọc vào tổ A đã ra một lời thề cả đời này tuyệt đối sẽ không rời khỏi tổ A, trừ khi là các anh kiên quyết đá tôi ra ngoài. Thanh Ngọc lập tức yêu cầu từ chức. Triệu Thanh Ngọc rất có dũng khí của một người đàn ông. Không nói nữa, Tổ trưởng Diệp, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì, xin Tổ trưởng Diệp tuyệt đối đừng nghĩ những chuyện đó. Thật là khó xử lý. Diệp Phàm thở dài mang theo cặp sách đến thẳng văn phòng của Cung Khai Hà. Tôi cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, việc này làm rất khó. Võ công quá thấp, căn cứ điều chỉnh xuống dưới hay đi tổ khác cô ấy đều không muốn. Hơn nữa đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nữ đồng chí trong tổ chúng ta không có nhiều.
Vì thế, trong trường hợp này có nên bắt tay chiếu cố đặc biệt cho đồng chí nữ một chút hay không? Cung Khai Hà nghe xong liền cau mày nói. Làm việc trong cục tình báo, trên thực tế công việc tình báo đối với chúng ta là rất quan trọng. Nhưng loại công việc này rất trừu tượng, cho nên rất khó nhìn thấy thành tích. Không giống như làm trong tổ xuất kích chỉ cần nhận nhiệm vụ là có thể hoàn thành công việc có một chiến tích viên mãn. Còn nói đến tổ bảo vệ Trung Viên Hải, cậu thường đi theo các lãnh đạo gần thủy lâu cũng có thể có trước được. Tôi đang nghĩ, ý của Triệu Thanh Ngọc vẫn là muốn làm việc trong tổ. Xếp cung xem, chúng ta có thể nhận cô ấy vào không? Nhưng, có thể làm mấy hư chức cũng có thể để cho một vài đồng chí có hy vọng đúng không nào? Diệp Phàm hỏi. Hư chức gì? Cung Khai Hà nói. Các bộ, ngành của chính phủ đều có chức trợ lý, còn cấp bậc của trợ lý có thể cao, có thể thấp. Ví dụ như, trợ lý của chủ tịch tỉnh, của phó chủ tịch tỉnh. Chuyện này tất cả đều được định đoạt. Trong tổ của chúng ta còn chưa có chức vụ trợ lý này. Hoàn toàn có thể xin từ 2 đến 3 chức vị trợ lý tổ trưởng. Đến lúc đó, ví dụ như để cho đồng chí Triệu Thanh Ngọc làm trợ lý cho tổ trưởng Chí Thăng, quân hàm nghĩ cách để lên thiếu tướng. Còn chế độ đãi ngộ cũng có thể được lên đến mức ở cấp bậc phó tổ trưởng đúng không? Diệp Phàm nói. Nói đến quân hàm, chuyện này là theo chỉ tiêu cứng nhắc. Ở trong cơ quan của chúng ta nói đến quân hàm thiếu tướng ít nhất cũng phải trên thất đẳng trở lên. Trước kia đồng chí Ngô Quang Bảo trong khoa cũng vì khả năng quá thấp nên mới mãn vô duyên với quân hàm thiếu tướng. Còn người ta là đồng chí Lão Ngô cũng có những cống hiến to lớn cho tổ. Cho nên, trong trận chiến đảo Thủy Tinh lần trước đồng chí Ngô đã phải đi mạo hiểm tính mạng. Lần đó là do cậu ta may mắn, thập tử nhất sinh cuối cùng cũng đột phá được, bây giờ đã lên đến thiếu tướng rồi. Về phần chức vụ đồng chí Ngô thật ra cũng không có yêu cầu gì. Cậu ta vẫn là tổ trưởng. Triệu Thanh Ngọc làm trợ lý cho tổ trưởng cũng có thể được. Nhưng có một vấn đề, số chức vụ và quân hàm của chúng ta đều rất cao. Hơn nữa, mật độ cũng cao hơn quân đội bình thường. Cậu nhìn xem, tất cả thành viên trong tổ chức của chúng ta đều là tướng quân. Ngay cả số người là thiếu tướng cũng rất ít. Bây giờ, kế tiếp vào vẫn là thiếu tướng, mặt khác tất cả đều là từ trung tướng trở lên. Hiện tại, đồng chí Triệu Thanh Ngọc được hưởng chính sách đãi ngộ của tỉnh. Nhắc đến vị trí trợ lý cho tổ trưởng như vậy cũng phải được đãi ngộ ở cấp thứ trưởng rồi. Chuyện này phiền rồi, vậy còn phải tranh thủ cho vào biên chế. Tái thiết vị trí trống rỗng này không hề dễ một chút nào. Vì các chức vụ của chúng ta đã quá nhiều, trên cơ bản tất cả các đội viên chính thức đều là sĩ quan, quân hàm từ trung tá trở lên. Dưới tay của mỗi đồng chí đều giống như bộ đội của báo sắc vậy. Tổ trưởng lớn rồi lại có tổ trưởng, phó tổ trưởng. Tổ trưởng nhỏ rồi lại phó tổ trưởng nhỏ. Sĩ quan trong tổ A của chúng ta như một đội quân vậy. Quân sĩ chưa đến 100 người thì sĩ quan cấp cao đã gần 20 người rồi. Sĩ quan cấp tá thì như một cái sọt lớn. Trong quân khu cũng không tìm ra ở đâu lại có nhiều sĩ quan đến vậy. Lại thiết lập vị trí này e rằng khó khăn không nhỏ. Chuyện này e rằng sẽ không được cấp trên ủng hộ. Người ta sẽ nói thế nào đây? Sẽ nói thành viên trong tổ chúng ta toàn là sĩ quan to. Cung Khai Hà thở dài. Không thể nói như vậy được, quân đội bên ngoài của chúng ta cũng phải có khoảng hơn 2 vạn người đúng không? Đương nhiên, quân đội bình thường cũng phải kém hơn chúng ta rồi. Nhưng chúng là quân đội đặc biệt, người nào cũng tinh anh. Đến một quân đội bình thường cũng có thể có một vị trí sư trưởng. Như vậy 10 sư trưởng nếu theo chế độ xây dựng tập kết 2 đến 3 quân khu cũng không thể nhiều sư đoàn như vậy được. Diệp Phàm nói. Ha ha ha. Người ta lại không tính như cậu. Đương nhiên, ý tưởng này của cậu cũng không tồi. Lúc có cơ hội tôi sẽ thông báo với cấp trên thông qua xem có được hay không. Hơn nữa, tình hình như đồng chí Triệu Thanh Ngọc cũng không nhiều lắm. Hiện tượng đồng chí này cá biệt chúng ta phải phá lệ đề bạt. Chúng ta phải tôn trọng đồng chí nữa. Đặc biệt là ở trong đội ngũ nam tính như tổ A, một đồng chí làm có thể làm việc được cũng không dễ dàng gì. Cung Khai Hà cười nói. Đúng rồi. Chuyện mượn xác công ty đã tìm được chưa? Có đối tượng rồi nhưng có lẽ phải tối mới có kết quả. Diệp Phàm nói. Ừ, nắm chặt lấy. Vẻ mặt của Cung Khai Hà nghiêm túc, ông ta gật đầu. Chuyện này chúng ta không kéo nổi, nếu như tiền cuối năm không giải quyết được có lẽ phải để sang năm. Chuyện này, qua Tết các ngành, các đơn vị làm việc đều phải kéo dài hơn. Chúng ta không tha nổi. Tôi hiểu. Diệp Phàm gật đầu.
nhìn thấy đã đến giờ ăn cơm tối, Diệp Phàm ngồi trong xe Đường Thái Tử đi thẳng đến khách sạn lớn Kim Lăng Cổ. Nếu tập đoàn cổ thì có thể theo ý của mình, vậy thì có thể chiếu cố đến việc làm ăn bên ngoài của họ với Diệp Phàm. Bởi vì, vừa rồi Phương Đông Phong có hỏi Diệp Phàm ăn cơm ở đâu, Diệp Phàm nói ở khách sạn. Có lẽ trong lòng Phương Đông Phong đã nghĩ đến điều gì đó, sau này có thể còn đến Kim Đô uống rượu nhiều hơn thế nữa. Xe đứng trong bãi đỗ xe, Diệp Phàm và Đường Thành đi vào đại sảnh của khách sạn. Này, sao bây giờ mới đến? Ở một chỗ không xa có tiếng của một cô gái, Diệp Phàm vừa ngẩng đầu lên, không phải bạn học của Bảo Nhi, Tuyết Hồng thì là ai? Hôm nay Đường Bảo Nhi có một khăn quàng cổ màu xanh lam vắt ở bả vai. Hơn nữa còn mặc váy ngắn, áo lông màu trắng, cao khoảng 1m70, người thanh tú. Còn có mấy người nữa bên cạnh Đường Bảo Nhi, còn có một người phụ nữ và mấy người khác nữa đi theo cô ta. Có thể là mẹ cô ta, bên cạnh người phụ nữ trung niên đó còn một người phụ nữ trung niên nữa, cách ăn mặc rất lịch sự. Có một người đứng cách Đường Bảo Nhi không xa là một người thanh niên khoảng 30 tuổi. Hơn nữa, còn có một người mặc áo xanh Tôn Trung Sơn nhìn như lão gia khiến Diệp Phàm phải để ý. Hắn thấy ông ta như một quân nhân, hơn nữa còn là một vị quân nhân tai to mặt lớn. Đường Bảo Nhi vội chạy tới đút tay vào túi quần của Diệp Phàm cười khanh khách với vẻ thân thiết. Nói là 5 giờ gặp nhau ở cửa, anh xem anh đến muộn 3 phút, bảo người ta phải chờ. Ông nội ghét nhất là người không đúng giờ. Chuyện này, kia, Diệp Phàm chưa kịp phản ứng gì thì đã phải ngây người ra. Nhưng, phản ứng của người này cũng rất nhanh, vội rút tay ra. Nhưng lại bị Đường Bảo Nhi hung hăng lôi kéo. Bình thường, tôi thấy anh ở bên ngoài còn can đảm một chút. Sao thế, hôm nay nhìn thấy ông nội tôi thì nhát gan rồi hả? Tôi thấy cũng cần phải thổi phồng lá gan của anh lên một chút nhỉ. Còn khoác lác rằng gặp ông nội tôi cũng không ngại. Hôm nay, tôi thấy anh đúng là nhát gan thật rồi. Đường Bảo Nhi nói xong thì nhẹ nhàng nghiêng bên cạnh Diệp Phàm. Tư thế này hoàn toàn như một đôi nam nữ vậy. Một luồng sát khí truyền đến. Diệp Phàm dùng ưng nhãn đảo qua phát hiện có ánh mắt của người cách Bảo Nhi không xa nhìn đến. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được hôm nay là thế nào. Ra vẻ thân cận với người của Đường gia chính mình sẽ bị chết oan. Đương nhiên là bị Đường Bảo Nhi cầm trách nhiệm đi rồi. Chuyện này Diệp Phàm cũng không muốn xen vào. Có lẽ cuộc gặp vỡ của Phương Đông Phong tối nay sẽ thất bại. Hơn nữa nếu cơ hội này rơi vào tay Kiều gia thì chẳng phải mình sẽ rơi vào cả biển giấm chua hay sao. Cho nên, hắn muốn nhanh chóng lôi tay của Đường Bảo Nhi ra. Nhưng trong ưng nhãn lại phát hiện trong hốc mắt của Đường Bảo Nhi ẩn chứa giọt lệ. Hơn nữa, Diệp Phàm còn phát hiện trên mặt của Đường Bảo Nhi. Nhìn cô có vẻ rất đáng thương. Hơn nữa nhón tay của cô vẫn còn ở trên cánh tay của mình. Đây đương nhiên là một loại ám chỉ thê nào hôm nay cũng phải cho tên này vào hang. Trái lại có lẽ Đường Thành cũng nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt của anh ta vui như nhìn thấy người khác gặp họa. Biết tất cả những thứ này là cuộc hôn nhân chính trị. Đố cũng là một loại bi ai của thiên kim thái tử của ta. Ha ha, ai nói tôi không can đảm, không phải chỉ là gặp Đường lão gia thôi sao? Diệp Phàm cười, nhìn về phía Đường lão gia. Chương 3652, kiêu căng lại càng kiêu căng. Cháu chào Đường lão gia ạ. Cách Đường lão gia mấy bước Diệp Phàm liền bước lên đón tiếp. Bảo Nhi, cháu đang làm gì vậy? Mau quay lại, chúng ta phải đi ăn cơm rồi. Lúc này, Trường Nương và Bảo Nhi có chút ấm ức oán trách một tiếng. Anh Diệp, chúng ta lên lầu thôi. Đường Bảo Nhi nói với vẻ vô cùng thân thiết, đầu vẹo về bên Diệp Phàm. Hắn là ai thế? Chúng ta không mời hắn. Lúc đó rốt cuộc người thanh niên kia cũng đã mở miệng hừ nói với vẻ đầy sát khí. Tạ Đình, anh nói gì vậy? Không phải tôi đã sớm nói với anh rằng Diệp Phàm là bạn trai của tôi rồi sao? Hơn nữa, anh ấy còn là anh Tuyết Hồng bạn của tôi. Đường Bảo Nhi nói với vẻ ngọt ngào. Hôm nay tôi làm chủ. Tạ Đình hừ lạnh ánh mắt như là muốn giết người khác vậy. Chúng tôi đi đến một cái phòng khác được không anh Diệp? Đường Bảo Nhi rung rung cánh tay của Diệp Phàm. Bảo Nhi, hãy đi ăn với Đường lão gia trước đi đã. Đợi một lúc nữa tôi đánh hạ thông trang là được rồi. Tôi và vị anh bạn kia sẽ đến phòng khác. Diệp Phàm nói hang đỉnh cũng khá lắm, đừng có làm hỏng việc chính. Anh Diệp, tôi đi phòng khác. Đường Thành vừa nghe thấy ngầm hiểu liền rời đi. Ông nội, mẹ, con ăn cơm cùng với anh Diệp được không ạ? Anh Diệp làm việc ở xa bây giờ mới được về một chuyến cũng không dễ dàng gì.
Đường Bảo Nhi nhũng nhẽo có vẻ đáng yêu. Bảo Nhi, đừng có làm loạn. Hôm nay chúng tôi đến ăn cơm để tạ ơn hai nhà Đường Tạ. Tuy mọi người đều ở Bắc Kinh nhưng cũng không dễ gì mà gặp được nhau. Mỹ Phụ nói ý ám chỉ Diệp Phàm là người ngoài. Ha ha, mọi người từ từ dùng bữa, tôi đi trước một bước. Diệp Phàm nói xong liền hướng về phía cửa mà đi. Anh, em đi với anh. Đường Bảo Nhi tức giận bĩu môi. Quay lại. Mỹ Phụ kia nghiêm mặt lông mi dựng hết lên, đi đến phía trước kéo Bảo Nhi. Còn Đường lão gia thì đứng ở đó mà không nói câu gì, dường như còn đứng thưởng thưởng đám hoa cỏ bên ngoài khách sạn. Mẹ! Đường Bảo Nhi nhõng nhẽo một tiếng. Hôm nay con có dẻo miệng thế nào cũng không được. Mỹ Phụ hừ nói rồi liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Cậu thanh niên, cậu nên đi nhanh một chút. Hai nhà Đường, Tạ ăn cơm không chào đón người ngoài. Hơn nữa, tôi hy vọng sau này cậu đừng dây dưa gì đến Bảo Nhi nữa. Người đâu, cũng nên chú ý hình tượng một chút chứ nhỉ. Hình tượng, kha kha, vị quý phu nhân này, hình như hình tượng của đại ca tôi cũng không tồi đâu. Đường Thành Vạn nắm cửa đi ra vừa nghe thấy câu đó đã không vui chút nào. Anh là cái thá gì chứ, cút sang một bên cho ta. Người thanh niên kia như bị dầu thêm lửa, hừ lạnh nói với ánh mắt khinh bỉ. Nếu Đường Thành tôi không phải là cái thá gì thì e rằng gia tộc họ Tạ các bà cũng chỉ là một gia tộc chó lợn. Đường Thành vô cùng tức giận, còn kiêu ngạo hơn cả bên kia. Tiểu tử được lắm, Đường Thành phải không, dám mắng người Tạ gia chúng ta à? Được được, người có gan lắm. Tạ Lương, lôi tên rác rưởi này cho vào lò mổ, tối nay chúng ta sẽ làm thịt cho chó ăn. Tạ Đình tức giận chỉ vào mắng Đường Thành. Cách đó không xa có hai người lập tức đi đến rất dũng mãnh. Diệp Phàm có thể cảm nhận được hai người này vô cùng tàn nhẫn, nhìn cũng có vẻ giống với quân nhân. Bộ trưởng Diệp, sao lại là anh? Lúc này có một tiếng nói rất quen thuộc. Không phải lão tổng Kim Đô Tiếu Lâm Hoàn thì là ai? Đi phía sau ông ta còn có mấy người bảo vệ. Ha ha, cố tổng cùng mấy người bạn đến dùng cơm ạ. Diệp Phàm cười nói. Còn chưa ra tay sao? Tạ Đình nói. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Cố Tiếu Lâm vừa nhìn đã thấy vội chạy nhanh đến ngăn cản trước mặt hai người kia. Cố tổng có ý gì vậy? Tạ Đình nhìn Cố Tiếu Lâm chằm chằm rồi cười. Tất cả mọi người đều là bạn. Mọi người có thể đã hiểu lầm rồi. Cố Tiếu Lâm nói muốn làm người giảng hòa. Cố Tổng, anh cho rằng mình là một nhân vật có phải không? Tạ Đình hừ nói. Đến giờ Cổ Đường Lâm tôi vẫn chưa coi mình là một nhân vật, tôi chỉ là một thương nhân có quy tắc mà thôi. Cổ Đường Lâm vừa nghe thấy liền nổi máu ông chủ. Được, Cổ Đường Lâm, anh hãy nhớ cho kỹ lời của tôi hôm nay. Tạ Đình tôi sẽ cho anh biết thế nào là Tạ gia. Kim Đô này trong vòng một tháng sẽ không nhìn thấy nữa đâu. Nó sẽ vĩnh viễn xóa tên ở Bắc Kinh này. Tạ Đình nói với vẻ rất kiêu ngạo. Bốp, bốp, bốp. Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, đương nhiên đó là tiếng vỗ tay của Diệp Phàm, hắn cười nói. Các hạ rất có khí phách, Diệp Phàm tôi sẽ nhìn xem các hạ xóa tên Kim Đô thế nào. Tính cả Đường Thành tôi nữa, tôi cũng muốn nhìn xem Tạ gia xóa Kim Đô thế nào. Vẻ mặt của Đường Thành lạnh khốc. Đường lão gia, chúng ta đổi chỗ khác được không? Lúc này Tạ Đình mới quay đầu lại hỏi. Đổi, ha ha, nếu đổi thì cần gì phải ăn bữa cơm này nữa? Đường lão gia cười nhạt nói. Được, để cho Kim Đô lại phải vì chúng ta mà phục vụ lần nữa. Tạ Đình gật đầu cười kiêu ngạo về phía Cổ Tiếu Lâm. Mang những đĩa đồ ăn đắt nhất lên 20 đĩa cho ta. Nếu làm ăn không tốt hôm nay Tạ Đình ta sẽ san phẳng Kim Đô. Ha ha. Kim Đô là biển chữ vàng, nếu các hạ muốn đạp hỏng thì cứ làm cho tôi xem. Cổ Tiếu Lâm cũng khách sáo nói, Cổ gia cũng là cường hào, đương nhiên lại có chỗ dựa vững vàng là Diệp Phàm cho nên ông ta mới tự tin như thế. Bốp bốp bốp, lại có tiếng vỗ tay nữa vang lên, Diệp Phàm quay đầu lại vừa nhìn thì là tên nhãi Phương Đông Phong. Tên này mà com lê đi bên cạnh y còn có Phương gia thuộc vào nhà có tiền. Hơn nữa còn có hai người Thái Lan đứng bên cạnh. Dường như người này ở trong Phương gia có địa vị không hề nhỏ. Còn bản thân y cũng là một thứ trưởng giám sát. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng là rất tuyệt vời, được mở rộng tầm mắt rồi. Phương Đông Phong vừa vỗ tay vừa cười nói. Là anh sao? Tạ Đình ra vẻ quen biết Phương Đông Phong. Là tôi đây. Sắc mặt của Phương Đông Phong vẫn không đổi mà cười tủm giống như một bà lão. Chuyện này không liên quan gì đến anh đi ăn cơm của mình đi. Đừng có ở đây làm xía mũi vào.
Tạ Đình Hừ nói. Tôi chỉ muốn xem cuộc vui thôi. Không phải là nghe nói Tạ thiếu gia của Tạ gia muốn làm cho Kim Đô nổi tiếng Bắc Kinh sao? Còn chủ tịch Diệp cùng với vị Đường tiên sinh này thì không thể, ha ha, có chờ hay xem Phương Mỗ tôi thấy rất vui. Vừa rồi các cậu vỗ tay lại càng vui hơn, cố lên nhé các vị, ai cũng biết tứ Tạ thiếu gia sẽ không bị thua một vố đau đúng không? Vậy thì thú vị đấy, Phương Mỗ tôi lại kích động rồi. Phương Đông Phong cười nói châm chọc. Không liên quan gì đến anh thì kích động nỗi gì? Tạ Đình Hừ lạnh nói. Đương nhiên là kích động chứ, điều khiến tôi kích động là có thể nhìn thấy Kim Đô bị tiêu diệt. Tứ Tạ thiếu gia của chúng ta uy phong tiêu diệt Kim Đô. Điều mất mát là sau này có lẽ không còn được đến Kim Đô ăn cơm nữa rồi. Nhưng thôi, tôi tin là trò của Chủ tịch Diệp cũng không tồi. Phương Mỗ tôi sẽ nghển cố ngóng trông. Phương Đông Phong cười nói. Các vị, tôi xin đi trước cứ từ từ chơi nhé. Vừa nói xong y liền mang theo hai người Thái Lan đi vào. Hừ, Tạ Đình cũng hừ lạnh một tiếng rồi đi vào theo Đường lão gia. Điều lạ là dường như Đường lão gia cũng hứng thú chờ xem cuộc vui này thế nào. Anh Diệp, các anh phòng số mấy? Em sẽ chờ một lúc sẽ đến ăn với các anh. Đường Bảo Nhi nói. 808. Đường Thành cười nói nhìn Đường Bảo Nhi và đoàn người đi vào thang máy, Đường Thành cười kha nói. Ôi! Vẫn là Diệp Phàm uy phong, đến ăn một bữa cơm mà vẫn nhặt được một cô gái hoa. Nắm tay của người này lẽ nào lại có uy lực cuốn hút nhiều mỹ nữ đến vậy? Đây chính là cái gọi là khí thế, một loại khí thế vô hình. Đường Thành cậu e rằng cả đời này cũng khó mà có được. Còn nữa, cậu vẫn còn hơi kém một chút cho nên đương nhiên là không có một cô em nào đến rồi. Diệp Phàm cười chăm chọc nói. Ai nói là Đường Thái tử tôi kém cỏi? Đợi một lúc nữa tôi sẽ đánh tiếng mang đến cho anh một người. Mẹ kiếp, sợ không có mỹ nữ sao? Đường Thành nói đùa. Nhưng mà không có loại thượng hạng như Đường Bảo Nhi. Đường ra người ta cũng không tồi đâu. Diệp Phàm cười nói. Cô ta không tôi lẽ nào Đường của chúng ta kém cỏi sao? Đường Thành nói lẩm bẩm. Thực sự xin lỗi Bộ trưởng Diệp, chuyện vừa rồi khiến cậu thêm phiền rồi. Cổ Tiếu Lâm cười với vẻ mặt xấu hổ. Ha ha, không sao. Tạ gia nếu thật sự muốn dở thủ đoạn gì thì cứ gọi cho tôi. Chúng tôi đùa một chút cũng không sao cả. Diệp Phàm cười nói, Cổ Tổng gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Hai người đi thẳng đến phòng 808. Chủ tịch Diệp, vị này là người hợp tác với tập đoàn Giang Lưu của chúng ta. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Mễ Đông Thái Lam kiêm Tổng Giám đốc Query tiên sinh. Diệp Phàm đẩy nhẹ ghế lô ra phía sau cửa. Vẻ mặt của Phương Đông Phong tươi cười giới thiệu về người Thái Lan mũi cao. Chủ tịch Diệp quá trẻ, trẻ khiến cho Query tôi cảm thấy người làm quan của Trung Quốc rất có tố chất. Query dành trước giơ tay bắt tay với Diệp Phàm. Ha ha, đúng là cán bộ của Trung Quốc chúng tôi tố chất không hề thấp. Cho nên hợp tác với chúng tôi xin chủ tịch Query cứ yên tâm. Diệp Phàm cười nói, cả hai bên cùng trao đổi bằng tiếng Anh. Vốn dĩ Diệp Phàm cũng biết tiếng Thái nhưng hắn chỉ sợ nói Phương Đông Phong lại không hiểu. Ok, ok. Query giơ nhón tay cái lên cười. Lần này tập đoàn Mễ Đông của chúng tôi đến đây chính là muốn cùng với Chủ tịch Diệp tham khảo về vấn đề thâm nhập. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thế nào? Ok. Diệp Phàm cười nói mấy người ngồi xuống. Bộ trưởng Diệp, xin hỏi quý danh của vị tiên sinh này. Query liếc nhìn Đường Thành. Ha ha. Đường Thành bạn của tôi, tiện đường tôi cho cậu ấy đến ngồi một chút. Chủ tịch Query không ngại chứ. Hơn nữa, chuyện của chúng ta cậu ấy cũng biết, tôi muốn để cậu ấy đến làm tham mưu. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, hình như vị cô nương vừa rồi tên là Đường Bảo Nhi. Không ngờ vị tiên sinh này lại tên là Đường Thành, có ý gì vậy? Phương Đông Phong nhìn Đường Thành liếc mắt một cái rồi cười nói. Số người mang họ Đường có không ít mà. Trùng hợp ngẫu nhiên cũng không có gì lạ. Đường Thành cười nói. Chủ tịch Diệp, chuyện lúc trước tôi phải nhắc nhở cậu một chút. Tạ gia kia ở Bắc Kinh khá là có danh tiếng. Ha ha, cẩn thận vẫn hơn. Tôi không muốn việc hợp tác của chúng ta lại bị yếu tố bên ngoài làm gián đoạn. Phương Đông Phong ra vẻ quan tâm nhưng Diệp Phàm lại cảm giác người này chính là đang châm ngòi cho mọi hiểm nghi. Tạ gia rất nổi tiếng sao? Ha ha, Diệp Mỗ tôi không rõ ở Bắc Kinh thế nào. Hơn nữa, Bắc Kinh lớn như vậy, Diệp Mỗ cũng không thừa thời gian để đi hỏi thăm những chuyện nhàm chán đó. Diệp Phàm cười nhạt nói. Chương 3653, Đường Thành không phải Đường Thành.
Chủ tịch Diệp làm việc trong tỉnh, ha ha, Bắc Kinh này là địa bàn của người của Tạ gia. Tuy nghe nói Chủ tịch Diệp làm chủ tịch tỉnh Thiên Vân làm mưa làm gió nhưng ở Bắc Kinh thì cũng bình thường thôi. Tục ngữ không phải đã nói rồi sao, rồng mạnh cũng khó mà lấn át được rắn độc. Phương Đông Phong ra vẻ là muốn làm cho chuyện này rối thêm. Diệp Phàm nghĩ một chút là hiểu được ngay. Người này có chút không phục chính mình, lần này tự nhiên lại đến nói chuyện hợp tác với mình, đương nhiên là tự mình phải làm người đầu tư vào mỏ quặng. Đương nhiên, trong lòng người này bực bội vừa rồi lật lại chuyện này đơn giản chỉ là muốn tìm lại chút thể diện mà thôi. Tổng Giám đốc Phương, điều này có thể anh đã sai rồi. Đường Thành nhẹ nhàng bỏ thìa canh xuống miệng cười nói. Ôi, đúng đúng, thực ra là tôi đã quên rồi. Phu nhân của Chủ tịch Diệp xuất thân từ Kiều gia. Phương Đông Phong cười nói, xảy ra toàn tất cả chuyện này dựa vào mối quan hệ của Diệp Phàm. Người này cảm thấy hết tức giận rồi tâm trạng cũng thoải mái hơn nhìn Diệp Phàm. No.no. Đường Thành lắc lắc ngón tay. Ôi, lẽ nào còn có chủ ý gì sao? Hôm nay chính là Phương Đông Phong muốn chèn ép Diệp Phàm sau này lại về triển khai đàm phán với Diệp Phàm sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đương nhiên là có chú ý rồi, Chủ tịch Diệp bây giờ không thể gọi là Chủ tịch Diệp nữa rồi, hẳn là phải đổi tên thành Cố vấn Diệp. Đường Thành cười nói, Cố vấn Diệp lấy đâu ra cố vấn chứ? Không phải là Cố vấn pháp luật hoặc cố vấn kinh tế của tập đoàn Hoành không sao? Phương Đông Phong nói châm chọc, điều này anh lại sai rồi. Cố vấn Diệp trước kia là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành không, chắc chắn sau này sẽ không quay lại nữa. Đường Thành có vẻ ngạo nghễ nhìn về Phương Đông Phong, hai bên đều đang rất khí thế. Ha ha ha, Diệp mỗ bất tài, hiện tại bị người ta đá ra ngoài tỉnh Thiên Vân rồi. Diệp Phàm bình tĩnh cười nói, hắn dùng thìa uống một ngụm canh. Ôi, không phải chứ, chắc chắn là cố vấn Diệp khiêm tốn gì, chắc chắn là làm cao đến Bắc Kinh rồi. Lẽ nào tôi chưa nghe nói đến chức cố vấn chính phủ sao? Dù có thì cũng chỉ là chức giả mà thôi. Cố vấn, trước kia chắc là làm quân sư. Thậm chí quân sư chính là đến như vậy, nói ra thật đáng chê cười, xin cố vấn Diệp đừng chê cười. Phương Đông Phong làm ra vẻ ngạc nhiên nhún vai. Ha ha, giám đốc Phương nói hay quá. Quân sư quạt mo, Diệp mỗ bây giờ chính xác là có thể nói như vậy, nếu những câu này của giám đốc Phương bị ông chủ nghe thấy thì... Diệp Phàm không nói hết mà nhìn Phương Đông Phong. Ôi, nghe có vẻ cố vấn của ông chủ Diệp hẳn là có thân phận lớn lắm. Phương Đông Phong cười lạnh nói, căn bản là không cho rằng những câu này thành một chuyện. Phương gia của ta tuy nhỏ nhưng nói về cuộc sống cũng chẳng sợ ai đâu. Không phải nói gì chứ, chủ yếu hiện tại tôi cho một cố vấn họ Đường. Con người của anh ta không thích như quân sư quạt mo như vừa rồi đã nói. Nếu anh nói là trợ lý có lẽ sẽ dễ nghe một chút. Câu quân sư quạt mo này để anh ta nghe thấy sẽ không hay. Diệp Phàm ra vẻ bình tĩnh cười nói. Cho một cố vấn họ Đường, không hiểu đồng chí Đường đó thăng chức ở đâu. Phương Đông Phong mới là người không sợ ông ta nói thẳng luôn. Nói về anh ta có lẽ anh cũng từng nói rồi. Diệp Phàm cười nói, hôm nay chính là người muốn đùa chết Phương Đông Phong. Anh ta hung hăng chèn ép Phương ra. Ôi, tên là gì? Ở Bắc Kinh có rất nhiều người họ Đường. Chưa đến 10.000 thì cũng phải đến 8.000. Tôi đâu có rỗi rãi đi làm quen với từng người họ Đường được. Phương Đông Phong cười lạnh nói. Đó là vì ông trèo cao quá thôi. Đường Thành ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Ai, Đường Thành, anh nói vị họ Đường kia là hàng gì? Đông Phương tôi trèo cao người như thế đời này vẫn còn chưa ra đời đâu. Phương Đông Phong nói với vẻ kiêu ngạo. Láo xược, sao lại nói đồng chí Đường Thành là một món hàng? Đường Thành vỗ bàn chỉ vào mặt Phương Đông Phong hừ lạnh nói. Anh là cái gì mà dám vỗ bàn? Phương Đông Phong lại tức giận. Đường Thành ngồi xuống, người ta là giám đốc Phương. Ha ha, hôm khác tôi cho đồng chí Đường một danh hiệu khác mặt hàng. Diệp Phàm vừa ngồi xuống đã xả Đường Thành. Dù anh có truyền lên trời tôi cũng không sợ. Phương Đông Phong cười lạnh, nhưng lúc này Lưu Tại Tiền dường như nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt biến sắc rồi vội xâu xé Phương Đông Phong. Sâu xé tôi làm gì vậy chú Lưu? Phương Đông Phong có hơi tức giận chừng mắt nhìn Lưu Tại Tiền một cái. Thực có lỗi với cố vấn Diệp quá, Đông Đỉnh còn trẻ không hiểu chuyện. Lời vừa rồi Đông Phong nói xin được thu lại, coi như chuyện này chưa từng nói. Lưu Tại Tiền lôi Phương Đông Phong lại nói thêm nữa. Đông Phong đi cùng cố vấn Diệp đúng không? Chú Lưu, tôi phát hiện sao anh lại gạt cánh tay này ra nhỉ?
Phương Đông Phong có hơi tức giận, khẩu khí nặng nề. Đông Phong, anh nghe tôi nói. Nói cách khác là tôi sẽ truyền lời này đến lão gia. Lưu Tại Tiền có hơi nghiêm túc nhìn Phương Đông Phong chằm chằm. Phương Đông Phong vừa nghe thấy vậy quả nhiên là người mềm nhũn ra, sắc mặt thay đổi mấy lần liền cuối cùng nhìn Diệp Phàm cười nói. Câu nói vừa rồi tôi xin thu lại, coi như Đông Phong tôi chưa nói. Cố vấn Diệp, chúng ta nói chuyện hợp tác thôi. Thu hồi, bát nước hắt đi rồi thì có thể hớt lại sao? Đường Thành không làm nữa. Anh có tư cách gì mà nói câu này, câm miệng lại cho tôi. Phương Đông Phong cực kỳ tức giận chỉ vào mặt Đường Thành. Bốp một tiếng, cả người Phương Đông Phong bị Đường Thành đẩy ngã rầm xuống ghế. Anh muốn là gì, chú Lưu, gọi người lại đây. Phương Đông Phong ngã trên mặt đất rồi kêu to. Làm gì vậy, hôm nay ông đây chỉ cho mày cái bạt tai. Đương nhiên không họ Đường không tôn trọng chúng tôi, anh định chơi trò gì. Muốn chơi đúng không, Đường Thành ông sẽ chơi ho mày chết. Đường Thành nghiến răng bước lên trước định đánh người. Hai vị Thái Lan này sợ đến mức thành phản xạ có điều kiện liền kê lui bàn ghế ra thành một quầy ba nhỏ. Đường Thành, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm bậy. Lưu Tại Tiền thấy vậy liền chạy nhanh đến ngăn trước mặt Đường Thành. Y nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái rồi phát hiện người này như đang ngủ gật giường như là giả vờ ngủ, hắn biết rằng người này là cố tình. Cố vấn Diệp, chúng ra nói chuyện làm ăn, không phải đánh nhau đâu. Lẽ nào là chuyện làm ăn? Lưu Tại Tiền vội hô lên. Biết rằng họ Diệp này mới có thể hàng phục được họ Đường. Hơn nữa, Lưu Tại Tiền nhậm chức giám sát, trước kia cũng từng làm công an. Tự nhiên lại nhìn ra Đường Thành là một kẻ rất lợi hại. Phương Đông Phong và anh ta có thể lấy thịt người làm bao cát. Được rồi Đường Thành, quay lại ngồi đi. Diệp Phàm mở mắt thản nhiên nói. Đại ca, anh ra mắng họ Đường chúng tôi khiến cho lão đệ tôi tức giận. Sau này, về nhà tôi sẽ chịu đòn với lão gia. Bọn họ đánh chết tôi cũng chịu. Hôm nay phải giải quyết chuyện này. Đường Thành quay đầu lại nhìn Diệp Phàm. Đường Thành, cậu làm hỏng hợp đồng hợp tác thì tôi biết đi tìm ai. Diệp Phàm nheo mắt nói. Đại ca yên tâm đi, chuyện của anh tôi lo, ở kinh thành Ngọa Hổ Tàng Long này, tập đoàn tài chính rất hiếm. Đường Thành nói, ý muốn đánh người càng lúc càng mãnh liệt. Cố vấn Diệp, lần này Đông Phong đến là có thành ý. Cậu XAM. Còn mời cả người phụ trách bên Thái Lan đến. Chúng ta nói vào chuyện chính đi. Lưu Tại Tiền đứng lên chắn phía sau Phương Đông Phong. Vì người này cũng dục dịch như là muốn móc điện thoại di động ra để gọi người đến. Lưu Tại Tiền thì thầm bên tai Phương Đông Phong nói mấy câu đương nhiên là Diệp Phàm nghe rất rõ. Hình như nói là đang nghi ngờ Diệp Phàm là cố vấn của Đường Chủ tịch. Quả nhiên, vẻ mặt của Vương Đông Phong tỏ rõ sự ngạc nhiên nhưng lại lắc đầu tỏ vẻ không tin. Nhưng... Lưu Tại Tiền lại nói không để ý đến chuyện này sau khi quay về phải điều tra rõ một chút. Ngộ nhỡ nếu hôm nay gây họa, hơn nữa, đồng ý nếu không phải là một cái bạt tai này thì nhất định phải giúp Phương Đông Phong tìm quay về. Phương Đông Phong sờ mặt một chút rồi tức giận ngồi xuống. Được rồi. Một vừa rồi bàn luận sôi nổi quá. Bàn luận xong rồi thì chúng ta nói chuyện đi. Diệp Phàm thản nhiên nói nhìn Đường Thành. Phát hiện Phương Đông Phong đã ngồi xuồng cuối cùng là hắn vặn tay kêu răng rắc rồi quay lại ngồi. Cậu nhớ kỹ trận đánh này cho tôi, nếu lần sau còn dám nói họ Đường chúng tôi như thế tôi sẽ đánh cho cậu không còn một cái răng nào thì thôi. Đường Thành múa nắm tay ra vẻ rất uy phong. Tôi cũng nhớ rồi, sắc mặt Phương Đông Phong sắc không để cho người ta xóa đi. Đến lúc đó, có người sẽ biết cái gì gọi là thảm, chữ thảm viết như thế nào, anh sẽ được thưởng thức. Phương Đông Phong hừ lạnh nói. Giám đốc Phương, các ông gọi chúng tôi đến có phải là đã đồng ý với điều kiện của chúng tôi rồi không? Diệp Phàm nói, cổ phần của các anh có quá nhiều rồi, bên chúng tôi chỉ có thể đáp ứng 50%, không thể lại cao hơn nữa. Phương Đông Phong bình tĩnh trở lại, người này đúng là có khiếu làm ăn. Nói chuyện làm ăn rất chắc chắn. Ha ha, bây giờ tôi có một ý tưởng. Diệp Phàm cười nói, lẽ nào các anh thay đổi chủ ý? Tôi chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công. Phương Đông Phong cười châm chọc nói. Sai thác mỏ quặng ở núi Bối Tây ông đã nghe nói chưa? Diệp Phàm hỏi. Núi Tây Bối, chính là địa bàn mà cái người tên là A Cổ Lạp kia chiếm lấy. Hơn nữa, bọn họ còn chiếm cả đảo Thủy Tinh nữa đúng không? Chủ tịch Quarry nói. Ồ, chủ tịch hội đồng quản trị Quarry quá quen thuộc rồi, lẽ nào chủ tịch Quarry đã đến rồi? Thực ra là Diệp Phàm hơi ngạc nhiên một chút.
Ha ha, đúng là tôi đã đến. Mấy năm trước trên mặt con gái tôi có vết thương để lại sẹo. Tôi mang nó đi khắp thế giới để chữa trị mà không có cách nào làm cho vết sẹo đó mất đi. Cuối cùng nghe nói ở núi Bối Tây có sản xuất nước xử nữ. Đây là loại nước thiên nhiên tinh khiết để làm đẹp cho nên tôi đi liền. Không ngờ loại nước này đúng là rất quý hơn nữa còn khan hiếm. Tôi nghĩ mọi cách để họ bán cho một lọ nhỏ bằng ngón tay út. Đương nhiên là do bọn họ bào chế thêm một loại thuốc gì đó mới được thứ nước tốt như vậy. Sau khi về con gái tôi dùng quả nhiên là tốt hơn nhiều. Nhưng, vẫn không thể điều trị tận gốc được. Nhưng, loại nước thuốc này quả thực rất thần kỳ, sau khi vợ tôi dùng dường như trẻ hơn mấy tuổi liền. Khắc Lý Lạp Hoa Query, nói. Chương 3654, giận thì đánh. Chủ tịch Khắc Lý đã đến núi Bối Tây, có lẽ cùng nghe nói đến mỏ quặng núi Bối Tây rồi chứ? Diệp Phàm cười hỏi. Đúng vậy, tập đoàn chúng tôi là tập đoàn chuyên về khai thác mỏ. Chúng tôi rất hứng thú với việc khai thác khoáng sản. Sau đó liền nghe nói đến mỏ quặng núi Bối Tây. Chúng tôi muốn đến làm ít hàng mẫu đi xét nghiệm, đúng là cho kết quả kinh ngạc. Hàm lượng đồng trong đó quả nhiên là gấp đôi ở mỏ quặng ở Kỳ Sơn. Khắc Lý Lạp Hoa nói Phương Đông Phong vừa nghe thấy vậy dường như cũng nổi lòng tham, hỏi. Đúng là hàm lượng đồng cao gấp đôi mỏ quặng Kỳ Sơn chứ? Đúng vậy, chắc chắn là thế. Khắc Lý Lạp Hoa nói. Vậy sao ông không nói sớm, chúng ta sẽ làm cho mỏ quặng kia đến đây? Phương Đông Phong nói. Không làm nổi, tộc người A Cổ Lạp không cho người khác khai thác. Chẳng những chúng tôi muốn khai thác mỏ quặng núi Bối Tây mà những công ty lớn của Mỹ cũng muốn khai thác. Nhưng quốc gia vừa rồi không được bình tĩnh, những lệnh của chính phủ đã không còn hiệu lực gì ở núi Bối Tây nữa rồi. Còn nghe tộc người A Cổ Lạp nói, quân chính phủ đã mấy lần bại trận, từ nay về sau núi Bối Tây sẽ thành khu tự quản. Khắc Lý Lạp Hoa lắc đầu. Bọn họ không làm nổi thì chúng ta cũng không làm nổi. Phương Đông Phong dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ. Ha ha, giám đốc Phương Khắc Lý tôi khoác lác rồi. Chính là các ông ra mặt chưa biết chừng lại làm được. Tập đoàn Hải Đế nước Mỹ có lớn mạnh hơn chúng ta. So sánh họ với chúng ta, nghiệp vụ của chúng ta không bằng ba phần của họ. Nếu tập đoàn Giang Lưu so với bọn họ thì tôi không phản đối. Hơn nữa mối bang giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng được sâu đậm hơn một chút rồi. Khắc Lý Lạp Hoa nói châm chọc. Ông ta cũng biết rõ tình khí của vị Phương thiếu gia này. Đương nhiên thực lực mà Phương Đông Phong biểu hiện sau lưng Phương gia mới là nguyên nhân chính mà Khắc Lý Lạp Hoa muốn hợp tác. Nói cách khác tập đoàn Giang Lưu cũng coi như chẳng là gì. Chuyện không chắc chắn, cố vấn Diệp còn nhắc đến làm gì. Phương Đông Phong lại cười lạnh nói. Ha ha, các cậu chưa biết chừng là những người tài ba đã được thu phục rồi. Diệp Phàm cười nói. Không thể lấy được quyền khai thác. Hơn nữa, có lấy được cũng chẳng ích gì, A Cổ Lạp là chưa chắc chắn. Khắc Lý Lạp Hoa quả quyết không tin. Vậy xin... Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khắc Lý Lạp Hoa hãy đọc bản hiệp nghị này. Cái này đương nhiên là không được sao chép, nhưng nếu Chủ tịch Khắc Lý Lạp Hoa có thể hãy đến trụ sở chính của tập đoàn Hoành không? Diệp Phàm nói, Đường Thành lấy một túi tài liệu to để trên mặt bàn. Query hoài nghi đọc đi đọc lại. Một lúc lại đưa cho người Thái Lan ở bên cạnh đọc. Sau đó người này thì thầm bên tai Khắc Lý Lạp Hoa cái gì đó còn Phương Đông Phong càng đọc thì càng giật mình. Tôi tin cố vấn Diệp sẽ không lừa chúng tôi. Nhưng người A Cổ Lạp đó hung hãn thế nào? Khắc Lý Lạp Hoa hỏi. Đó là bí mật của chúng tôi, hơn nữa tộc người A Cổ Lạp có giao tình với chúng tôi không tồi. Lúc sắp đi tôi còn tặng cho bọn họ 10 cái đầu sư vương giống như đầu người. Diệp Phàm thong dong nói. Giống sư vương, đó chính là tượng trưng cho sự dũng cảm của người A Cổ Lạp. Không ngờ là Cố Cấn Diệp lại có được tình cảm tốt đẹp với bọn họ như vậy, Khắc Lý bái phục. Khắc Lý Lạp Hoa nói. Đây là lúc Cố Vấn Diệp đại diện cho tập đoàn Hoành không ký được hợp đồng. Nhưng chuyện hợp tác với chúng tôi không có liên quan gì đúng không? Phương Đông Phong hỏi. Đương nhiên là có liên quan chứ, tôi đã rời khỏi tập đoàn Hoành không, hiện nhậm chức ở Bắc Kinh. Nghe nói tôi đi chưa được bao lâu thì những đồng chí trong tập đoàn đó không được an toàn, luôn cảm thấy hợp đồng này có chút bỏng tay. Cho nên, lại mang hợp đồng đi chuyển nhượng. Việc này do tôi đã rời khỏi tập đoàn Hoành không cho nên không nhúng tay vào nữa. Nhưng, chuyện bọn họ chuyển nhượng hợp đồng cho tôi, vì việc xây trạm phát điện của ở tập đoàn Hoành không xảy ra phiền toái, có 10 đồng chí bị bắt cóc.
sau đó tuy là đã cứu ra được nhưng các đồng chí của tập đoàn vẫn còn lo lắng. Nếu không chuyện làm ăn với món lợi cách xù này sao có thể đẩy ra bên ngoài được đúng không? Diệp Phàm nói, nếu họ không cần thì có thể chuyển nhượng cho tập đoàn Giang Lưu chúng tôi. Phương Đông Phong nói, tập đoàn Mễ Đông của chúng tôi hoàn toàn có quyền hợp tác chuyện này. Khắc Lý Lạp Hoa cũng quen mắt vội chạy đến nói. Ha ha, các anh muốn làm người ta cũng không cho đâu. Chuyện này vẫn còn có cách khác, ba bên chúng ta cùng hợp tác. Hợp tác thế nào đây? Có người nhìn chúng công ty khai thác mỏ thuộc tập đoàn Giang Lưu các anh. Người đó nghĩ sau đó muốn xây dựng mới, rót vào đó một khoản tiền lớn đến khai thác quặng mỏ núi Bối Tây. Diệp Phàm cười nói. Công ty khai mỏ Thiên Kỳ, ha ha, thật là xin lỗi, chúng tôi không định bán nó đi. Phương Đông Phong cười đắc ý nói. Trong lòng có lẽ là đã hiểu lầm còn cho rằng cái người kia mà Diệp Phàm nói chính là hắn. Người này cầm hợp đồng có lẽ là đã sớm tìm thấy người đầu tư rồi. Sau này có tiền họ Diệp tuyệt đối sẽ không lấy được cổ phần trên danh nghĩa. Còn công ty khai mỏ Thiên Kỳ thực tế là mượn xác một công ty để chuyển nhượng. Ha ha, hiệu quả và lợi nhuận của Thiên Kỳ tốt thế nào? Nghe nói là các vị chuẩn bị bán nó đi, lẽ nào chuyện này không phải sự thực? Diệp Phàm cười nói hắn cũng không vội vàng gì. Ha ha, trước khác nay khác, trước kia là trước kia còn bây giờ là bây giờ. Bây giờ tôi không muốn bán nữa. Trong lòng Phương Đông Phong như uống phải mật vậy, ý quyết không chịu buông tay. Đông Phong, nếu như người kia có thể trả một cái giá thích hợp thì cũng nên suy nghĩ một chút chứ có đúng không? Lưu Tại Tiền ở bên có hơi nôn nóng, ông ta biết tình trạch khai mỏ của Thiên Kỳ. Phương Đông Phong cần thể diện còn ông ta thì không cần. Chú Lưu, chú đừng nói chuyện này nữa, chắc chắn là tôi sẽ không bán đâu. Người kia dù có trả một biển tiền tôi cũng không bán đâu. Phương Đông Phong hừ lạnh nói, hôm nay thế nào cũng phải để thể diện để quay về. Ha ha, Chủ tịch Khắc Lý Lạp Hoa, tập đoàn Mễ Đông của các ông là một tập đoàn khai thác khoáng sản chuyên nghiệp, quy mô lớn hơn tập đoàn Giang Lưu. Tin chắc rằng Chủ tịch Khắc Lý Lạp Hoa sẽ đồng ý hợp tác với người kia có đúng không? Diệp Phàm cười hỏi. Họ Diệp kia, cậu nói móc Đông Phong tôi ở xó nhà có phải không? Phương Đông Phong căm tức. Làm ăn mà, ông không chịu hợp tác thì chúng tôi phải đi tìm người thôi. Cái này thì có quan hệ gì đến xó nhà với chẳng không xó nhà? Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười bình tĩnh, nói với đồng chí Tiểu Phương. Cố vấn Phàm hợp tác sao đây? Khắc Lý Lạp Hoa động lòng chỉ cần có thể kiếm được tiền thì dù là Phương gia hay không phải Phương gia cũng không cần phải để ý. Hơn nữa, tuy Phương gia ông có quyền có thế nhưng cũng không đủ khả năng để đến Thái Lan. Ông bàn giao công ty khai thác khoáng sản cho chúng tôi. Hơn nữa, giá cả phải hợp lý, không được chào giá lên trời. Còn một khi công ty mới này đã tiến vào núi Bối Sơn khai mỏ. Người kia nói, có thể tập đoàn Mễ Đông của các ông sẽ có 10% cổ phần hợp tác. Nhưng, có một điều mà người kia rất kiên quyết. Chính là không hy vọng bên hợp tác lại nhúng tay vào việc khai thác mỏ đồng núi Bối Tây. Các ông cứ chờ chia tiền là được rồi. Năm đầu tiên có thể sẽ thu hồi được 8 phần. Doanh thu của năm thứ 2 sẽ là lợi nhuận. Nhưng vì quặng mỏ phải từ tập đoàn Hoành không chuyển qua đây. Cho nên, phí chuyển nhượng có lẽ sẽ hơi đắt một chút. Nếu các ông giữ 10% cổ phần công ty thì cũng phải chuyển giao 10% chi phí chuyển nhượng. Thêm nữa, người ta còn có một yêu cầu nữa. Đó chính là hy vọng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khắc Lý có thể đi khảo sát. Chuyện mỏ quặng núi Kỳ Sơn Thái Lan mà trước kia tôi đề nghị, bạn của tôi bên đó nắm giữ 30% cổ phần. Còn vấn đề bảo vệ thì sẽ do bạn của tôi bên đó phụ trách. Diệp Phàm nói, Phương Đông Phong ở bên cạnh cười lạnh mà không nói gì. Người đó chuẩn bị tổng đầu tư khai thác vào mỏ quặng Bối Sơn bao nhiêu? Khắc Lý Lạp Hoa hỏi. Khoảng 2 tỷ, các ông đầu tư 200 triệu. Tôi nói là NDT thực ra chắc chắn các ông sẽ không bị chịu thiệt đâu. Ông nhượng bộ 30% cổ phần mỏ quặng Kỳ Sơn chắc chắn sẽ không bị thiệt. Bởi vì, 30% cổ phần mỏ quặng Kỳ Sơn còn không bằng 60% lợi nhuận núi Bối Tây. Chủ tịch Khắc Lý Lạp Hoa đến núi Bối Tây nhưng lại đến đây làm hàng mẫn, chắc là ông đã có sự tính toán rồi. Hơn nữa, mỏ quặng núi Bối Tây mở đã được 10 năm rồi. Sau này tài nguyên sẽ rất dồi dào. Diệp Phàm cười nói, chuyển nhượng phí không biết bên tập đoàn Hoành không nghĩ thế nào. Khắc Lý Lạp Hoa thực sự đã nổi lòng tham rồi. Sơ sơ cũng là con số này. Diệp Phàm giơ bốn ngón tay ra. 400 triệu, quá nhiều.
Bọn họ chỉ là ký tiếp hợp đồng thôi mà. Chỉ là chuyển nhượng cần gì phải lấy 400 triệu chứ? Khắc Lý Lạp Hoa nói. Ha ha, ai cũng biết mỏ quặng núi Bối Tây kiếm được một khoản tiền lớn. Chỉ là quyền khai thác chưa làm được đến mức đó. 400 triệu cũng không phải là nhiều. Nếu tập đoàn Hoành không giống như tập đoàn Hải Đế, có lẽ người ra đã chi ra 600 triệu. Nếu không tin, chúng tôi có thể cung cấp cho tập đoàn Hải Đế một cái tin, hai người bọn họ trong ngày hôm nay sẽ không đến Hoành không được. Tôi sẽ mang hợp đồng chuyển nhượng này chuyển nhượng cho các ông. Diệp Phàm càng khí phách hơn. Có thể ít hơn không, ví dụ như 300 triệu. Khắc Lý Lạp Hoa hỏi. Phần hợp đồng này tôi tin chắc rằng cố vấn Diệp sẽ làm được ở tập đoàn Hoành không. Cho nên, bọn họ chắc chắn sẽ nghe theo lời cậu. Ha ha, đây chính là điểm mấu chốt. Diệp Phàm cười nói. Vậy 400 triệu, cố vấn Diệp, tôi hy vọng trong vòng 2 ngày có thể bàn bạc được với người có liên quan đến tập đoàn Hoành không. Chuyện này xin cố vấn Diệp hãy nói với bọn họ. Về phần người kia cần một công ty con thuộc tập đoàn Mễ Đông của chúng tôi cũng có thể cho được. Chúng tôi sẽ cho người kia sở hữu với giá khoảng 200 triệu. Đến lúc đó, công ty của chúng tôi sẽ không cần các cậu phải bỏ tiền ra, nên dùng công ty hùm vốn cổ cổ phần khai thác mỏ quặng núi Bối Tây. Khắc Lý Lạp Hoa nói. Chủ tịch Khắc Lý Lạp Hoa, các ông cứ như vậy mà đá tập đoàn Giang Lưu của chúng tôi đi sao? Làm người không thể thất đức thế được. Tôi nhắc nhở chủ tịch Khắc Lý Lạp Hoa, người kia rất mánh khóe, y ở Trung Quốc. Hơn nữa, còn việc làm ăn hợp tác tập đoàn Mễ Đông với Trung Quốc chúng tôi, đến lúc đó sẽ dừng. Hừ, Phương Đông Phong Uy bắt đầu uy hiếp nói. Ha ha, công ty của chúng tôi ở Thái Lan. Hơn nữa, công ty hợp tác của chúng tôi ở núi Bối Tây hình như cũng không có liên quan gì nhiều lắm đến Trung Quốc thì phải. Đương nhiên. Nếu giám đốc Phương cứ cương quyết thì mỏ Quảng Kỳ Sơn chúng tôi sẽ không định hợp tác với các ông nữa. Rõ ràng là cổ phần của các công nhượng lại cho cố vấn Diệp. Khắc Lý Lạp Hoa là một lão cáo già, trên gương mặt của Phương Đông Phong như bốc lửa. Chương 3655, đào góc tường. Khắc Lý, anh thực dám làm như thế, Phương Đông Phong tôi liền không cần cổ phần của Kỳ Sơn nữa, có điều, các anh cũng đừng nghĩ đến việc hợp tác thành công. Tin hay không các anh cứ thử xem. Đừng tưởng rằng các anh đi núi Bối Tây là có thể thoát khỏi Trung Quốc. Các anh vẫn phải hợp tác với tập đoàn trong nước đấy. Hơn nữa, tập đoàn Hoành không cũng đừng nghĩ có thể chuyển nhượng quyền lấy quặng cho núi Bối Tây. Phương Đông Phong tôi ngay cả chút năng lực đó cũng không có thì đã sống uổng rồi. Phương Đông Phong tức giận, đập bàn đứng lên nhìn chăm chăm Khắc Lý Lạp Hoa. Tổng Giám đốc Phương, anh có tư cách gì nói như vậy? Phương gia các anh có quyền thế. Thế nhưng quốc gia cũng không phải của Phương gia các anh. Việc này còn cần phải có pháp luật đấy. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Đừng cho là Phương Đông Phong tao là đồ ngốc, họ Diệp kia, mày cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Bên ngoài thì đường hoàng như một quan viên trí công vô tư, kỳ thực chỉ là chó má. Mày có thể giấu tất cả người trong thiên hạ sao? Người đó mà mày nói có phải là chỉ bản thân mày không vậy? Đừng có ra vẻ trước mặt tao. Mày lập công ty ra chính là muốn độc chiếm tiền của núi Bối Tây. Hơn nữa, tập đoàn Hoành không kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy còn có thể lo lắng chết mấy người sao? Thu nhập một năm ổn định khoảng 1 tỷ bọn họ không muốn sao? Vậy chẳng phải tập đoàn Hoành không toàn bộ trở thành kẻ ngốc cả sao? Mày căn bản chính là lợi dụng chức quyền, chắc hẳn đã ép tập đoàn đưa hợp đồng đó cho cái công ty chó má của mày. Đến lúc đó, chỉ cần họ Diệp mày dám làm chuyện này, Phương Đông Phong tao sẽ dám mang chuyện này ra ngoài ánh sáng. Đến lúc đó, hừ. Phương Đông Phong chỉ vào Diệp Phàm giận dữ hét. Bốp một tiếng, Diệp Phàm đập bàn, chỉ thẳng Phương Đông Phong nói. Phương đại thiếu gia, anh thực sự cho mình là một người quan trọng phải không? Diệp Phàm tôi làm việc có trời đất chứng giám, tôi chẳng sợ bất cứ ai điều tra hết. Tập đoàn Hoành không làm sao chứ, chính một tay Diệp Phàm tôi chống đỡ mà ra đó. Phương Đông Phong anh nếu như có khả năng thuyết phục người của tập đoàn Hoành không không chuyển nhượng hợp đồng thì họ Diệp của tôi liền viết ngược. Mẹ kiếp, anh thật sự muốn gây sự với tôi phải không? Rõ ràng là một cái công ty rách nát sắp phá sản mà cứ nắm chặt trong tay không buông, anh đang phân cao thấp với ai chứ? Phương Đông Phong anh đang giận dỗi với tiền đó. Chủ tịch tập đoàn Giang Lưu, chủ tịch cái rắm, tôi thấy anh não hỏng cũng kha khá rồi đấy. Một chủ tịch tập đoàn lớn như vậy. Đầu óc sao lại chẳng chút sáng suốt như thế? Kiếm tiền mới là đạo lý quan trọng nhất trong kinh doanh làm ăn. Mà anh lại lấy lợi ích của công ty mà giận dỗi,
dành thể diện, anh nói xem, anh có phải một chủ tịch đủ tư cách hay không? Diệp Phàm bừng bừng khí thế, cao thủ tiên thiên cường thế ép đến, Phương Đông Phong không ngờ phản xạ có điều kiện lui lại phía sau từng bước, có chút ngây người nhìn Diệp Phàm. Đông Phong, tôi thấy chúng ta chuyển địa bàn khai thác mỏ thiên kỳ cho người đó là được rồi. Có điều, cố vấn Diệp, anh cũng không thể đạt được mục đích rồi mà không buông tha cho người ta phải không nào? Đông Phong không quá đáng như lời anh nói đâu, nếu không, cũng không thể nào nắm một tập đoàn lớn như vậy trong tay. Tập đoàn Giang Lưu không thể so sánh với tập đoàn Hoành Không, vì tập đoàn Giang Lưu là một tập đoàn tư nhân, tập đoàn Hoành Không là của nhà nước. Cố vấn Diệp, nếu như không phải nhờ nhà nước, anh có thể lãnh đạo tập đoàn Hoành Không sao? Cho nên, tôi thấy hai bên vẫn nên ngồi xuống thương lượng cho kỹ. Lưu Tại Tiền nói, không cho. Phương Đông Phong vẫn cố chấp. Cho hay không, tập đoàn khai thác mỏ này của các anh vốn đáng giá 60 triệu. Có điều, hiện tại giá thị trường khác rồi, người đó trả 50 triệu trở xuống. Nếu như cho thì liền lên tiếng, nếu như không cho thì chúng tôi đành chọn hợp tác với tập đoàn Mễ Đông thôi. Diệp Phàm khí thế tăng vọt, bước về phía Phương Đông Phong. Vậy các người có thể cho tập đoàn Giang Lưu chúng tôi bao nhiêu phần trăm cổ phần núi Bối Tây? Không ngờ Phương Đông Phong lại hạ thấp mình hỏi câu này. 10%, giống với tập đoàn Mễ Đông. Diệp Phàm nói. Thống nhất. Phương Đông Phong khuất phục thốt lên hai tiếng. Không lâu sau, Trương Hùng đến. Hai bên ký kết một hiệp định. Bảo Nhi, con chạy ra ngoài làm gì? Liễu Diệp chi mẹ của Đường Bảo Nhi trừng mắt nhìn Đường Bảo Nhi đang rón ra rón rén đi về phía cửa phòng. Con đi ra ngoài hít thở không khí, trong phòng bứt rứt quá. Đường Bảo Nhi nói, em Bảo Nhi chỉ sợ không phải ra ngoài hít thở không khí mà là muốn đến phòng 808 phải không? Tạ Đình có vẻ hơi bất mãn, nói, tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Tạ Đình, anh lo quá nhiều chuyện rồi đó. Đường Bảo Nhi bĩu môi nói, định kéo cửa ra. Quay lại cho mẹ, không được ra ngoài. Liễu Diệp Chi nghiêm sắc mặt. Nếu đã là bạn bè bình thường thì Bảo Nhi muốn đi cứ để nó đi một chút, đi nhanh về nhanh. Ông nội cho con thời gian 10 phút. Không ngờ Đường lão gia tử lại nói như vậy, Liễu Diệp Chi tuy rằng không muốn để Đường Bảo Nhi đi nhưng lão gia tử đã lên tiếng cô cũng không dám nói gì nữa. Đường lão gia tử là quyền uy tuyệt đối của Đường gia, cho dù hiện tại đã lui về làm cán bộ tuyến 2 nhưng vẫn có quyền uy. Có điều, đối với biểu hiện của Đường lão gia tử Liễu Diệp Chi lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Đường lão gia tử, con đi cùng em Bảo Nhi, ông chủ Kim Đô dường như không có ý tốt. Con lo em Bảo Nhi ra ngoài bị người ta ăn hiếp. Tạ Đình nói. Ai cần anh đi cùng, tôi đi một mình. Hơn nữa, đúng là buồn cười. Kim Đô này là khách sạn 5 sao đó, từ lúc nào mà khách sạn 5 sao bị anh nói thành ổ thổ phỉ rồi. Đường Bảo Nhi hừ nói. Để Tạ Đình đi cùng cũng tốt, Kim Đô này cũng có chút loạn, ông tổng giám đốc cổ kia mẹ thấy cũng không vừa mắt. Liễu Diệp Chi nói, lần này Đường lão gia tử lại không nói gì nữa. Mẹ à! Mình con đi rất an toàn, sợ cái gì chứ? Chạy khắp Bắc Kinh còn không sợ lại sợ xảy ra chuyện trong khách sạn 5 sao sao? Đường Bảo Nhi nhăn nhó nói, đương nhiên không muốn Tạ Đình đi theo. Trên thực tế Đường Bảo Nhi là muốn tránh khỏi Tạ Đình. Nếu không để Tạ Đình đi cùng thì con cũng đừng đi nữa, đây là điều kiện. Liễu Diệp Chi hừ lạnh nói. Đường Bảo Nhi hết cách, đành phải hung hăng lườm Tạ Đình một cái mới mở cửa mà đi. Tạ Đình vội vàng dẫn theo hai người đàn ông lực lưỡng đi theo. Lúc gõ cửa phòng 808 Tạ Đình lập tức ngây người, buột miệng hỏi. Hai người các ngươi tại sao lại ở cùng nhau? Hai người chúng tôi sao lại không thể ở cùng nhau? Ăn bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ cũng thành vấn đề với tứ thiếu gia Tạ gia? Phương Đông Phong đang buồn bực, Tạ Đình vừa vặn đúng ra chịu trận, tất nhiên không hòa nhã mà lầm bầm. Phương Đông Phong, ta thấy ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ngươi cho là bản thân ngươi giống người đấy à? Tạ Đình tức giận, đương nhiên, tên này không biết Phương Đông Phong là người đứng sau đích thực, chỉ biết tên này có tiền mà thôi. Ngươi thì là cái thứ gì, Tạ Đình, chẳng nể mặt ai, cũng không biết xấu hổ. Ngươi thực sự cho rằng Tạ gia ở thủ đô có thể một tay che trời chắc. Không phải Phương Đông Phong ta khinh thường ngươi, Tạ gia các người nhiều nhất chỉ là gia tộc cỡ vừa thôi. Một đám người các ngươi dàn hàng trước mặt ta làm cái gì? Phòng này là phòng ông đây đặt, bản công tử không hoan nghênh đám rác rưởi các ngươi. Cút đi cho ta. Phương Đông Phong giận dữ. Tên này đem toàn bộ cơn tức Diệp Phàm mang đến vừa rồi ném về phía Tạ Đình.
Đương nhiên, Phương Đông Phong cũng chẳng sợ Tạ Đình, người đứng sau của Tạ gia vẫn còn kém Phương gia nhiều lắm. Phương Đông Phong, ngươi cho là ngươi giỏi lắm đấy hả? Chẳng qua chỉ mở được cái công ty rách, kiêu ngạo cái rắm. Tạ Đình tức giận, giọng nói cũng run rẩy. Sao nào, chẳng lẽ Tạ Đình ngươi còn muốn phá cả tập đoàn Giang Lưu của bọn ta sao? Không bằng chó má. Đừng nói đến phá tập đoàn Giang Lưu, cho dù có là Kim Đô ngươi cũng chẳng phá nổi. Bắc Kinh lớn như vậy, đừng để bị đụng đến vỡ đầu máu chảy cũng không biết vì sao. Phương Đông Phong châm chọc nói. Sau đó lại ném cục tức lên đám người Diệp Phàm, tên này đúng là hay nói năng linh tinh. Tạ Đình ta nói rồi, Kim Đô trong vòng một tháng nhất định sẽ bị xóa tên. Còn về công ty rách nát của tập đoàn Giang Lưu các ngươi, trong 3 tháng sẽ bị giải quyết gọn. Đây chính là điều Tạ Tứ Thiếu gia ta nói, nếu không làm được họ của ta sẽ viết ngược. Tạ Đình tức giận, hơn nữa, trước mặt Đường Bảo Nhi tuyệt đối không thể để thua thể diện. Phải biểu hiện ra khí khái anh hùng mới có thể lấy được trái tim của mỹ nhân. Còn nữa, anh tên là Diệp Phàm phải không, tôi sẽ nhớ kỹ anh. Ha ha ha, nhớ thì nhớ, làm gì phải tức giận thế. Có điều, cậu nhớ kỹ rồi chẳng lẽ cũng muốn phá cả Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm vẻ mặt khinh thường, cười. Phó Chủ tịch tỉnh Thiên Vân phải không? Không tồi không tồi, địa vị cao đấy. Có điều, một khi rớt khỏi vị trí Phó Chủ tịch tỉnh này thì anh cũng chẳng là cái thá gì nữa. Tạ Đình cười lạnh nói. Ồ! Tạ Tứ Thiếu gia đã kéo Bộ trưởng Kiều xuống khỏi vị trí rồi phải không, lợi hại thật. Đường Thành ha ha cười gượng. Bảo Nhi, lại đây, uống với ông anh này mấy chén nào. Diệp Phàm rất ngang ngược gõ gõ ngón tay. Không được qua đó. Tạ Đình lạnh lùng nhìn Đường Bảo Nhi chằm chằm. Hi hi, Tạ Đình, anh là gì của Đường Bảo Nhi tôi chứ? Tôi thích đi đâu thì liên quan gì đến anh? Đường Bảo Nhi cười, đi về phía Diệp Phàm. Có điều... Bị Tạ Đình kéo lại. Buông cái móng heo của ngươi ra. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Ngươi con mẹ nó dám mắng ông à, ngươi chán sống rồi phải không? Tạ Lương, đánh cho ta, đánh tàn phế ta chịu trách nhiệm. Tạ Đình lửa giận bốc lên đầu, ngón tay chỉ về phía Diệp Phàm. Xoẹt! Chuyện quỷ dị đã xảy ra, có lẽ là Tạ Đình nhào tới quá gấp. Không ngờ đứng không vững cả người ngã nhào về phía cái bàn. Lập tức, một tiếng rầm vang lên. Thức ăn bát đĩa và rượu đều bị y đẩy hết xuống sàn, hơn nữa, cũng dính đầy lên người tên này. Còn Đường Thành giả bộ đứng lên tránh né, chân không cẩn thận nâng lên khiến cả cái bàn bị nghiêng đi. Còn đè lên người Tạ Đình, lập tức, âm thanh loảng xoảng vang lên. Cả cái bàn lớn bị nghiêng lật nhào, còn Tạ Đình ngay lúc đó liền ngã lăn xuống đất, bát đĩa đồ ăn canh rượu đổ hết lên người y. Xui xẻo quá, bộ đồ mấy trăm đồng thế là tiêu rồi. Diệp Phàm đã né sang một bên từ lâu, phủi phủi mấy giọt rượu bắn lên người. Tạ Đình, người muốn đánh nhau phải không? Phương Đông Phong hôm nay lại làm chủ bữa tiệc, nhưng lại tức đến không chỗ xả ra, thể diện đã mất sạch, không ngờ lại có người chạy đến chịu trận. Bởi vì Phương Đông Phong cho rằng Tạ Đình lúc đầu nhào lên bàn nhất định là cố ý. Tên này vừa nãy đứng bên cạnh Tạ Đình, liền nhấc chân đá một cái thật mạnh lên lưng Tạ Đình. Lúc muốn đá cái thứ hai thì bị Lưu Tại Tiền ôm lấy nên mới không đá được. Mà hai tên vệ sĩ đi theo Tạ Đình vừa thấy lập tức vọt lên muốn động thủ, thế nhưng, Đường Thành lại khoanh tay đứng trước mặt hai tên này, lạnh lùng nhìn bọn chúng chăm chăm. Hai tên này thấy vậy, lập tức nhào lên, kết quả tất nhiên là rầm rầm mấy tiếng, hai tên này bị Đường Thành đẩy ngược lại trực tiếp ném ra hành lang bên ngoài cửa. Chương 3656, mắt thần của Đường Lão gia. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đường Bảo Nhi cuống đến mức suýt khóc. Ném ra ngoài. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Đường Thành xoay người xách Tạ Đình thê thảm từ đầu đến chân ném ra ngoài cửa. Hai tên vệ sĩ dìu Tạ Đình tập tễnh chạy mất. Đường Bảo Nhi thấy đã gây rắc rối, sợ tới mức vội vã chạy về. Phục vụ, mau quét dọn đi, tôi phải tiếp tục uống rượu. Phương Đông Phong gọi, không lâu sau, phục vụ đi vào dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Ha ha, Tổng Giám Đốc Phương không sợ Tạ Đình dẫn người đến gây phiền toái sao? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Ông đây còn chưa đi tìm nó đã là may cho nó lắm rồi, nó còn dám đến đây nữa ông đánh gãy chân nó. Tạ Tứ Thiếu gia gia phải không? Phương Đông Phong tức giận nói, quay đầu liếc nhìn Diệp Phàm, đột nhiên cười nói. Mà cố vấn Diệp Anh là bạn hợp tác làm ăn của chúng tôi. Anh phải cẩn thận một chút, vị Tứ Thiếu gia kia tuy rằng chẳng ra gì.
nhưng gia tộc của bọn họ có rất nhiều bạn bè trên giang hồ. Hơn nữa, lại là quan lớn trong chính phủ. Đến lúc đó, ha ha. Ha ha, điều này không cần Phương đại thiếu gia phải lo. Chính anh mới phải cẩn thận một chút đó. Diệp Phàm lạnh nhạt cười không mắc lừa, lại khiến Phương đại thiếu gia có chút buồn bực. Thầm nghĩ, không biết tên này mạnh miệng nói thế hay thực sự có thực lực. Bảo Nhi, Tạ Đình sao vẫn chưa trở lại? Đường Bảo Nhi chột dạ, vừa mở cửa phòng liền nghe thấy mẹ mình Liễu Diệp Chi hỏi. Sao con biết được, anh ta đi cùng con, sau rồi tự mình đi trước? Đường Bảo Nhi lè lưỡi, nói, thầm nghĩ, Tạ Đình sẽ không đi kiếm người đến đánh Diệp Phàm đó chứ. Trong lòng có chút sợ hãi vội vàng chạy đi gọi điện cho Tuyết Hồng, nhắc cô gọi điện nhắc nhở Diệp Phàm một chút. Ai ngờ Tuyết Hồng vừa nghe liền cười khanh khách nói. Không sao, không sao, đánh chết một người thì bớt một người. Con danh này nói gì thế, đúng là đồ vô tâm. Tôi đang lo lắng cho anh của cô đó. Đường Bảo Nhi nóng nảy. Hi hi, Bảo Nhi, cô để ý anh tôi rồi phải không? Có điều, tôi phải nói rõ với cô một chuyện. Anh tôi đã có vợ rồi, con cũng có rồi. Cô đừng nghĩ đến anh ấy nữa. Đương nhiên, làm vợ bé cũng được, cô có muốn không? Không ngờ Tuyết Hồng lại nói như thế. Con danh chết tiệt, tôi để ý anh cô lúc nào? Hôm nay chẳng qua chỉ lấy anh ta làm tấm chắn một chút. Tạ Đình kia đáng ghét chết đi được, cả ngày cứ bám lấy tôi. Đường Bảo Nhi nói đến đây thì đỏ mặt. Chính là cái tên một tuần tặng 999 đóa hoa hả? Tuyết Hồng hỏi. Biết rồi còn hỏi, cô bảo có đáng ghét không? Đường Bảo Nhi lầm bầm nói. Bề ngoài rất đẹp trai mà, nghe nói nhà y vừa có quyền vừa có thế, đúng là khéo, môn đăng hộ đối rồi. Tuyết Hồng cười nói. Không đùa với cô nữa, con danh chết tiệt kia, mau gọi điện cho anh cô đi. Đường Bảo Nhi đỏ mặt vội gác điện thoại. Vừa mới ngồi vào trong xe, Đường lão gia tử ngước mắt nhìn, hỏi. Bảo Nhi, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Làm gì có ạ, vẫn bình thường mà. Đường Bảo Nhi có chút kích động, đối với đôi mắt sắc bén của Đường lão gia tử, Đường Bảo Nhi vừa nhìn thấy đã cảm thấy sợ sệt. Từ lúc nào mà Bảo Nhi nhà ta biết nói dối trước mặt ông nội thế? Đường lão gia tử nhíu mày. Thực sự không có chuyện gì mà, Tạ Đình qua đó quá kiêu ngạo. Kết quả lúc nhào vào Diệp Phàm đứng không vững cuối cùng làm cả cái bàn to của người ta đổ ụp xuống sàn. Khiến cho cả người toàn là rượu và thức ăn, người chủ bữa tiệc chính là Phương Đông Phong bị chọc cho tức giận, bởi vì nước canh đồ ăn đều bắn hết lên người ông khách đến từ Thái Lan của người ta. Phương Đông Phong tiến lên đá Tạ Đình một cước, kết quả hai tên vệ sĩ của Tạ gia lao lên muốn đánh người. Kết quả bị Đường Thành một phát ném ra hành lang. Sau đó Diệp Phàm bảo bọn họ cút đi. Tạ Đình bị người ta ném ra ngoài cửa, anh ta có lẽ cảm thấy không còn mặt mũi đi gặp mọi người thôi. Có thể muốn trở về thay quần áo, cho nên đi rồi. Đường Bảo Nhi thành thật nói, cô không dám lừa gạt lão gia tử. Tạ Đình bị đánh sao? Bị đánh như thế nào? Liễu Diệp Chi lại cuống cả lên. Chẳng thế nào cả, tự mình ngã xuống cuối cùng chỉ là bị Phương Đông Phong đá một cái mà thôi. Không có vấn đề gì lớn cả. Đường Bảo Nhi cố gắng giảm nhẹ tình tiết. Đứa nhỏ này, sao không nói sớm? Bằng không chúng ta đã đi xem Tạ Đình thế nào rồi. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng biết Mai Phương sẽ trách móc mẹ thế nào nữa. Tạ Đình chính là cục cưng của Tạ gia đó. Liễu Diệp Chi nói, nhưng Mai Phương là mẹ của Tạ Đình. Lúc các con đi vào Phương Đông Phong và Diệp Phàm có phải đã tranh đấu với nhau không? Ví dụ như, đấu võ mồm. Đường lão gia tử lại hỏi. Đúng là có tranh cãi vài câu, Tạ Đình vừa đi vào liền cãi nhau với Phương Đông Phong. Còn uy hiếp sẽ phá tập đoàn Giang Lưu công ty của Phương Đông Phong. Sau lại lời qua tiếng lại với Diệp Phàm, kết quả còn kêu Diệp Phàm cẩn thận một chút, vị trí phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân mất rồi thì sẽ thế này thế kia. Kết quả lại không cho con qua đó mời rượu, cuối cùng nhào qua một cái liền ngã. Đường Bảo Nhi nói, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là mồm miệng nhiều khi hơi quá đáng một chút. Có điều. Diệp Phàm và Phương Đông Phong hẳn cũng có khiêu khích nó phải không? Bằng không, Tạ Đình sẽ không làm như thế. Hơn nữa, mẹ thấy Diệp Phàm đó và Phương Đông Phong đều là hạng người kiêu ngạo. Giọng điệu đó đúng là trẻ tuổi mà kiêu ngạo, để Tạ Đình giáo huấn bọn họ một chút cũng tốt. Liễu Diệp Chi nói, giáo huấn, không dễ thế đâu. Đường lão gia tử hừ một tiếng. Diệp Phàm không phải chỉ là phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân sao, một phó chủ tịch tỉnh không thường vụ.
Tạ gia nói thế nào cũng là quan lớn cấp bộ trưởng. Hơn nữa, phía trên trong họ Hàng xa còn có cán bộ cấp phó quốc. Không những thế, tiền tài của Tạ gia cũng không ít, gia sản đến tỷ mấy mà. Muốn bãi chức một phó chủ tịch tỉnh cũng chẳng phải việc gì khó. Về phần tập đoàn Giang Lưu lại càng dễ giải quyết hơn. Con đang lo đứa nhỏ này nghĩ không thông, lúc đó lại ra tay quá đáng một chút, cho nên nói giáo huấn nho nhỏ hai vị đó một chút là được rồi. Liễu Diệp Chi nói, con đó, Tạ gia có gia sản, vậy Diệp Phàm người ta không có sao. Con cũng xem chức vụ hắn thế nào, phó chủ tịch tỉnh sao, đã không phải từ lâu rồi. Đường lão gia tử hừ nói, không phải phó chủ tịch tỉnh vậy là. Liễu Diệp Chi cũng sửng sốt. Cố vấn quân sự của Đường, phó bộ trưởng Bộ Công an, hưởng đãi ngộ cấp bộ trưởng, còn nữa, quân hàm trung tướng, cùng cấp bậc với Đông Đô con trai cả của Đường lão gia tử, cha của Đường Bảo Nhi. Chức vụ hắn cao thế nào, Diệp Chi, con chẳng lẽ không nhìn ra sao? Đường lão gia tử tiết lộ. Không xong rồi, không xong rồi. Liễu Diệp Chi sửng sốt, sắc mặt tối sầm, thật lâu sau mới nói. Hay là nhắc nhở Tạ Đình đừng làm quá, đến lúc đó liên lụy đến nhà mình thì phiền toái rồi. Con cho là Tạ gia sẽ không đi điều tra sao? Thân phận của Diệp Phàm điều tra một cái liền rõ ràng. Việc này con không cần lo, cứ để mặc bọn họ. Đường lão gia tử lắc lắc đầu. Chỉ sợ đến lúc đó lưỡng bại câu thường, nhà chúng ta còn phải kết thông gia với Tạ gia mà. Liễu Diệp Chi nói. Kết thông gia cái gì, đánh chết con cũng không lấy cái loại người như Tạ Đình. Đường Bảo Nhi ở bên cạnh lẩm bẩm. Việc này tạm gác một bên đã. Đường lão gia tử phất phất tay. Vẫn là ông nội tốt. Đường Bảo Nhi cười khanh khách. Cái con danh chết tiệt kia. Liễu Diệp Chi cười khổ một tiếng. Anh Diệp, vừa rồi Tạ Đình nhào qua là do anh dở trò hả? Vừa vào ô tô, Đường Thành ha ha cười khan như con vịt già. Ha ha, thằng nhãi đó đáng đánh mà. Nhưng mà cái bàn bị lật là chuyện tốt do cậu làm đó nha. Diệp Phàm cười nói. Chúng ta giống nhau mà thôi, đúng vậy, thằng nhãi kia đúng là đáng đánh. Nhưng mà tình trạng thê thảm của Tạ Đình hôm nay tuy rằng không bị thương nặng thế nhưng mất hết thể diện. Chúng ta còn phải trở về điều tra Tạ gia một chút. Phải đề phòng, cẩn thận mới tốt mà. Đường Thành nói. Ừ, điều tra là cần thiết. Có điều, chắc chắn Tạ gia cũng sẽ điều tra chúng ta. Thân phận của cậu không dễ tra, của tôi thì điều tra một chút là biết hết. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha, dựa bóng đại thụ có lợi thật. Đường Thành cười nói. Kha kha, dựa bóng đại thụ không có lợi đâu. Nếu Tạ Đình tra ra thân phận của tôi có khi không dám động đến tôi. Đến lúc đó, tôm tép như cậu lại bị người ta giải quyết đấy. Khi đó, thằng danh cậu cứ đợi tiếp chiêu đi. Diệp Phàm cười khan nói. Tôi lại thích chơi trò này, đùa giỡn một chút cũng tốt. Có điều, nếu như Tạ Đình dám động đến Phương Đông Phong thì có trò hay để xem rồi. Đến lúc đó, ba bên chúng ta cùng bắt tay dìm chết Tạ gia bọn họ. Đường Thành lầm bầm nói. Không lâu sau lại nhận được điện thoại của tướng quân Tây Môn Đông Hồng Tư lệnh quân khu Việt Châu, cười hỏi. Tướng quân Diệp, nghe nói sân huấn luyện của Liệp Báo các anh chuẩn bị cho thuê phải không? Cho thuê, ý gì vậy tướng quân Tây Môn? Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Đừng gạt tôi, không phải nghe nói chuẩn bị mở rộng sân huấn luyện Liệp Báo sao? Về sau sẽ càng phục vụ nhiều cho quân đội nhân dân phải không? Tây Môn Đông Hồng nói. Ha ha, tin tức này truyền ra mau thật đấy. Đúng là có ý này, sáng sớm ngày mai tôi và tướng quân kế cùng xuống khảo sát thực địa một chút. Một thời gian sau sẽ vạch ra một kế hoạch đại khái. Đương nhiên, nếu tướng quân Tây Môn có thể góp chút vốn sau này chúng tôi có thể suy xét dành cho quân khu các anh một phần thời gian để huấn luyện. Diệp Phàm cười nói. Tôi thấy anh đúng là quỷ hút máu mà. Tướng quân Tây Môn Đông Hồng tức giận nói. Sao lại có thể nói vậy chứ? Anh xem, kế hoạch mở rộng sân huấn luyện Liệp Báo phải mất đến mấy tỷ. Tiền này từ đâu mà có, tổ chúng tôi lại không thể cho thuê kiếm tiền phải không? Nếu như anh em quân đội có thể quyên góp một chút thì dễ làm hơn nhiều rồi. Và lại, tướng quân Tây Môn cũng từ tổ mà ra. Cống hiến cho tổ một chút cũng là chuyện nên làm phải không nào? Diệp Phàm nói. Ha ha, mấy lời ngụy biện này của anh vẫn thế. Có điều, trước tiên chúc mừng anh thăng chức nhé. Nếu như các anh có thể sắp xếp cho chúng tôi mỗi năm huấn luyện một tháng, lại giúp chúng tôi huấn luyện một nhóm huấn luyện viên thì chúng tôi cũng không phải không thể xem xét việc quyên góp. Tây Môn Đông Hồng bày tỏ ý giúp đỡ. Một tháng,
quá dài rồi. Sân huấn luyện của chúng tôi dù sao cũng phải phục vụ cho bộ đội của mình chứ. Diệp Phàm nói. Vậy thì 20 ngày, quyết định thế đi. Mỗi năm lại giúp chúng tôi huấn luyện 20 huấn luyện viên, thế nào? Tây Môn Đông Hồng nói. Tôi nói này tướng quân Tây Môn, đào tạo huấn luyện viên không phải chuyện dễ dàng đâu. Không đào tạo một năm thì khó thành lắm. Thế này nhé, số suất ít đi một chút, mỗi năm đào tạo 8 người. Diệp Phàm nói. Chương 3657, lối kinh doanh của hai tướng quân. 10 người, bất một người cũng không được. Hơn nữa, cũng phải nể tình tôi từng cống hiến cho tổ mà thêm hai người chứ, phải không nào? Tây Môn Đông Hồng nói, hai tướng quân không ngờ lại cò kè mặc cả như hai người làm ăn, thật đúng là trò cười. Thống nhất, có điều, các anh quyên tặng bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. 50 triệu. Tây Môn Đông Hồng nói. Ha ha. Đúng là số tiền lớn nha, 50 triệu, lời này lại có thể thốt ra từ miệng đại tướng quân Tây Môn. Anh cho chúng tôi là ăn mày à? Diệp Phàm châm chọc cười nói. Kha kha, hơi ít một chút, có điều, quân khu chúng tôi cũng không giàu có gì, anh xem, quân cảng bên đó không phải đang xây dựng sao, còn nữa. Tướng quân Tây Môn nói. Đó là chuyện của quân khu các anh, nói những điều này với tôi cũng vô dụng. Tôi chỉ quan tâm đến tiền. Ít hơn 200 triệu thì chuyện này không cần bàn nữa. Diệp Phàm độc địa nói. Tôi thấy cậu còn dã man hơn cả đám địa chủ, thực sự coi quân khu chúng tôi là tầng lớp có thể bóc lột phải không? Quân khu chúng tôi không phải ngân hàng, không có nhiều tiền đến thế. Tây Môn Đông Hồng lời lẽ nặng nề. Ha ha, quân khu các anh nhiều tiền là khác, kinh phí cấp xuống hàng năm cũng phải hơn mấy chục tỷ. Chút tiền còn con ấy có đáng là bao? Diệp Phàm cười khan nói. Mấy chục tỷ là thật, nhưng chúng tôi là quân khu lớn mà. Hơn nữa số tiền lớn như vậy, cho dù là mấy chục tỷ cũng không thể chi nổi đâu. Tây Môn Đông Hồng nói. Các anh mấy chục tỷ cũng không thể chi, vậy chúng tôi một năm kinh phí không đến 2 tỷ, việc mở rộng sân huấn luyện Liệp Báo năm nay dự tính tốn 3 tỷ thì sao, anh nói xem, chúng tôi lấy đâu ra tiền. Diệp Phàm nói. 150 triệu, Tây Môn Đông Hồng tôi cũng là từ tổ mà ra. Coi như cống hiến thêm cho tổ vậy. Tây Môn Đông Hồng như thể đau lòng đến mức cắn răng ở đầu kia điện thoại. Ha ha ha, thống nhất thế nhé. Thế này nhé, chẳng bằng các anh dành cơ hội trước, thế nào? Diệp Phàm nói. Nghĩa là sao? Tây Môn Đông Hồng hỏi. Báo cáo đề nghị của chúng tôi đã được cấp trên phê chuẩn rồi, chỉ có 500 triệu làm vốn khởi động ban đầu. Số tiền đó có lẽ ngày mai ngày kia sẽ được gửi về phòng tài chính. Mà tôi và tướng quân kế sáng sớm ngày mai đến Vịnh Lam Nguyệt chính là mang đội đi khảo sát chuyện này. Nếu tướng quân Tây Môn có thành ý thì sáng sớm mai đi cùng chúng tôi. Chúng ta có thể ký hợp đồng chính thức ở Tổng bộ Liệp Báo. Việc này một khi được tiết lộ có lẽ các quân khu khác cũng sẽ cho người đến. Vậy chẳng phải mấy quân khu lớn các anh sẽ cạnh tranh rất kịch liệt sao? Cho nên, dành cơ hội trước rất quan trọng phải không nào? Diệp Phàm nói. Được, vậy cứ thế đi. Ngày mai tôi bay trực tiếp từ Việt Châu sang Thủy Châu. Anh đợi ở Thủy Châu, chúng ta sẽ cùng đến đảo Lam Nguyệt. Tây Môn Đông Hồng cũng muốn giành lấy cơ hội trước, hơn nữa, trước khi các quân khu khác còn chưa hành động đã giành được cơ hội, ký kết hợp đồng trước, viết một số điều khoản vào là có thể kiếm được nhiều lợi ích. Diệp Phàm tất nhiên đắc ý cười thầm trong lòng, thầm nghĩ, tướng quân Tây Môn anh không mời mà đến. Đến lúc đó liền cùng đi nhậm chức với đồng chí Kiều Thế Hảo nhé. Diệp Phàm gọi điện cho Cung Khai Hà, cười nói. Tổ trưởng Cung, tướng quân Tây Môn mang tiền đến rồi. Đúng là chuyện tốt, nhưng mà, chắc hẳn cậu còn kế hoạch lớn hơn nữa phải không? Cung Khai Hà cười hỏi. Đúng vậy, chuyện của tướng quân Tây Môn đã nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ, chúng ta hãy tuyên truyền việc này rầm rộ một chút. Đến lúc đó, không chừng còn có Tây Môn thứ hai, Tây Môn thứ ba đến tận cửa. Nếu như ngoài các quân khu lớn còn thêm các đội ngũ hải quân, không quân, pháo binh, cũng đưa tiền đến, ha ha ha, mỗi bên 200 triệu, là đã được 2 tỷ rồi. Cộng thêm đơn đề nghị của quân khu lĩnh Nam, lại thêm 500 triệu do Ủy ban Chính trị rót vào nữa. Ha ha ha, chúng ta năm nay thu hoạch lớn rồi. Có tiền cũng dễ làm việc hơn, tốc độ hoàn thành cũng nhanh hơn, có lẽ chỉ nửa năm là có thể hoàn thành việc lắp đặt những công trình mấu chốt của sân huấn luyện Liệp Báo rồi. Tranh thủ khai giảng vào tháng 9 năm nay chính thức treo biển thành lập căn cứ đào tạo nhân tài của chúng ta. Đương nhiên, chuyện đào tạo nhân tài y là bí mật.
Còn về việc tuyển sinh lính mới không lâu nữa cũng sẽ triển khai. Chúng ta phải nắm chặt tình hình, đến lúc đó mà sân tập làm rồi lại không có ai ra vào thì lãng phí lắm. Diệp Phàm ha ha cười nói. Ý tưởng này hay lắm, nhưng mà có một vấn đề. Nếu mấy quân khu lớn lại thêm hải quân, không quân, pháo binh và cảnh sát vũ trang đều chịu bỏ tiền. Chỉ sợ đến lúc đó cậu không sắp xếp được thời gian. Sân tập chỉ có một, cậu nếu như làm vậy thì quanh năm phải cho bên ngoài thuê suốt còn gì. Vậy thì nhân viên của chúng ta sắp xếp thế nào? Còn nữa, bí mật công tác thì sao? Cung Khai Hà nói. Không những thế, có lẽ cũng có đồng chí sẽ nói chúng ta nhân cơ hội vơ vét của cải. Việc này tôi sẽ xem xét, ví dụ như, trường huấn luyện của chúng ta sẽ vạch ra một khu vực cấm, không để nhân viên của bất kỳ quân đội nào tiến vào. Còn nhân viên của chúng ta kỳ thực có thể luyện tập cùng quân đội bình thường. Chỉ cần sắp xếp một cách hợp lý, chuyện đó sẽ chẳng thành vấn đề. Hơn nữa, sân huấn luyện của Liệp Báo rất lớn. Sau khi mở rộng sẽ còn lớn hơn nữa. Có thể cùng lúc chứa 200.300 người cùng huấn luyện không thường quy. Ví dụ như, có thể đồng thời để một số đồng chí của hai quân khu vào huấn luyện, cứ như vậy sẽ không làm lỡ việc huấn luyện của chúng ta, phải không nào? Mà về vấn đề số lượng người ngoài huấn luyện chúng ta cần khống chế một cách nghiêm khắc. Không thể để mấy trăm người bọn họ đều đi vào. Nhiều nhất không thể vượt qua 50 người. Cứ như vậy sau khi hình thành vòng tuần hoàn rồi sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Còn về phần nói xấu thì nhất định sẽ có người nói rồi. Chúng ta chỉ cần sẵn sàng nghe lời đồn là được. Thời đại này làm việc là phải nghe lời đồn mà. Diệp Phàm nói. Ừ, biện pháp này cũng không tệ. Là cách gom vốn nhanh nhất rồi. Đối với sự thật về kinh phí của tổ ta, đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà, việc này không nhỏ đâu, vẫn cần ngồi lại thảo luận một chút mới quyết định được. Về phần tướng quân Tây Môn bên đó thì thôi, cậu đồng ý rồi thì cứ làm vậy đi. Dù sao anh ta cũng là người cũ trong tổ ta, làm chút chuyện ngoại lệ cho quân khu bọn họ cũng coi như bồi thường cho anh ta. Cung Khai Hà nói. Sáng sớm hôm sau, Kế Vĩnh Viễn và Diệp Phàm mang theo một đám chuyên gia về quy hoạch công trình quân sự bay thẳng đến Thủy Châu. Còn thủ trưởng Liệp Báo Trịnh Phương đã phái hơn 10 chiếc xe chờ tại cửa hành lang đặc biệt của sân bay. Diệp Phàm vừa đến không lâu Tây Môn Đông Hồng cũng mang theo vài vị đồng chí đến sân bay hội hợp cùng Diệp Phàm, không lâu sau, Lang Phá Thiên, Tề Thiên, Trương Cường và Đới Thành đều đã đến. Bởi vì còn muốn đợi người, cho nên Diệp Phàm đến tìm lãnh đạo sân bay, yêu cầu thuê riêng một phòng nghỉ VIP để nghỉ ngơi một chút. Lãnh đạo sân bay không nói hai lời lập tức đồng ý, đích thân dẫn đám người Diệp Phàm vào phòng nghỉ VIP của khách sạn sân bay. Không những thế, ngay cả cơm trưa cũng đã chuẩn bị chu đáo. Bảo vệ sân bay lập tức trở nên khẩn trương, bởi vì, nhiều tướng quân đến đây như vậy, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn. Không lâu sau, Phó Tư lệnh số 1 quân khu lĩnh Nam Lôi Thiết Đông mang theo một số nhân viên công tác cũng đã đến sân bay. Bên cuối cùng đến là lãnh đạo có liên quan của phòng nhân sự ủy ban quân giới. Đoàn người sau khi ăn cơm trưa liền thong thả bay thẳng đến căn cứ đảo Lam Nguyệt. Vừa đi qua hầm căn cứ thì xe ngừng lại, bởi vì, Mai Trường Phong tư lệnh của căn cứ đảo Lam Nguyệt người này phải sửa lại một chút, lúc trước viết là Lâm Hoành kỳ thực là, anh ta đã được điều đi rồi, hiện tại là Mai Trường Phong đã dẫn theo Trịnh Phương và các quân quan tướng quân cấp đại tá trở lên đợi ở cửa đã lâu. Vốn tư lệnh Mai nói là muốn đến sân bay nghênh đón, có điều, lo cho vấn đề giữ bí mật, Diệp Phàm đề nghị tốt nhất là không nên qua. Mai Trường Phong là tư lệnh của căn cứ đảo Lam Nguyệt, tất nhiên biết được việc bổ nhiệm của Diệp Phàm. Bởi vì, Mai Trường Phong cũng biết về tổ 8 trung tâm, đối với sự thay đổi chức vụ của Diệp Phàm ở tổ A, Mai Trường Phong cũng thầm giật mình. Không ngờ tên này quá may mắn, cư nhiên lập tức lên tới vị trí nhân vật số 2 của tổ A. Đương nhiên, chức bí thư đảng ủy của đường không tính làm gì, hắn căn bản không quan tâm đến sự vụ cụ thể của tổ A. Ngoại trừ việc điều động nhân sự các nhân vật chủ chốt và sự việc trọng đại trong tổ, cho nên hắn cũng chỉ là đeo cái danh mà thôi. Mai Trường Phong cũng biết, so sánh với vị trí này của Diệp Phàm, bản thân mình vẫn kém một bậc. Cho nên, tuy trong lòng có ghen tị, nhưng tư lệnh Mai đối với việc Diệp Phàm đến đây vẫn rất đúng giờ và nhiệt tình. Dù gì thì hai người cũng là chỗ quen biết đã lâu. Con trai Mai Thiên Kiệt của mình còn là đồ đệ của Diệp Phàm nữa mà, Diệp Phàm có thể thăng chức bản thân mình không chừng cũng có thể nhờ vả. Đương nhiên, hiện tại Diệp Phàm không có khả năng trợ giúp Mai Trường Phong. Thế nhưng, hiện tại không có khả năng không đồng nghĩa với việc sau này không có khả năng.
Đà thăng tiến của Diệp Phàm khiến người ta phải kinh ngạc, về sau nhất định sẽ trở thành đại tướng chủ trì một phương. Tiềm năng thăng tiến cao như vậy Mai Trường Phong đương nhiên sẽ không dám tiếp đón không chu đáo. Có điều, khi nhìn thấy Tây Môn Đông Hồng từ Việt Châu với một đám các tướng quân cùng đến, Mai Trường Phong cũng khẽ sửng sốt một chút. Trong lòng thầm than thở vị phó bộ trưởng số 1 ở Tổng cục Hậu cần của Kiều Gia Đại viện kia quả nhiên vẫn còn có chút bản lĩnh. Đương nhiên, Mai Trường Phong không biết được kỳ thực tất cả những việc này đều là kết quả Diệp Phàm bày trò phía sau. Đồng chí của Ủy ban quân giới tuy rằng là một đại tá, tên La Thành Khải, là phó phòng nhân sự. Nhưng người ta hôm nay đại diện cho Ủy ban quân giới xuống tuyên bố việc bổ nhiệm người mới, cho nên, ông ta mới là nhân vật chính hôm nay. Chẳng qua cái danh của Diệp Phàm cũng không kém, trong mấy buổi gặp chính thức kiểu này, cái hư danh cố vấn quân sự của Đường có vẻ vẫn nặng hơn cái chức thủ trưởng đại quân khu của Tây Môn Đông Hồng. Vốn việc bổ nhiệm của đồng chí Trấn Trung Lương không phải cùng một ngày, nhưng mà sau khi Diệp Phàm dở trò đã trở thành cùng một ngày. Như vậy có thể đem đến thể diện cho Trấn Trung Lương, bày tỏ nỗi hoài niệm với tướng quân Trấn Đông Hải dưới đó. Lúc đến, phòng họp của căn cứ đã ngồi đầy quan quân. Tất cả đều là quan quân cấp trung tá trở lên. Trưởng phòng La, mời anh. Mai Trường Phong rất khách khí đưa tay ra. Không không không, mời cố vấn Diệp đi trước. La Thành Khải rất khiêm tốn tránh sang một bên nhường Diệp Phàm đi vào. Sao thế được, hôm nay nhân vật chính là anh mà trưởng phòng La. Ha ha ha, mời vào. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. La Thành Khải lại hỏi Tây Môn Đông Hồng, người ta cũng không chịu vào trước. Cho nên... cuối cùng vẫn là trưởng phòng La Thành Khải đi vào trước. Tất cả nghiêm. Mai Trường Phong lớn giọng hô vang trong phòng họp, lộp cộp một chút, tất cả quan quân đều nhanh chóng đứng dậy chào theo nghi thức quân đội,